Vạn cổ đệ nhất thần, Lý Thiên Mệnh. Tập 21. Giờ khắc này, cộng sinh không gian bên trong Thái Nhất Tháp, chính tại chấn động kịch liệt. Vô tận bạch quang hiện ra đến, tại Lý Thiên Mệnh trên thân thể du tẩu, tập trung ở phần lưng, để huyết nhục của hắn đều tại phát ra trong suốt bạch quang. Sau đó, bắt đầu dung hội, chữa trị, huyết nhục bắt đầu sinh sôi. Giờ khắc này, Đông Hoàng Kiếm chính đang hấp thu lấy Lý Thiên Mệnh cùng toàn bộ Lý Thị Thánh tộc vô số đời anh linh chi huyết, hội tụ một thể. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm giác huyết mạch của mình, đã cùng Đông Hoàng Kiếm liền tại một thể. Nó không là một thanh kiếm, nó là chính mình thân thể một bộ phận, nó chảy xuôi theo máu tươi của mình. Đây hết thảy, để Lý Thiên Mệnh tại xương sống cơ hồ gãy mất tình huống dưới, lại đứng thẳng người, lấy tay trái gắt gao cầm Đông Hoàng Kiếm kiếm phong. Nguyệt Linh Lang. Muốn đâm đều không đâm vào được, muốn rút nhưng lại không nhổ ra được. Sắc mặt của nàng, phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, bởi vì nàng rõ ràng nhìn ra, kinh lịch lần này sinh tử ma luyện, Lý Thiên Mệnh không đồng dạng. Trong mắt của hắn đấu trí, còn có cái kia bất tử tinh thần bất khuất, đã nồng đậm đến nổ tung. Nguyệt Linh Lang, người ta tất cả đều là phàm nhân, cho dù lòng cao hơn trời, đều không cần tự cho là có thể nghiền ép hết thảy, chinh phục hết thảy. Đông Hoàng Kiếm. Là ta Lý Thị Thánh tộc huyết mạch truyền thừa chi vật, là tộc ta chi hồn, há có thể dung ngươi chinh phục. Ngươi chinh phục không được, Thánh Thiên Phủ, đồng dạng chinh phục không được. Bởi vì, chúng ta vĩnh viễn bất tử. Một thế hệ xuống dốc, trăm đời người trầm luân, nhưng chỉ cần một cái thị tộc anh linh cùng nội tình tại, luôn có một ngày, có thể ngóc đầu trở lại. Một thế hệ có thể chết, vạn năm truyền thừa cùng tinh thần sứ mệnh còn tại. Cho dù có thiên cổ gặp trắc trở. Làm cho chúng ta nhất tộc truyền nhân, cũng phải thừa kế tổ huấn, lấy thị tộc chi hồn, gian khổ phấn đấu, nghịch thiên quật khởi. Khởi viết vô y, dư tử đồng bào, thiên thu vạn đại, vĩnh bất độc hành. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cũng không là một người tại chiến đấu. Máu của hắn bên trong, vạn năm thời gian tổ tiên, toàn bộ đều tại. Tinh thần của bọn hắn ý chí, toàn bộ đều sống ở côn bằng thánh ấn bên trong. Này 1000 năm qua. Thánh Thiên Phủ chinh phục Đông Hoàng Tông, chinh phục Lý Thị Thánh Tộc, kém một chút, thì triệt để diệt vong. Thế nhưng là tại một ngày này, gần như diệt vong Lý Thị Thánh Tộc, lại có một cái nhóc con, giết tiến cảnh vực chi chiến, giờ phút này toàn thân nhuốm máu, thụ trọng thương, lại tại thời khắc này, khơi dậy thiên thu vạn đại chi huyết hồn. Trong ánh mắt của hắn, có là Lý Thị Thánh Tộc vạn năm tổ tiên nóng rực chi hồn. Bọn họ cứ như vậy, lấy ánh mắt nóng bỏng. Nhìn trước mắt cái danh xưng này muốn chinh phục Đông Hoàng Kiếm Lang Thiên Tử. Một câu chúng ta vĩnh viễn bất tử, để Nguyệt Linh Lang tinh thần chấn động, như là một thanh trọng chùy nện trên đầu, toàn bộ thế giới đều tại oanh minh. Nàng cảm thấy có thể là ảo giác. Nhưng chính là loại này đáng sợ ảo giác, để hai tay của nàng lực lượng bỗng nhiên yếu hơn không ít. Tựa như là một trận nội tâm tan tác cùng tâm hỏng. Ngay trong nháy mắt này, Lý Thiên Mệnh thân thủ nhổ một cái. Đông Hoàng Kiếm rơi vào trong tay của hắn. Đó là như thế nào một loại bàng bạc lực lượng? Rầm rầm rầm. Giờ khắc này, Thái Nhất Tháp cùng Đông Hoàng Kiếm, tụ tập tại trên người một người. Đây mới thực là tụ tập. Vạn năm thời gian, chưa từng lại có qua. Lý Thiên Mệnh thân thể, ngoại trừ luyện ngục chi nguyên cùng hỗn độn lôi nguyên phía trên, cơ hồ nhiều hơn cái thứ ba lực lượng vòng xoáy. Đó là một loại hắc kim sắc giao nhau lực lượng, kim sắc uy nghiêm bá đạo, màu đen thần bí dữ tợn. Lực lượng của hắn, chưa từng có tăng vọt. Đông Hoàng Kiếm vẫn rất nặng nề, nhưng là thời khắc này Lý Thiên Mệnh, lại có thực lực đem cua múa, lúc này thời điểm, nó trầm trọng thì biến thành lực sát thương. Mà Thái Nhất Tháp bạch quang nước vọt khắp toàn thân, chỉ tại lúc này khắc, xương cốt xương sống phía trên thương thế, cơ hồ đã khôi phục, đến đón lấy bất quá là huyết nhục tổn thương. Oanh! Giờ khắc này Lý Thiên Mệnh, một chân dẫm tại phần thiên trúc long phía trên, trực tiếp đem chấn động đến đập xuống đất. Sau đó, hắn tay cầm cái kia kim quang lập lòe Đông Hoàng Kiếm, thẳng hướng Nguyệt Linh Lang. Cố Lộng Huyền Hư, liền cho rằng có thể hù sợ ta. Ngươi nói không sai, ta tạm thời chinh phục không được Đông Hoàng Kiếm, sử dụng cũng là vướng víu. Ta ngược lại thật ra cảm tạ ngươi nhắc nhở ta. Như thế, cầm lấy ta binh khí của mình, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Muốn không phải nàng cưỡng ép sử dụng Đông Hoàng Kiếm, nói thật, hiện tại khả năng đã đem Lý Thiên Mệnh giết. Nàng phạm sai lầm, cùng Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu một cái dạng. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh dẫm lên vết xe đổ,
mà nàng đưa tới Thanh Thiên Hỏa kiếm cùng Tử Tiêu Diễm kiếm, song kiếm hợp bích, về tới trạng thái mạnh nhất. Nàng trong ánh mắt vẫn cao ngạo, lòng tin 10 phần. Một chiêu này ta vừa mới luyện thành, dùng này chung kết trận này không thú vị tranh đấu. Nàng vẫn là có át chủ bài, mà lại vô cùng cường đại. Chỉ thấy nàng tay trái Thanh Thiên Hỏa kiếm, tay phải Tử Tiêu Diễm kiếm, song kiếm gần như đồng thời sử dụng. Song kiếm lăng không, vô số kiếm khí hóa thành hai đóa hỏa diễm hoa, sau đó thanh sắc cùng ngọn lửa màu tím hoa tụ tập cùng một chỗ, thời điểm đụng chạm, hình thành bàng bạc kiếm trận. Chu sát kiếm trận. Nàng một tiếng quát chói tai, Thanh Thiên Lục Tâm quyết cùng Tử Tiêu Chu hồn quyết hội tụ vào một chỗ, tất cả uy lực tạo thành chu sát kiếm trận, như một đóa hỗn loạn hoa, từ trên trời giáng xuống, vô số dữ tợn bạo ngược kiếm khí, oanh sát mà đến. Một kiếm này uy lực, đủ để cho Thánh Thiên chiến trường trưởng bối đều kinh hô một tiếng. Nàng siêu tuyệt thiên phú, giờ khắc này lần nữa chấn động toàn trường, nếu là đã sớm song kiếm sử dụng một chiêu này, không bắt buộc Đông Hoàng kiếm, nghiền ép đã sớm trọng thương Lý Thiên Mệnh, không cần đợi đến lúc này thời điểm. Đây tuyệt đối là cái đối thủ đáng sợ. Sau đó, thời khắc này Lý Thiên Mệnh, càng thêm đáng sợ. Vạn kiếm độc tôn kiếm ý, vốn là tại cái này song kiếm hợp bích phía trên, chỉ là trước đây Lý Thiên Mệnh cũng không đủ thú nguyên chèo chống. Làm hắn tay cầm Đông Hoàng kiếm, lực lượng bạo tăng thời khắc, đối mặt cái này chu sát kiếm trận, ánh mắt của hắn bên trong, nhưng lại có vĩnh hằng lạnh lùng. Máu tươi tại thân thể cùng Đông Hoàng kiếm phía trên thiêu đốt. Hừng hực anh linh tại trên thân kiếm nhảy lên. Ngập trời đấu trí, hội tụ tại thanh này nghịch thiên thần vật bên trong. Giờ khắc này, hắn hai tay nắm ở Đông Hoàng kiếm, lần nữa về tới Thương Thiên Vân Vụ phía trên, một khắc này, vân vụ lượn lờ, mê hoặc tầm mắt. Trong mây mù, chu sát kiếm trận như thế dữ tợn, một khi tới gần, đủ để đem hắn giết đến thịt nát xương tan. Mà Lý Thiên Mệnh lại tại thời khắc này, nhắm mắt lại. Thiên cổ tổ tiên ở trên. Đệ tử Lý Thiên Mệnh, sau đó cả đời, bình tĩnh truyền tổ tiên ý chí, nhiễm tổ tiên chi huyết, nhận tổ tiên chi hồn. Vì thiên địa lập tâm, vì vạn dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Thái nhất vì tâm, Đông Hoàng vì mệnh, đại kiếp chi tộc, muôn lần chết không diệt. Tiếp theo trong nháy mắt, xuất kiếm, một chém. Một kiếm, chính là 10.000 kiếm. Đông Hoàng kiếm bên trong, uy nghiêm, bá đạo, thần bí, kinh khủng Đông Hoàng kiếm khí mãnh liệt bộc phát ra, vạn đạo kiếm khí hội tụ thành vì một thanh kim hắc sắc cự kiếm, đột nhiên xuyên thấu cái kia chu sát kiếm trận. Cái gọi là chu sát kiếm trận, trực tiếp sụp đổ, bị một kiếm kia xuyên trời. Cái kia kim màu đen lập lòe một kiếm, tựa như là nháy mắt vĩnh hằng, tại tất cả mọi người đờ đẫn trong tầm mắt, trong nháy mắt chìm ngập Nguyệt Linh Lang. Đờ đẫn người, bao quát Nguyệt Linh Lang chính mình. Nàng tại cuối cùng, liền ý thức được một việc. Hắn, giống như chinh phục Đông Hoàng kiếm. Nhưng, cái kia làm sao có thể là chinh phục? Đây chẳng qua là, huyết mạch trung liền, chỉ là, linh hồn cộng minh. Nàng mãi mãi cũng ý giải không được, bởi vì thế giới của nàng bên trong, chỉ có đánh tan, nghiền ép, chinh phục, chiếm lấy. Còn có giết hại, đuổi tận giết tuyệt, giết sạch, thì sẽ không còn có siêu việt chính mình người. Cho nên hôm nay nhất chiến, nàng từ đầu tới đuôi mỗi một kiếm, cũng là vì muốn tuấn sát Lý Thiên Mệnh, tuyệt không lưu tình. Đây là nàng nói, nàng không có khả năng không giết. Chỉ ít nửa đoạn sau, Lý Thiên Mệnh ở tại trong mắt, đều là một người chết. Có thể chết như vậy người, làm thế nào đều chết không sạch sẽ, thậm chí trước khi chết không ngừng phản công, không ngừng dựa vào cái kia hắc ám cánh tay, chặn chính mình nhiều lần nhất kích chí mệnh kiếm. Nhưng, lại tại thời khắc này, nàng lại bị Đông Hoàng kiếm vạn kiếm độc tôn, trực tiếp chìm ngập. Loảng xoảng, Thanh Thiên Hỏa kiếm cùng cái kia Tử Tiêu Diễm kiếm, cùng một chỗ rơi trên mặt đất. Ta, tại cái cuối cùng có ý thức trong nháy mắt. Nàng có cái nghi vấn. Nàng muốn hỏi một chút thiên địa này. Ta không là nhân vật chính sao? Làm sao, ta giống như phải chết. Bỗng nhiên ở giữa thật là khó chịu, cảm giác toàn thân đều tại chảy nước mắt. Sau cùng trong nháy mắt, 10.000 cái tuyệt vọng cùng không cam tâm bỗng nhiên bừng lên. Nhưng là, đã chậm. Vạn kiếm xuyên qua, người vẫn là người, cũng đã, thủng trăm ngàn lỗ, thần đô không cứu sống. Duy chỉ có đầu, ngược lại hoàn hảo. Cho nên, trong khi ngã xuống thời điểm, thật giống như còn có thể nhìn lấy Lý Thiên Mệnh một dạng. Nàng mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn hắn. Người nào cũng không biết nàng còn muốn nói điều gì, nhưng lại không có cơ hội,
Ầm, nàng đã từng trăm ngàn lần ngã xuống lại đứng lên. Nhưng là giờ khắc này, rốt cuộc không đứng dậy được. Bởi vì là tất cả đều kết thúc, viết nàng truyền kỳ cố sự quyển sách kia, đã viết lên hết trọn bộ. Quá vội vàng, quá vô tình, cho nên cố sự này đoạn kết, để thánh thiên trên chiến trường quá nhiều người, lấy trắng bệch ánh mắt, kinh dị biểu lộ, đờ đẫn nhìn lấy đây hết thảy. Toàn trường tĩnh mịch, đã vượt qua 10 hơi thời gian. Bọn họ nhìn một chút thế thì thiếu nữ, đang nhìn cái kia sử dụng đông hoàng kiếm, ngay tại chém giết phần thiên trúc long thiếu niên tóc trắng. Khi đó, 30 vạn người hít thở không thông. Bọn họ quên đi hô hấp, quên đi chớp mắt, cứ như vậy nhìn lấy, thiếu niên tóc trắng kia sử dụng cái kia đông hoàng kiếm, đem một đầu phần thiên trúc long đầu rồng, tại chỗ chém đứt. Phần thiên trúc long bi thương, nộ hống, thấy chết không sờn, lấy mệnh chém giết. Bọn họ chảy ra thê thảm nước mắt. Bọn họ rất anh dũng, không hổ là Nguyệt Linh Lang cộng sinh thú, muốn là bọn họ lựa chọn đào tẩu, Lý Thiên Mệnh chỉ sợ sẽ không giết bọn họ. Nhưng, vì sinh tử ác chiến huỳnh hỏa cùng Miêu Miêu, vì nó trên người chúng cái kia tử chiến tạo thành vết thương, Lý Thiên Mệnh cầm kiếm mà đến, gia nhập chiến cục. Đông Hoàng kiếm phía dưới, ba đầu phần thiên trúc long, toàn bộ đầu rồng tách rời. Cái này một cuộc chiến sinh tử, máu chảy thành sông. Làm cái kia long huyết chảy tới vi sinh nhược tố, quân thiên dịch dưới chân bọn hắn thời điểm, quân thiên dịch bắt đầu kêu khóc, tất cả thánh thiên tử, chảy ra hoảng sợ nước mắt. Mà vi sinh nhược tố bọn họ, đều đã không sai, sắc mặt tái nhợt. Nhưng, trong mắt bọn họ, nước mắt lại là nóng rực. Đây là một tràng địa chấn. Hết thảy sau khi kết thúc, thánh thiên trên chiến trường, bạo phát ra từ trước tới nay, thê thảm nhất, vang dội nhất nộ hống. 300.000 thánh thiên phủ người, ánh mắt đều đã huyết hồng, giống như cuồng ma. Rất nhiều trong mắt người, trực tiếp chảy ra thống khổ huyết lệ, giờ khắc này vạn kiếm xuyên tâm, đâm vào thánh thiên phủ trái tim của mỗi người phía trên. Trong mắt bọn hắn, một cái Lý thị thánh tộc hậu nhân, tại cảnh vực chi chiến bên trong, liên bại 7 cái thánh thiên tử, cuối cùng chém giết một vị thánh thiên phủ ngàn năm qua nghịch thiên yêu nghiệt. Sau đó, chân hắn dẫm phần thiên trúc long, giơ lên đông hoàng kiếm. Chỉ hướng thương thiên, phát ra một câu chấn thiên gào thét. Ngàn năm về sau, Đông Hoàng kiếm, trở lại ta Lý thị thánh tộc. Một tiếng biểu thị công khai, chấn thiên hám địa. Thời khắc này Đông Hoàng kiếm, vẫn còn đang nhấp nháy, cái kia vạn trượng phát sáng tràn ngập toàn bộ thánh thiên chiến trường, qua hơn 300.000 người ánh mắt. Tại kim hắc sắc quang mang lập lòe bên trong, Lý Thiên Mệnh tóc trắng bị nhuộm thành kim sắc, đồng dạng có chói lọi hào quang óng ánh. 1.000 năm bao lâu xa? Tại chỗ không người có ngàn năm thọ mệnh, nhiều lắm là hơn 200 năm, liền gần đất xa trời. Đời 100 thái nhất đệ tử, ở chỗ này thất bại chìm vào cát, nhận hết khuất nhục, rốt cuộc đã đợi được một ngày này. Đến từ Đông Hoàng Tông Lý thị thánh tộc hậu nhân, tại thánh thiên phủ trước mắt dưới đáy, giơ lên Đông Hoàng kiếm. Một khắc này, ngàn năm tích tụ, tan thành mây khói, trong lòng nhiệt huyết, rung động đến tâm can. Màn này đủ để tạo thành toàn bộ Đông Hoàng cảnh, đều xuất hiện một trận ầm vang động đất. Chí ít cái kia thánh thiên chiến trường, thì cùng sụp đổ giống như, toàn trường nhân vật, nội tâm đánh rách tả tơi. Lý Thiên Mệnh không nhìn thấy thánh thiên chiến trường hết thảy, đến từ Thái Nhất Tháp, Đông Hoàng kiếm phía trên các vị tổ tiên huyết mạch cộng minh, để hắn tiếp tục hai mắt sung huyết. Lấy Đông Hoàng kiếm thi triển một chiêu này vạn kiếm độc tôn, uy lực lớn vượt qua Lý Thiên Mệnh tưởng tượng. Căn bản không có bất luận cái gì có thể thu hồi tới chỗ trống. Một kiếm kia ra, Nguyệt Linh Lang nhất định phải chết, Đông Hoàng kiếm không dễ dàng như vậy trưởng khống. Nhưng nếu không phải không ra, như thế nào thủ thắng? Hắn lần thứ nhất cảm nhận được Đông Hoàng kiếm đáng sợ. Làm Nguyệt Linh Lang ngã xuống về sau, hắn lần nữa cùng Đông Hoàng kiếm câu thông, cộng minh, đến từ Đông Hoàng kiếm rồi rào lực lượng, vẫn như liệt hỏa một dạng, thiêu đốt lấy thân thể của hắn. Tan thành mây khói về sau, hắn kéo lấy cẩn trọng Đông Hoàng kiếm, đi hướng Nguyệt Linh Lang. Trước đây trọng thương sắp chết, nhưng hôm nay trên người hắn, đã không lại tích huyết. Mà dưới chân của hắn, phần thiên trúc long máu tươi hội tụ vào một chỗ, hình thành huyết sắc dòng sông, chảy xuôi ra. Bây giờ toàn bộ thánh thiên phủ đều đã sôi trào, có thể nội tâm của hắn, lại ngược lại tỉnh táo đến cực hạn. Tư nhân đã mất, không cần nhiều lời. Nguyệt Linh Lang, ta chỉ là đến đòi về thứ thuộc về ta. Nàng đang đối chiến quá trình bên trong, cũng không có sử dụng tới một số kỳ lạ năng lực, điều này nói rõ, nàng hẳn là không có thể khai quật ra Khương Phi Linh năng lực phong ấn.
Lý Thiên Mệnh theo trên ngón tay của nàng, rút ra tu di giới chỉ, bên trong có 5 cái, thánh nguyên cầu bên trong, có thể nhìn đến Khương Phi Linh trên móng tay cổ quái phong cấm vẫn ở trong đó. Ta liền biết, Linh Nhi những thứ này bản sự, lai lịch thần bí như vậy, há lại cho ngươi phá giải, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Điều này nói rõ, nàng tranh đoạt Khương Phi Linh năng lực phong ấn, bất quá là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Ngươi là kinh người đối thủ, nhưng cũng tiếc chết rồi. Cho dù kinh diễm vô song lại có thể như thế, nhất triều quy thiên, tan thành mây khói, Vũ Văn Thần Đô như thế, Nguyệt Linh Lang cũng là như thế. Nói không chừng có một ngày, chính mình cũng sẽ như thế. Cho nên, có lúc thật đừng đem thiên tài quá coi là chuyện to tát, thời khắc mấu chốt, còn không bằng một cái bình thường tông lão. Linh Nhi, chờ ngươi tỉnh lại, liền có thể nhìn đến ta vì ngươi, đoạt lại ngươi đồ vật. Lý Thiên Mệnh đem thánh nguyên cầu đựng lên, sau đó đi hướng vi sinh nhược tố bọn họ. Bốn người bọn họ, sắc mặt đều có chút tái nhợt, đứng đứng bất động. Có lẽ có nhiều lần, vì đó nghịch thiên biểu hiện tin phục, nhưng lúc này đây, oanh động nội tâm. Trước đây, ta không tin ngươi tại Vũ Văn Thần Đô trong tay công việc mệnh, hôm nay, ta cảm thấy ngươi chỉ sợ thật muốn chết tại Nguyệt Linh Lang trên tay. Có thể sau cùng, Vũ Văn Thần Đô cùng Nguyệt Linh Lang đều đã chết. Ngươi có thể sống đến sau cùng, ta bội phục sát đất. Triệu Lăng Châu ánh mắt đỏ thẫm, vô cùng hừng hực mà nói. Khoảng cách gần tận mắt quan chiến, cảm thụ đương nhiên cường liệt nhất, bọn họ tận mắt thấy Nguyệt Linh Lang, mấy lần cơ hồ muốn xuyên thủng Lý Thiên Mệnh. Sinh tử một đường, cuối cùng quật khởi phản sát, nhất là vừa mới giơ lên Đông Hoàng Kiếm chỉ lên trời nộ hống một màn, sợ là cả một đời, đều không thể nào quên. So với bọn họ, còn lại 6 vị thánh thiên tử cùng 2 vị hắc minh đệ tử, vẫn nói không ra lời. Bọn họ chỉ có thể lấy tuyệt vọng thê thảm ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, một cử động nhỏ cũng không dám, thậm chí phủ phục ở tại dưới chân, rừng không ngừng run rẩy. Bao quát quân thiên dịch. Sắc mặt hắn như là giấy trắng, bị băng tại tà ma đoạn trước nhất, làm Lý Thiên Mệnh ánh mắt quét ở trên người hắn thời điểm, hắn cũng nhịn không được về sau co lại. Ngô ngô ngô, kịp phản ứng về sau. Hắn trừng to mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh nhìn, dáng chống đỡ lấy đảm lược, cho Lý Thiên Mệnh tức giận cảnh cáo. Nếu như hắn có thể nói chuyện, khẳng định phải nói, ngươi dám ở ta Thánh Thiên Phủ giết chết Thánh Thiên Tử, hơn nữa còn là Nguyệt Linh Lang, ngươi nhất định phải chết. Muốn cùng nàng cùng chết sao? Ta không ngại giết nhiều mấy cái, Lý Thiên Mệnh nói. Quân thiên dịch bọn người, lập tức cúi đầu, không còn dám phát ra âm thanh, đồng thời chảy xuống khuất nhục nước mắt. Thiên Mệnh. Người tới đây một chút, vi sinh nhược tố hít thở sâu một hơi, nhẹ nhàng cùng hắn ngoắc. Thế nào, Lý Thiên Mệnh hỏi. Nguyệt Linh Lang chiến tử, người nghĩ tới hậu quả sao? Vi sinh nhược tố hỏi. Người nói xem, Lý Thiên Mệnh đem Đông Hoàng kiếm trú tại trên mặt đất, không có cách, không sử dụng kiếm thời điểm vẫn là trầm trọng. Từ xưa đến nay, Thánh Thiên Phủ Đô tại cảnh vực chi chiến chiếm cứ ưu thế, nhưng bọn hắn một mực không giết người. Chúng ta đệ tử tuy nhiên chịu đủ tàn phá, nhưng là cơ bản sẽ không chết, người biết tại sao không? Vi sinh nhược tố hỏi. Vừa rồi nhiệt huyết xông lên đầu, hiện tại có cô bé này dẫn đạo, có thể tỉnh táo lại suy nghĩ vấn đề. Ta biết, bọn họ nói là bởi vì Thánh Thiên Phủ lo lắng chúng ta, không còn dám tới tham gia cảnh vực chi chiến. Bọn họ đối tại chỗ cảnh vực chi chiến quy tắc rất hài lòng, lo lắng thời cổ thần quốc người, sửa đổi tranh đoạt Đông Hoàng kiếm quy tắc. Lý Thiên Mệnh nói, đúng, nhưng bây giờ Nguyệt Linh Lang chết rồi, vi sinh nhược tố nói. Không sai, bất quá trước kia cảnh vực chi chiến, cũng xuất hiện qua mấy lần chiến tử. Mà lại, là nàng muốn giết ta, Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng nơi này là Thánh Thiên Phủ, chờ chúng ta rời đi cảnh vực kết giới, bọn họ cũng sẽ không quản những thứ này, tuy nhiên chúng ta bây giờ nhìn không thấy, nhưng bên ngoài nhất định lộn xộn. Vi sinh nhược tố lo lắng nói. Nhược tố. Kỳ thật sẽ không, Lý Thiên Mệnh nói. Vì cái gì? Cảnh vực chi chiến, chính là thời cổ thần quốc thiết lập quy tắc trò chơi, thời cổ thần quốc cũng không có lập không thể giết người quy tắc, cho nên ta làm ra hết thảy, là quy tắc bên trong. Nếu như ta ra ngoài, Thánh Thiên Phủ đối với ta hoặc là chúng ta các trưởng bối động thủ, cái kia chính là công nhiên phá hư cảnh vực chi chiến công bình tính. Thánh Thiên Phủ rõ ràng nắm giữ Đông Hoàng Kiếm, vì cái gì mỗi 10 năm một lần? Đều không thể không xuất ra Đông Hoàng Kiếm đến cử hành cảnh vực chi chiến. Bọn họ như thế nghe lời, tự nhiên là bởi vì, bọn họ không muốn để cho thời cổ thần quốc để ý, can thiệp Đông Hoàng cảnh sự tình.
Cảnh vực chi chiến, là đến từ thời cổ thần quốc quy tắc, bọn họ coi như đối với ta có ý kiến, cũng không thể tại chỗ trả thù. Nếu không, cái kia chính là không cho thời cổ thần quốc mặt mũi. Ta cảm thấy thời cổ thần quốc có thể không để ý Đông Hoàng cảnh, nhưng nếu có người phá hư bọn họ chế định quy tắc, bác mặt của bọn họ liền có thể sẽ can thiệp. Theo cái này lần cảnh vực chi chiến đến xem, biển cả chi thủy đột nhiên biến mất, cho nên ta chắc chắn, có thời cổ thần quốc người đang chăm chú nơi này. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên huyết khí phương cương, nhưng nói thật, hắn làm ra mỗi một bước, kỳ thật đều có suy tính. Nói thí dụ như vi sinh nhược tố lo lắng chuyện này, hắn đã sớm nghĩ thông suốt. Cảnh vực chi chiến không phải nói đùa, là quyết định Đông Hoàng cảnh chấp trưởng giả chiến trường. Tuy nhiên, cần liên tục năm đời mới có thể sửa đổi Đông Hoàng cảnh chấp trưởng giả, nhưng hắn công bình công chính chấp hành, là thời cổ thần quốc căn bản yêu cầu. Ý tứ chính là, bọn họ mặc kệ ngươi làm sao náo, nhưng tại bọn họ thiết định cảnh vực chi chiến bên trong khoảng thời gian này hết thảy đều dựa theo quy tắc tiến hành. Muốn là thánh thiên phủ lớn mật như thế, cảnh vực chi chiến đều không cần cử hành. Dù sao trong lịch sử, vẫn là có người cướp đi qua Đông Hoàng kiếm mấy lần, bọn họ cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra. Thế nhưng là, Lang Thiên Tử đối bọn hắn trọng yếu như vậy. Chờ ngươi trở về Đông Hoàng Tông về sau đâu? Vi sinh nhược tố hỏi. Ngươi không có nhìn ra sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ý của ngươi là, ta giết hay không Nguyệt Linh Lang, cảnh vực chi chiến về sau, Thánh Thiên Phủ Đô sẽ liên hợp Hắc Minh Tông, Vân Tiêu Kiếm Phái, khai triển nhất thống Đông Hoàng cảnh mộng đẹp. Lần này cảnh vực chi chiến, vì cái gì một mực cho các ngươi tỷ đệ phiền phức, đơn giản cũng là áp chế cha ngươi. Bọn họ muốn để cho các ngươi không chiến tan tác, cùng Hắc Minh Tông một dạng hàng phục, nếu như vậy, chỉ còn lại Đông Hoàng Tông, tùy tiện cũng có thể diệt hết. Nhược tố, chiến tranh đã đang ở trước mắt, bây giờ không phải là hy vọng người khác nhân từ thời điểm. Hy vọng xa vời quá nhiều, ngược lại sẽ hại chính mình. Kỳ thật các trưởng bối trên cơ bản đều tâm lý nắm chắc. Lý Thiên Mệnh lại nhìn cái này cảnh vực chi chiến tình huống liền biết, tự Hắc Minh Tông quy thuật, Đông Hoàng cảnh bố cục sớm đã bị đánh vỡ. Lý Thiên Mệnh suy đoán, Thánh Thiên Phủ cũng là đang đợi cảnh vực chi chiến đi qua. Cảnh vực chi chiến, là thời cổ thần quốc biết duy nhất chú ý Đông Hoàng cảnh thời điểm, chỉ cần tổ chức thành công, liền sẽ có 10 năm chống không thời gian. 10 năm này, đầy đủ Thánh Thiên Phủ làm rất nhiều chuyện. Bằng không, khả năng đã sớm động thủ. Ta hiểu được. Vi sinh nhược tố gật gật đầu. Nhìn như vậy đến, đây cũng không phải là một trận bất chấp hậu quả xúc động, chỉ là đem đây hết thảy nhìn thấu triệt thôi. Mà lại, có một chút Lý Thiên Mệnh không nói, lúc ấy hắn thật không cách nào khống chế Đông Hoàng kiếm lực bộc phát. Vi sinh nhược tố có thể cảm thụ đi ra, bọn họ đi vào Thánh Thiên Phủ về sau, gặp phải tất cả Thánh Thiên Phủ người, cơ hồ đều là loại kia mang theo xâm lược tính trêu tức ánh mắt. Thái độ của bọn hắn, đã sớm đem mục đích của bọn hắn bại lộ đến không còn một mảnh. Các ngươi Nam Thiên Tông ở vào biển cả phía trên, có thiên thời địa lợi ưu thế, dễ thủ khó công, sẽ an toàn rất nhiều, nhưng cũng có thể khả năng hấp dẫn càng nhiều hỏa lực. Hy vọng các ngươi có thể khuyến cáo phụ mẫu, nỗ lực kiên trì, dù sao, ta muốn nói, làm người chó săn, thật sẽ không có cái gì tốt thời gian qua. Nếu là muốn đánh mất tôn nghiêm, đối với người khúm núm, vậy còn không bằng chết rồi. Đông Hoàng Tông cực kỳ cần Nam Thiên Tông người minh hữu này. Coi như không có cách nào xuất binh cứu viện, nhưng nếu là có thể kiềm chế Thánh Thiên Phủ cái này ba đại tông môn bộ phận lực lượng, đối Đông Hoàng Tông tới nói đều là chuyện tốt. Không cần ngươi nói, ta đều biết, vi sinh nhược tố mím môi một cái, lật một chút khinh thường, trừng trừng hắn. Kỳ thật, nàng một chút tức giận một chút, cũng rất có phong tình. Thiên Mệnh ca, người yên tâm, cha ta nói qua. Chúng ta Nam Thiên Tông có vô số thay tiền bối liên hợp bày ra, Nam Thiên hộ hải kết giới. Chỉ cần chúng ta không đi ra, Thánh Thiên Phủ tuyệt đối công không được chúng ta, tại phương Nam biển cả, đó là thiên hạ của chúng ta. Vi sinh Thanh Loan tiến tới góp mặt, ánh mắt nóng rực mà nói. Lợi hại, hy vọng ngày khác có cơ hội, ta cũng có thể mở mang kiến thức một chút. Lý Thiên Mệnh nói, bọn họ tỷ đệ thật là rất không tệ, bởi vậy có thể thấy được vi sinh Thiên Lan là như thế nào người. Vậy nhưng quyết định a, nếu là có gió êm sóng lặng một ngày, nhất định phải tới chúng ta Nam Thiên đảo du ngoạn, chúng ta chỗ đó có thể đẹp. Vi sinh Thanh Loan cười nói. Lý Thiên Mệnh chính muốn nói chuyện, bỗng nhiên ở giữa lần nữa phát sinh dự không nghĩ tới kịch biến. Cái kia chính là cảnh vực kết giới, vậy mà trong nháy mắt phá nát.
Cái này dẫn đến, bọn họ tất cả tham chiến đệ tử, trực tiếp hiện thân tại Thánh Thiên trong chiến trường, chung quanh là hơn 300.000 người. Nói thật, cơ hồ tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Lý Thiên Mệnh buồn bực. Không phải nói, Đông Hoàng Kiếm sẽ đếm ngược 10 ngày sao? Lần này cảnh vực chi chiến, đến từ thời cổ thần quốc cảnh vực kết giới, liên tục cho Lý Thiên Mệnh hai lần kinh hỉ. Lần thứ nhất, hắn để mà ẩn thân biển cả chi thủy, đột nhiên biến mất, dẫn đến hắn cùng Nguyệt Linh Lang nhất định phải quyết nhất tử chiến. Lần thứ hai, hắn vốn cho rằng Đông Hoàng Kiếm sẽ đếm ngược 10 ngày, kết quả vừa đoạt lại, còn không có 2 phút đồng hồ, cảnh vực kết giới trực tiếp phá nát. Cảnh vực kết giới phá nát, mang ý nghĩa cảnh vực chi chiến, chính thức kết thúc. Đương nhiên, cũng mang ý nghĩa tại chỗ tuyên bố, hắn vì Đông Hoàng Tông đoạt được 10 năm Đông Hoàng Kiếm. Bất quá, bởi vì cảnh vực kết giới phá nát quá mức đột nhiên, dẫn đến rất nhiều người trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng. Khi bọn hắn xuất hiện tại Thánh Thiên chiến trường một cái nháy mắt, Lý Thiên Mệnh đầu tiên nghe thấy chính là đinh tai nhức óc giận mắng. Giết Lý Thiên Mệnh, mấy trăm ngàn thanh âm, giống như là mấy trăm ngàn kiếm, cứ như vậy đột nhiên đâm vào trên lỗ tai. Đừng nói là người trẻ tuổi, đều là trưởng bối, lúc này thời điểm đoán chừng đều sẽ bị chấn trụ. Mà lại, tới quá bỗng nhiên. Lý Thiên Mệnh theo bản năng ngẩng đầu. Một sát na kia, hắn nhìn đến mấy trăm ngàn tức giận mặt, nhìn đến mấy trăm ngàn đỏ thẫm ánh mắt, nhìn đến bọn họ cuồng loạn. Hắn căn bản không biết cái này Thánh Thiên chiến trường tĩnh mịch thời gian bao nhiêu, đoạn thời gian kia bên trong, nét mặt của bọn hắn đến cỡ nào khó coi. Mà bây giờ, toàn bộ hóa thành tức giận rít lên. Biệt khuất, tức giận đến cực hạn thời điểm, cũng chỉ có thể như vậy kêu gào. Hắn còn chưa kịp nhìn đến Diệp Thiếu Khanh bọn họ ở phương hướng nào, bỗng nhiên có một đạo chướng mắt bạch quang, xuyên thấu ngàn mét, trong nháy mắt giết tới trước mắt, thẳng đến Lý Thiên Mệnh ánh mắt. Nếu là xuyên qua ánh mắt, đó chính là xuyên qua đầu lâu. Tuyệt đối phải nhất kích mất mạng. Cái này tuyệt đối không phải phổ thông lực lượng, đây là siêu việt thiên ý, đến từ thánh chi cảnh giới lực lượng. Ông! Một khắc này, Lý Thiên Mệnh lần nữa cảm nhận được tử vong tư vị. Còn thật có người thừa dịp công phu này, trực tiếp xuất thủ muốn giết mình đây. Dù sao, chỉ sợ Diệp Thiếu Khanh bọn họ, trong lúc nhất thời đều không nghĩ tới cảnh vực kết giới sẽ trực tiếp nát. May mắn, phản ứng của bọn hắn tốc độ cũng không kém, thì tại tiếp theo trong nháy mắt, một đạo gợn nước xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt, cái kia bạch quang vào gợn nước bên trong, như là chui vào biển cả, trong nháy mắt biến mất. Lý Thiên Mệnh bình yên vô sự. Lý Thiên Mệnh liền biết, dù là tới đột nhiên, tại như vậy thời khắc mấu chốt, các trưởng bối sẽ không mập mờ. Ánh mắt của hắn, một chút liền thấy cái kia người muốn giết hắn. Trong đám người, một cái công tử áo trắng, tóc tàn mát, ánh mắt tích huyết, hình dáng như dã thú nhìn lấy chính mình. Hắn không nói chuyện, lại cắn hàm răng, trên mặt gân xanh trực tiếp bộc phát lên, giống như là độc trùng một dạng quấn ở phía trên. Đã từng hắn là một vị nho nhã người, mà giờ khắc này, trong mắt huyết nhỏ giọt xuống thời khắc, xem ra lại giống như là giết hại tử thần. Lý Thiên Mệnh nhớ đến cảnh vực chi chiến trước, hắn cùng Nguyệt Linh Lang cùng một chỗ dắt tay mà đến, trong mắt tràn đầy sủng ái. Hắn là Thánh Hoàng con út, là đời trước đệ nhất Thánh Thiên Tử, tên là Quân Niệm Thương. Hiện tại ngăn đón Quân Niệm Thương người là Quân Đông Diệu, nếu không phải Quân Đông Diệu, đoán chừng hắn đã đạp nhập Thánh Thiên chiến trường, trực tiếp giết tới đây. Cặp mắt của hắn, là Lý Thiên Mệnh gặp qua lớn nhất dữ tợn một cái, bên trong ẩn chứa huyết hải thâm cửu mang tới sát cơ ngập trời, loại kia cảm giác, giống như là đêm ấy, Mộc Tình Tình cùng Lâm Tiêu Đình ở trước mặt mình, giết chết Kim Vũ thời điểm, ánh mắt của mình. Hận đến cực hạn, cuồng loạn. Tại cái này sôi trào Thánh Thiên chiến trường, hắn cơ hồ đem đầu lưỡi cắn chảy máu, run rẩy mà dữ tợn, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Mệnh. Ta thề, ta đời này, nhất định muốn đưa ngươi xuống địa ngục. Câu nói này có chút quen tai, tốt như chính mình đã từng nói, mà tình cảnh này tựa hồ như thế tương tự, chỉ là đổi thành người khác cùng mình nói xong. Cho nên, Lý Thiên Mệnh rất lý giải hắn, đây là lòng có chí ái chi nhân, nhất định sẽ có phản ứng. Theo một cái nho nhã, tự do người, tâm lý gieo cừu hận ma. Nhưng, Lý Thiên Mệnh không phải tội nhân. Hôm nay hết thảy, cùng lúc trước đêm ấy cũng không giống nhau. Đã từng hắn bị hãm hại, chỉ vì đạt được bảo vật. Mang ngọc có tội, chết chưa hết tội người là Lâm Tiêu Đình. Nhưng lúc này đây, hắn bất quá là tại Nguyệt Linh Lang sát cơ chí mạng bên trong, cơ hồ cửu tử nhất sinh, mới hoàn thành phản sát, trở thành sống sót người kia.
Tùy ngươi nói thế nào, tùy ngươi nghĩ ra sao, nhưng là, ta vô tội. Lý Thiên Mệnh là nội tâm thuần túy người, hắn sẽ không bị đối phương cửu hận nhiễu loạn tâm cảnh, từ đó hoài nghi mình. Vô tội, cũng là vô tội. Hắn cũng không phủ nhận Quân Niệm Thương có báo thù quyền lực, đây là tự do của hắn, hắn có thể trừ rơi tâm ma, rửa sạch ân cừu. Nhưng vẫn là câu nói kia, ta vô tội. Vô tội, thì lòng mang bằng phẳng, không thẹn với lương tâm. Người giết ta gần 9 lần, nhiều lần sinh tử một đường, ta vì sao không thể giết một lần? Có thể đưa nàng đi chết, không phải là bởi vì nàng nhân từ qua, mà là bởi vì Lý Thiên Mệnh tại đánh giết chết sống, thì thắng như vậy nháy mắt. Lý Thiên Mệnh, ta phải dùng ngươi toàn bộ Đông Hoàng Tông, cho Lang Nhi chôn cùng. Lúc này thời điểm, Quân Niệm Thương bỗng nhiên không tại quân Đông Diệu trong tay vùng vẫy, mà chính là lù lù đứng ở 30 vạn người chen chúc phía dưới, lấy như ma quỷ dữ tợn ánh mắt, làm người ta sợ hãi nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Hắn không đồng dạng. Một khắc này Quân Niệm Thương, tựa hồ theo một cái truy tìm thượng thần con đường kẻ lãng tử, biến thành Nguyệt Linh Lang. Lại hoặc là nói, Nguyệt Linh Lang, bám vào trên người hắn. Ta muốn để ngươi Đông Hoàng Tông, thây nằm 1 triệu người, để ngươi Đông Hoàng dãy núi, thây ngang khắp đồng, máu chảy thành sông. Ta muốn đem Lang Nhi mộ bia, đứng ở các ngươi Thánh Sơn đỉnh núi phía trên. Hàng năm tế bái, ta đều muốn dẫm lên 1 triệu thi thể đi lên. Nếu như làm không được, gọi ta Quân Niệm Thương, vạn kiếm xuyên tâm, chết không có chỗ chôn. Thanh âm của hắn không có chút nào kích động, rất chậm, rất vững vàng. Giống như là tại nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Ai sẽ nhìn không ra, hắn là cùng Thánh Thiên Phủ không hợp nhau người, hắn yêu, lại thâm trầm. Chỉ là giờ khắc này, hắn lại dung nhập Thánh Thiên Phủ, triệt triệt để, trở thành Thánh Thiên Phủ tương lai bên trong, lớn nhất binh khí sắc bén. Hiện tại liền giết hắn a. Giết sạch đám người này, để bọn hắn một cái đều đi không ra Thánh Thiên Phủ. Giết! 30 vạn người! Chỉ ít có 100.000 người đều đang kêu giết. Hiện tại Đông Hoàng Tông Tông lão nhóm, toàn bộ đều đến Lý Thiên Mệnh bên người, đem hắn thủ hộ ở giữa, muốn không phải như thế, khả năng những người kia đều sẽ trực tiếp xông lên tới. Mà bây giờ, liền chờ Thánh Hoàng một cái mệnh lệnh. Cái kia cao cao tại Thượng Thánh Hoàng, ngồi tại cao nhất tôn chỗ ngồi, còn đang nhìn phát sinh hết thảy. Tựa hồ từ đầu đến cuối, hắn đều không có nháy qua một lần ánh mắt. Tại Thánh Thiên chiến trường táo bạo nhất thời điểm, tất cả mọi người đang nhìn hắn, chờ đợi hắn một tiếng mệnh lệnh. Mà hắn chợt ngẩng đầu. Mọi người theo hắn ánh mắt nhìn sang, chỉ gặp trên bầu trời, còn có một cái màu sắc rực rỡ tiểu cầu, ngũ quang thập sắc. Đó là ngay từ đầu cảnh vực kết giới. Trước đó toàn bộ cảnh vực kết giới, đều là cái này tiểu cầu mở rộng mà đến, đây là Đông Hoàng cảnh không có khả năng sáng tạo ra huyền diệu thiên văn kết giới. Tại vạn chúng chú mục bên trong. Cái kia màu sắc rực rỡ tiểu cầu bỗng nhiên biến hóa, vậy mà thành mấy chữ. Chúc mừng Lý Thị Thánh Tộc, ngàn năm về sau, trọng đoạt Đông Hoàng Kiếm. Hàng chữ này xuất hiện thời gian, bất quá chỉ có 3 hơi. Có thể coi là thời gian 3 cái hô hấp, chợt làm cho cả Thánh Thiên chiến trường, biến đến lặng ngắt như tờ. Có thể tại Thánh Thiên Phủ tu luyện, đều không phải người ngu, đều biết vì cái gì, muốn đem Đông Hoàng Kiếm lấy ra tổ chức cảnh vực chi chiến. Hơn ngàn năm đến, cử hành qua hơn 100 lần cảnh vực chi chiến, chưa bao giờ từng qua có 1 lần chúc mừng. Hiển nhiên, thời cổ thần quốc người, nhìn trận chiến đấu này, còn chúc mừng Lý Thị Thánh Tộc. Điều này nói rõ cái gì? Hàng chữ này là tại Thánh Thiên Phủ táo bạo nhất thời điểm xuất hiện, tựa hồ vừa đúng. Thời cổ thần quốc, tựa hồ cũng không có ra mặt ngăn lại trận này phẫn nộ, nhưng, một câu chúc mừng, ý vị sâu xa. Câu nói này xuất hiện về sau. Thánh Thiên Phủ tiếp tục vây giết Đông Hoàng Tông Tông Lão, chém giết đoạt được Đông Hoàng Kiếm Lý Thiên Mệnh. Nếu là dám ra loại sự tình này, tương đương với một bàn tay tát tại thời cổ thần quốc trên mặt người đi, sợ là Đông Hoàng Tông không có đổ thành, Thánh Thiên Phủ đều muốn biến mất trên thế giới này. Thời cổ thần quốc cái này phía trên cổ Hoàng Triều thần bí cùng cường đại, tại Đông Hoàng cảnh không tính bí mật. Giờ phút này Thánh Thiên chiến trường đột nhiên tĩnh mịch, lần nữa nói rõ điểm này. Niệm Thương. Chờ một chút, không dùng bao nhiêu thời gian, quân tử báo thù, không dùng ngay sau đó. Quân Đông Diệu lúc nói chuyện, mặt đã là tử sắc. Bọn hắn người, đã tiếp trở về quân thiên dịch bọn người, mang về khoảng cách gần xem xét, mới biết được đến cỡ nào thảm liệt. Chớ nói Quân Niệm Thương, tim của hắn đều đã bị xé nứt. Ta không vội, quá mau, làm không xong tang lễ.
Nói xong câu đó, Quân Niệm Thương ánh mắt im lặng, bước vào thánh thiên bên trong chiến trường, sau đó ôm lấy Nguyệt Linh Lang. Vạn chúng chú mục bên trong, hắn nhẹ nhàng lau sạch nàng máu trên mặt dấu vết, cái kia nhu hòa ánh mắt, liền giống như là đang nhìn một cái bốc đồng hài tử. Chỉ là lại thế nào xoa, cũng đỡ không nổi máu của nàng, nhuộm đỏ hắn bạch y. Đều nói tốt, vạn sự không nên gấp gáp, cái gì thời điểm mới có thể thay đổi đổi nôn nôn nóng nóng tính cách đây. Lang Nhi, lại cho ta một chút xíu thời gian. Quãng đời còn lại, ta đều bồi thiếp ngươi, một bước cũng sẽ không rời đi ngươi. Đừng sợ, đừng sợ. Không biết khi nào, lẫn vào dòng máu nước mắt, đã lạch cạch rơi xuống. Theo ký sự bắt đầu liền không có chảy qua nước mắt, ngày hôm nay cũng đã, máu và nước mắt đầy mặt. Hắn không ngừng cho nàng sửa sang lại tóc dài, tay đều tại rừng không ngừng run rẩy, từng bước một thất tha thất thểu, tại vô số thê thảm trong ánh mắt, đi ra thánh thiên chiến trường. Không có người biết hắn sẽ đi hướng nào. Nhưng mọi người đều biết, từ nay về sau, cái kia tự do tản mạn, hoàn toàn không muốn lẫn vào thánh thiên phủ sự tình thánh hoàng con út Quân Niệm Thương, đã chết. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái người xấu. Nhưng thượng thiên để hắn sinh ở thánh thiên phủ, mà Lý Thiên Mệnh thuộc tại Đông Hoàng Tông, thuộc về Lý Thị Thánh Tộc. Làm thân ảnh của hắn hoàn toàn biến mất về sau, vô số lạnh lùng, tĩnh mịch ánh mắt, lần nữa rơi vào Lý Thiên Mệnh trên thân. Giống như trong mắt bọn họ, Lý Thiên Mệnh đã thành một cái tội không thể tha thứ ác nhân. Nhưng kỳ thật, tốt xấu thiện ác nơi nào có đơn giản như vậy. Thế gian chúng sinh đông đảo, ai cũng có thân phận của mình, cũng có chính mình chỗ thích, vạn dân quấn quýt lấy nhau, người hết thảy, cái nào là một câu người tốt người xấu, liền có thể phân rõ ràng. Không có người nào có thể đứng ở đạo đức điểm cao. Mà Lý Thiên Mệnh dù là đối diện với mấy cái này ánh mắt, hắn vẫn kiên định nói với chính mình, ta không làm sai. Thủ vững chính mình đạo, thủ vững bản tâm, suy nghĩ thông suốt, không thẹn với lương tâm liền có thể. Nếu là thật sự từng có sai, không tới phiên chính mình áy náy, nhân quả báo ứng, tự sẽ thẩm phán. Nguyệt Linh Lang nếu không phải xem mạng người như cỏ rác, sát phạt vô tình, như thế nào lại làm cho Lý Thiên Mệnh, không thể không cố tìm đường sống trong chỗ chết. Hắn lần này, liền Quân Thiên Dịch đều không giết. Hắn không biết người khác như thế nào, nhưng những cái kia uổng vì thiên đạo, lung tung giết hại, vẫn còn danh xưng sát phạt quyết đoán người, tự có thiên đạo thẩm phán. Dù là hắn tự cho là thiên địa này nhân vật chính. Tại vô số đỏ thẫm trong tầm mắt, Thánh Hoàng ánh mắt rơi vào Lý Thiên Mệnh các loại trên thân thể người. Hắn ngữ khí có chút vượt qua bình thường bình thản, nói một câu. Cảnh vực chi chiến đã kết thúc, có thể tản, không tiễn. Câu nói này rất nhu hòa, tựa như không có bất kỳ cái gì tính khí. Cái này khiến Thánh Thiên Phủ đệ tử rất khó chịu, mặc dù nói có thời cổ thần quốc một câu kia ý vị sâu xa, nhưng một chút ngoan thoại đều không thả, cứ như vậy để bọn hắn đi. Nhưng, quen thuộc Thánh Hoàng người đều biết, hắn xem ra càng là bình tĩnh thời khắc, chính là bão táp bắt đầu. Mà lại, tất cả ngoan thoại, cũng đã làm cho Quân Niệm Thương nói cũng kha khá rồi. Thánh Thiên Phủ đã không có che giấu nhất thống Đông Hoàng cảnh nguyện vọng. Thánh Hoàng sẽ không lại lần nhiều lời, nhưng là có thể đoán được, đến đón lấy hắn cho Đông Hoàng Tông cùng Nam Thiên Tông mang tới, tuyệt đối là hung tàn nhất phong bạo. Có lẽ giống như Quân Niệm Thương nói, làm cho cả Đông Hoàng Tông thây nằm một triệu, cho Nguyệt Linh Lang chôn cùng. Đông Hoàng Tông tuy nhiên yếu, nhưng dù sao cũng là từng để cho Thánh Thiên Phủ run rẩy nguy nga tồn tại, tại Thánh Thiên Phủ trong mắt, nó cũng có khác biệt ý nghĩa. Cho nên, dù là Nam Thiên Tông đều có thể đầu hàng, nhưng là Đông Hoàng Tông, nhất định phải diệt vong. Giết hay không Nguyệt Linh Lang, Đông Hoàng Tông chỉ cần bị công phá, tuyệt đối diệt vong, một cái căn cơ cũng sẽ không lưu lại, trừ phi Đông Hoàng Tông đệ tử không chiến chạy trốn, từ đó bài trừ thân phận. Thánh Hoàng làm thời cổ thần quốc bổ nhiệm Đông Hoàng cảnh chấp trưởng giả, thân phận địa vị tại Vi Sinh Thiên Lan bọn người phía trên, cho nên, Nam Thiên Tông cùng Đông Hoàng Tông tông lão nhóm, lúc này thời điểm đều hướng Thánh Hoàng cung kính cáo từ. Tại 300.000 Thánh Thiên Phủ đệ tử lạnh lùng lại không cam lòng trong ánh mắt, Hoàng Phủ Phong Vân khống chế cái kia Phong Vân Thần Hạc, mà Nam Thiên Tông một đoàn người, thì ngồi lên đệ nhất tông lão Cố Thu Vũ cộng sinh thú, Thiên Vân Hải Lộ. Cái này hai đầu trắng như tuyết cự điểu, hình thể gần như không muốn lên dưới, mà lại đều xuất trần mà cao nhã. Đông Hoàng Tông mọi người và Nam Thiên Tông mọi người, phân biệt lên Phong Vân Thần Hạc cùng Thiên Vân Hải Lộ. Vốn là bình thường, Hắc Minh Tông cùng Vân Tiêu Kiếm phái người cũng sẽ đi, nhưng giờ phút này rõ ràng nhìn ra được,
bọn họ sẽ lưu tại nơi này, đoán chừng, lập tức liền muốn thương thảo tông môn chi chiến sự nghi. Hết thảy giống như Lý Thiên Mệnh dự liệu như thế. Bọn họ sớm thì chuẩn bị xong, chỉ là đang đợi cảnh vực chi chiến kết thúc, thời cổ thần quốc không còn quan tâm bên này thôi. Chỉ ít có thời gian 10 năm, bọn họ có thể đem Đông Hoàng cảnh hết thảy nghịch phản, dọn dẹp sạch sẽ. Làm Thánh Thiên Phủ chính thức nhất ra độc đại thời điểm, thời cổ thần quốc hẳn là sẽ không ở chỗ này tốn sức, lãng phí thời gian đi. Có lẽ, chúng ta vừa trở về, bọn họ lập tức liền sẽ khai triển tiến công kế hoạch. Thiên Mệnh, người không cần tự trách, bằng vào chúng ta phán đoán, mặc kệ Nguyệt Linh Lang có chết hay không, cảnh vực chi chiến về sau, bọn họ đều sẽ lập tức động thủ. Diệp Thiếu Khanh cùng hắn cùng một chỗ, đứng tại Phong Vân Thần Hạc phía trên, nhìn phía dưới cái kia nguy nga uy nghiêm Thánh Thiên Phủ. Hào quang màu bạch kim, lóe chói lọi thiên địa, tựa như là một đầu đế hoàng cự thú, giờ phút này ngay tại duỗi ra răng nanh, để mắt tới Đông Hoàng Tông cái này một đầu già nua bệnh thú. Mà lại hắn bên người, còn có hai cái không muốn mạng nanh vuốt. Minh bạch, Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Đây là Đông Hoàng cảnh chiều hướng phát triển, mặc kệ hắn đến không tới nơi này, đều không ngăn cản được đây hết thảy. Về sau, chính là Đông Hoàng cảnh đại loạn thời điểm. Loạn thế xuất anh hùng, đáng tiếc, tông môn cấp bậc chiến tranh, đây không phải là thiên tài tranh phong, đó là khắp nơi đều phải chết người chiến tranh. Lý Thiên Mệnh không biết đến tông môn chiến tranh, cho nên, trong lòng của hắn không có khái niệm. Yên tâm đi, loại cục diện này, chúng ta sớm đã có đoán trước, Đông Hoàng Tông truyền thừa nhiều năm như vậy, coi như xuống dốc đến tận đây, cũng không phải tiện tay có thể bóp chết quả hồng mềm. Diệp Thiếu Khanh híp mắt nói. Phong Vân Thần Hạc bay lên thời điểm, bọn họ cự ly này Thánh Thiên Phủ, đã càng ngày càng xa. Tại cái kia trên không trung, càng có thể thấy rõ ràng Thánh Thiên Phủ đầu này cự thú, nó đã bò lên, giống giận rung trời, từ đó Đông Hoàng cảnh chắc chắn gây nên một trận huyết vũ tinh phong. Đông Hoàng kiếm cho ta bảo quản, chờ ngươi có năng lực giữ vững, ta thì còn cho ngươi. Diệp Thiếu Khanh rất nghiêm túc nói. Đây là ngay từ đầu thì thương lượng xong sự tình. Lý Thiên Mệnh đương nhiên biết, tại một đám thánh chi cảnh giới trưởng bối cường giả trước mặt, tùy tiện đều có thể cướp đi trong tay mình Đông Hoàng kiếm. Đông Hoàng kiếm đối với chiến tranh tương lai hướng đi, ý nghĩa trọng đại, rơi vào trong tay cường giả, thậm chí có thể thay đổi bố cục. Thánh Hoàng lần này mất đi Đông Hoàng kiếm, là hắn thực lực một lần suy yếu, chỉ sợ, cũng là Đông Hoàng Tông duy nhất khả năng hy vọng sống sót. Được. Lý Thiên Mệnh theo chừng nào thì bắt đầu tín nhiệm Diệp Thiếu Khanh. Nếu như nói tín nhiệm đến đủ để giao phó Đông Hoàng kiếm, đó phải là, hắn vì chính mình bị Vũ Văn Thái Cực gãy mất đầu ngón tay ngày nào đó. Cho nên, hắn hiện tại cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp đem Đông Hoàng kiếm giao phó tại hắn tay bên trong, mà Diệp Thiếu Khanh trong nháy mắt để vào tu di giới chỉ. Tông lão nhóm đều đang nhìn tình cảnh này. Làm Diệp Thiếu Khanh cất kỹ Đông Hoàng kiếm giờ khắc này, bọn họ tựa hồ cũng thở dài một hơi. Đảo mắt ngàn năm, rốt cục trở về. Hy vọng Thiếu Khanh, có thể có được Đông Hoàng kiếm tán thành, tiếp đó, ngăn cơn sóng dữ. Tông lão nhóm đều muốn hy vọng ánh mắt đặt ở Diệp Thiếu Khanh trên thân. Hắn làm Lý Thiên Mệnh đích sư tôn, theo Lý Thiên Mệnh quật khởi bắt đầu, đều lấy mệnh thủ hộ, Đông Hoàng kiếm không cho hắn sử dụng, còn có thể cho ai. Đây là Lý Thiên Mệnh đoạt tới Đông Hoàng kiếm, hắn có quyền quyết định cho ai. Lấy hắn thiếu tông chủ thân phận, tông lão nhóm đương nhiên sẽ không phản đối. Thiếu Khanh, chúc mừng. Thiên Vân Hải Lộ tới gần, Nam Thiên Tông lấy Vi Sinh Thiên Lan cầm đầu, một đám người đi tới Phong Vân Thần Hạc phía trên. Hiện tại mặc kệ là Phong Vân Thần Hạc vẫn là Thiên Vân Hải Lộ, đều lấy tốc độ nhanh nhất trở về tông môn, tạm thời tiện đường. Bọn họ loại này trở về tốc độ, so bất luận cái gì truyền tin đều nhanh hơn. Vi Sinh Thiên Lan trên mặt nụ cười, từ đáy lòng vì trước mắt vị lão bằng hữu này cao hứng. Tông chủ, có mấy lời, nhất định phải cùng Đông Hoàng Tông nói trước, người không nói, ta tới nói. Lúc này mới vừa lên đến, Cố Thu Vũ thì đứng dậy, sắc mặt vô cùng lạnh lùng. Hắn nhìn lấy Đông Hoàng Tông mọi người, nói. Lần này Thánh Thiên Phủ ý đồ xác thực rất rõ ràng, nhưng nói thật, chúng ta Nam Thiên Tông ngoại trừ tử chiến, cũng có quy thuận lựa chọn. Đây là chúng ta cùng các ngươi địa phương khác nhau. Nhất là các ngươi thiếu tông chủ, to gan lớn mật, còn dám chém giết Thánh Thiên Phủ ngàn năm kỳ tài, đến đón lấy Thánh Thiên Phủ tuyệt đối cùng các ngươi không chết không thôi. Mà các ngươi cần phải rất rõ ràng, chúng ta Nam Thiên Tông ưu thế ở chỗ đặt chân biển cả phòng thủ.
chúng ta căn bản không có bất kỳ lực lượng nào trợ giúp các ngươi, một khi chúng ta rời đi vùng biển, Thánh Thiên Phủ thu thập chúng ta dễ như trở bàn tay. Cho nên, nếu như các ngươi chính mình chống đỡ không nổi, nói thật, chúng ta cũng bất lực. Nam Thiên Tông vạn năm truyền thừa, một mực cùng bình không lo, không thể bởi vì các ngươi, hủy chúng ta vạn năm cơ nghiệp. Nếu như chúng ta đều nhìn không được, vậy chúng ta thì chọn quy thuận. Ta biết chúng ta tông chủ sẽ không đồng ý, nhưng Nam Thiên Tông 1 triệu người, không cần phải vì tông chủ khư khư cố chấp mà mất mạng. Câu nói sau cùng, là hướng về phía Vi Sinh Thiên Lan nói. Đây cũng là Vi Sinh Thiên Lan khó làm địa phương. Những trưởng thượng này chỉ cần chuyển ra vạn năm cơ nghiệp đến, lấy đệ tử tánh mạng đứng tại đạo đức điểm cao phía trên, chỉ cần có đầy đủ tông lão lựa chọn từ bỏ, lựa chọn quỳ xuống, một mình hắn đứng đấy đều vô dụng. Cố Thu Vũ, Nam Thiên Tông cùng Đông Hoàng Tông một tổ giống nhau, môi hở răng lạnh, ngay cả ta 17 tuổi tiểu bối đều biết đạo lý này, ngươi lại chưa chiến trước quỳ, tính là gì đệ nhất tông lão. Ta nhổ vào. Không nghĩ tới lúc này thời điểm cái thứ nhất đứng ra giận mắng người, lại là Vi Sinh Thanh Loan. Làm càn, Cố Thu Vũ tức giận đến dựng râu trừng mắt, hận không thể một bàn tay phiến chết hắn. Coi như hắn là tông chủ chi tử, cũng không thể dạng này nói chuyện với mình. Hắn nói không sai, chúng ta Nam Thiên Tông vạn năm cơ nghiệp, đều là tiền bối dựa vào phấn chiến, dựa vào đấu trí đánh xuống, mà không phải ủy khuất cầu xin tha thứ, bị người nhục nhã, trà đạp, tham sống sợ chết. Bây giờ còn chưa chiến, tông lão liền trước hai chân mềm yếu, trở về như thế nào đối mặt tổ trên đường liệt tổ liệt tông mộ bài. Vi Sinh Nhược Tố bảo hộ ở đệ đệ trước người, trong ánh mắt không có một tia e ngại. Bọn họ tỷ đệ thật đúng là tuyệt. Có thể từng muốn, tại hôm nay trước đó, bọn họ vẫn luôn là rất lễ phép hài tử, nhu thuận cứng cỏi hiểu chuyện. Cố Thu Vũ cho tới bây giờ không nghĩ tới, hôm nay vậy mà lại để hai cái này tiểu hài tử, nói đến hắn lửa giận ngập trời. Các ngươi hai cái nhanh im miệng. Tư Không Linh Vũ vội vàng đem bọn hắn lôi đi, đây quả thật là không phải bọn họ nói chuyện trường hợp. Thế nhưng là liền người tuổi trẻ ánh mắt đều như thế hừng hực, Cố Thu Vũ sẽ chỉ càng khó chịu hơn. Tông môn sự tình, sau khi trở về, ta tự nhiên sẽ tại tông lão hội cùng toàn tông đại hội, cho các vị một cái công đạo. Đến lúc đó, là muốn tử chiến hay là muốn làm chó săn, tự nhiên sẽ có kết luận, Cố Thu Vũ, ngươi không dùng tại cái này cùng Đông Hoàng Tông tuyên dương cái gì. Vi Sinh Thiên Lan ngữ khí lãnh đạm, đem một câu nói kia nói xong, cuối cùng để Cố tông lão ngậm miệng lại. Một cái Cố Thu Vũ không tính là gì. Nhưng toàn tông trên dưới, đến cùng có bao nhiêu loại này người, sẽ tại thời điểm chiến đấu không ngừng tuyên dương loại này ngôn luận, dẫn đến toàn tông chiến lực hạ xuống, những vấn đề này Vi Sinh Thiên Lan đều muốn cân nhắc. Có lẽ là bởi vì hắn làm tông chủ tuổi còn rất trẻ, cho nên tông lão nhóm không có như vậy chịu phục. Mà lần này sinh tử tồn vong, là đúng hắn năng lực lớn nhất đại khảo nghiệm. Vi Sinh Thiên Lan đi lên phía trước, cùng Diệp Thiếu Khanh hai người tại bên cạnh nói nhỏ thật lâu. Có lẽ, hắn là hy vọng duy nhất. Sau khi nói xong, Vi Sinh Thiên Lan cảm khái nói. Tin tưởng hắn, hắn cái này 14 năm chịu khổ, 10.000 người cả một đời đều ăn không hết, thương thiên sẽ không bạc đãi dạng này người. Diệp Thiếu Khanh nói. Huynh đệ, kinh lịch lần này sinh tử khảo nghiệm, hy vọng lúc còn sống, chúng ta còn có thể ngồi cùng một chỗ uống rượu, ngắm trăng. Vi Sinh Thiên Lan nói. Đáng tiếc các ngươi những thứ này có gia thất người, không thể cùng ta cùng một chỗ tiêu sái. Khát nước 3 ngày, làm gì chỉ lấy một bầu uống a? Diệp Thiếu Khanh cười nói. Cút. Sau đó, Vi Sinh Thiên Lan quay người rời đi, trở lại cái kia Thiên Vân Hải lộ bên trong. Tại một cái nào đó giao lộ, Phong Vân Thần Hạc cùng Thiên Vân Hải lộ tách ra, một hướng đông, một đi về phía nam, mỗi người đi một ngả. Lại tụ họp ngày, chính là thắng lợi thời điểm. Đã từng thất bại cảnh vực kết giới, lúc này, bọn họ muốn ngóc đầu trở lại cùng năm đó đối thủ, phân thắng bại một trận. Phong Vân Thần Hạc lấy tốc độ nhanh nhất, hướng về Đông Hoàng Tông trở về. Loại tốc độ này, chỉ sợ chỉ cần hơn 1 ngày. Mà Thánh Thiên Phủ Đại Quân muốn đi qua, dù sao cũng phải có mấy cái ngày thời gian, dù sao đây không phải là một đám người, mà chính là Thiên Quân Vạn Mã. Phong Vân Thần Hạc phía trên, bầu không khí biến đến vô cùng trầm trọng. Một ngày này, mưa gió sắp đến, phong mãn lâu. Ngày đó giữa trưa, Thánh Thiên Phủ lớn nhất rộng rãi, cao thượng, Thánh Thiên Đại Điện, phía trên, Thánh Thiên Phủ cao tầng toàn viên tụ tập. Nửa ngày thời gian bên trong, có mấy cái còn ở bên ngoài thánh lão,
toàn bộ lấy tốc độ nhanh nhất trở về. Đến tận đây, bây giờ Thánh Thiên Đại Điện, Thánh Hoàng, Tứ Đại Thánh Vương cùng 200 vị, Thánh Lão, toàn bộ đến đông đủ. Trừ cái đó ra, còn có Hắc Minh Tông Minh Hoàng, Hắc Hậu, Vân Tiêu Kiếm Phái Tư Không Kiếm Sinh cùng cái này hai đại tông môn cùng nhau hơn 10 vị tông lão. Ba đại tông môn cao tầng, cường giả, cơ hồ đều đã hội tụ ở chỗ này. Minh Hoàng, Hắc Hậu cùng Tư Không Kiếm Sinh, ngồi tại Thánh Hoàng phía dưới, cùng Tứ Đại Thánh Vương đặt song song, Nhiễm Không Sai đã trở thành Thánh Hoàng thuộc hạ. Giờ khắc này Thánh Thiên Đại Điện, nghiêm túc, lạnh lẽo, thậm chí sát khí đằng đằng. Đông Hoàng Kiếm bị đoạt đi, Thánh Thiên Tử thảm bại, lần này cảnh vực chi chiến, tương đương với một cái Lý Thị Thánh tộc hậu nhân, rút đang ngồi toàn trường một bàn tay. Coi như sớm có tông môn chi chiến kế hoạch, cũng sớm liền quyết định may ra cảnh vực chi chiến sau xuất chinh, hôm nay biến hóa, để mọi người lửa giận nóng rực ba phần, đúng lúc càng có xuất chiến đấu trí. Toàn thể cường giả, cao tầng, bây giờ đều cung kính, ánh mắt nóng rực nhìn lấy cái kia cao tọa phía trên Thánh Hoàng, chờ đợi an bài. Thánh Hoàng ánh mắt sâu xa, vị trí của hắn rất cao, ngẩng đầu liền có thể trông thấy Đông Hoàng cảnh Vạn Lý Sơn Hà. Đông Hoàng cảnh Giang Sơn, nhân tài, bảo tàng, ngũ đại tông môn cùng chia, nhưng hôm nay Thánh Thiên Phủ, nắm giữ độc bá hết thảy năng lực. Hắc Minh Tông, Vân Tiêu Kiếm Phái, mỗi người có thể ra bao nhiêu binh lực. Thánh Hoàng ngữ khí bình thản, nhưng lại có khiến người ta kính úy quyền uy. Hồi Thánh Hoàng, chúng ta Hắc Minh Tông chỉ ít có thể lấy phái ra 50 vị tông lão, 50.000 Hắc Minh quân. Minh Hoàng đã sớm tính toán tốt. Kỳ thật Hắc Minh Tông một mực thiết lập 88 vị tông lão, bất quá lần trước cùng Thánh Thiên Phủ nhất chiến, chỉ ít chết trận 1/3. Về sau, mặc dù nặng mới bổ đầy nhân số, nhưng nói thật, những thứ này cho đủ số tông lão, thực lực không thế nào đúng quy cách. Tông lão là một loại chức vị, mà cũng không phải là thực lực. Đông Hoàng Tông tuy nhiên xuống dốc, nhưng luận tông môn chiến lực, Hắc Minh Tông cùng Đông Hoàng Tông thực lực, cũng không phải là 88 cùng 33 hai cái này con số đơn giản so sánh. Hắc Minh Tông lần kia chiến bại, hao tổn to lớn, bây giờ tông môn chiến lực, nhiều lắm là so Đông Hoàng Tông cường 3 phần, chỉ sợ còn không bằng Vân Tiêu Kiếm Phái. Bất quá, bọn họ Hắc Minh Tông cường giả thủ đoạn, ngược lại là phi thường nhiều, bọn họ cộng sinh thú trong chiến tranh phát huy hiệu dụng, có thể sẽ càng đáng sợ. Hắc Minh quân cùng Đông Hoàng vệ một dạng, đều là từ tông môn tu hành chí ít 35 năm trở lên ngự thú sư tạo thành, mặc dù không đến thánh chi cảnh giới, nhưng trên cơ bản đã đem tu hành thiên phú phát huy đến cực hạn. 50.000 Hắc Minh quân, như đều là tinh anh quân đoàn, đã rất nhiều. Đến 70.000, Thánh Hoàng nói. Vâng. Minh Hoàng cùng Hắc Hậu liếc nhau một cái, chỉ có thể liền vội vàng gật đầu. Bọn họ vốn định giữ phía dưới 30.000 Hắc Minh quân đóng giữ tông môn, lấy phòng ngừa vạn nhất, cũng có thể tại chiến tranh sau bảo tồn một số sinh lực quân, nhưng Thánh Hoàng rõ ràng muốn bọn họ ra càng nhiều lực. Bọn họ sau khi nói xong, Vân Tiêu Kiếm Phái Tư Không Kiếm Sinh đứng lên, nói. Thánh Hoàng, chúng ta Vân Tiêu Kiếm Phái Tông Lão, Mây Xanh Vệ Đô dốc toàn bộ lực lượng, toàn tông xuất thủ. Tuyệt không bảo lưu. Cái này nóng rực trung thành, ngược lại để rất nhiều Thánh Lão đều lau mắt mà nhìn. Bất quá, Vân Tiêu Kiếm Phái bản thân liền là thuần chủng chó săn, trên cơ bản các loại tại Thánh Thiên Phủ phân bộ, hắn lúc này thời điểm đi ra bày tỏ lòng trung thành, cũng không ngoài dự liệu. Kể từ đó, các ngươi hai đại tông môn, tông lão có trên 100 vị, Hắc Minh quân tăng thêm Mây Xanh Vệ hơn 10 vạn người, cùng Đông Hoàng Tông so sánh, cơ hồ gấp 3 tại đối thủ, chỉ cần đánh vỡ, Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới tiến quân thần tốc, hủy diệt Đông Hoàng Tông không nói chơi. Thánh Hoàng nói. Gấp 3 quân lực, gấp 3 cường giả. Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới, mặc dù là Lý Thị Thánh tộc lịch đại tiên tổ sáng tạo, nhưng loại này thủ hộ kết giới, nhất định phải ngự thú sư cùng cộng sinh thú thú nguyên chèo chống, mới có thể phát huy ra uy lực. Lấy Đông Hoàng Tông hiện tại mức độ, có thể phát huy ra Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới 1/5 uy lực cũng không tệ rồi. Chính thức phát huy đến cực hạn Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới, uy lực có thể so với huyết kiếp kết giới. Nhưng cũng tiếc. Lý Thị Thánh tộc tầm nhìn hạn hẹp, hoặc là nói là tự đại làm bậy, không có sẽ có được thiên nhiên uy lực huyết kiếp kết giới làm thủ hộ kết giới. Không sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, liền nghĩ không ra, Đông Hoàng Tông sẽ có hủy diệt ngày. So sánh dưới, Nam Thiên Tông, Nam Thiên Hộ Hải kết giới, ngoại trừ cần nhân lực chèo chống vận chuyển, còn có hấp thu biển cả chi lực vận chuyển. Biển cả không bao giờ thiếu nước, cuồn cuộn vô tận, không thể đoạn tuyệt, dạng này Nam Thiên Hộ Hải kết giới.
có thể tiếp tục bảo trì Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới trước mắt uy lực gấp 3 trở lên. Chỉ cần Nam Thiên Tông lựa chọn co đầu rút cổ, như vậy, chúng ta Thánh Thiên Phủ toàn quân xuất động, muốn đánh vỡ kết giới, chỉ sợ cũng cần phải bỏ ra không ít đại giới. Thánh Hoàng những lời này, kỳ thật rất nhiều trong lòng người có bao nhiêu đếm. Thánh Hoàng có ý tứ là, để chúng ta hai đại tông môn vây công Đông Hoàng Tông, Thánh Thiên Phủ thì chinh chiến Nam Thiên Đảo. Bọn họ chỉ có thể co đầu rút cổ, vì sao không chụp một kích phá? Hắc Hậu nghi hoặc hỏi. Kỳ thật trong nội tâm nàng là lo lắng Hắc Minh Tông trở thành Thánh Thiên Phủ nhất thống Đông Hoàng cảnh dã tâm pháo hôi. Nói không chừng Thánh Thiên Phủ ước gì bọn họ, cùng Đông Hoàng Tông cùng một chỗ đồng quy vu tận a. Bọn họ cùng Vân Tiêu Kiếm Phái không có khả năng đồng bệnh tương liên, bởi vì Vân Tiêu Kiếm Phái cũng là Thánh Thiên Phủ một bộ phận. Bọn họ là một lòng, không chừng sau lưng làm sao âm chính mình. Lần này quy hàng, ném đến cũng không chỉ là tôn nghiêm, còn có tương lai tông môn chi chiến, hoàn toàn không xác định tương lai. Minh Hoàng, Hắc Hậu, còn có Hắc Minh Tông các vị bằng hữu đã chư vị lựa chọn thêm vào chúng ta, còn xin yên tâm. Ta quân Thánh Tiêu, tuy nhiên đối với địch nhân vô tình, nhưng theo không thua thiệt bằng hữu. Tại trận này trong chinh chiến, Đông Hoàng Tông xác thực rất yếu, chúng ta nếu là ba đại tông môn hắn ra, trực tiếp liền có thể đem nghiền thành đất bằng. Nhưng, kể từ đó, Nam Thiên Tông liền sẽ triệt để co đầu rút cổ. Nếu bọn họ sau đó mấy chục năm, trên trăm năm, thậm chí ngàn năm tiềm tàng tại Nam Thiên Hộ Hải kết giới bên trong, sợ rằng chúng ta ba đại tông môn đều xuất hiện, muốn đánh phá từ biển cả vận chuyển trèo chống Nam Thiên Hộ Hải kết giới, cho dù có biện pháp, cũng có thể muốn nỗ lực giá cao thảm trọng. Nam Thiên Tông, mới là khó dây dưa nhất xương cứng. Các ngươi vây giết Đông Hoàng Tông, cũng không nóng nảy một lần tiêu diệt, mà chính là một chút xíu từng bước xâm chiếm, để bọn hắn không ngừng hướng Nam Thiên Tông cầu cứu. Chỉ cần Nam Thiên Tông người, dám can đảm bước ra Nam Thiên Đảo, chờ đợi bọn họ, chính là chúng ta Thánh Thiên Phủ Đại Quân. Các ngươi biết nên làm như thế nào a? Hắc Hoàng, Minh Hậu cùng Tư Không Kiếm Sinh ba người gật đầu. Minh Bạch, chậm rãi chơi chết Đông Hoàng Tông, chúng ta mục đích chủ yếu, vẫn là tìm kiếm có thể lấy cái giá thấp nhất phá hủy Nam Thiên Tông cơ hội. Một khi Nam Thiên Tông kìm nén không được đi ra trợ giúp, lộ ra sơ hở, liền trực tiếp có thể đem bọn họ một mẻ hốt gọn. Nếu là trực tiếp nghiền ép Đông Hoàng Tông, đã mất đi cái này mồi nhử, muốn thu thập Nam Thiên Tông hội rất phiền phức. Hắc Minh Tông bị Thánh Thiên Phủ đánh tan về sau, hiện tại Nam Thiên Tông tài là Đông Hoàng cảnh thứ hai tông môn. Nhất là tại Nam Thiên Đảo phía trên, được trời ưu ái, hội tụ biển cả chi lực Nam Thiên Hộ Hải kết giới, danh xưng không thể phá vỡ. Biển cả thủ hộ, bảo ngươi thiên quân vạn mã tới, đều chết không có chỗ chôn. Nam Thiên Tông cùng Đông Hoàng Tông có đời đời giao tình, nhất là Vi Sinh Thiên Lan cùng Đông Hoàng Tông không ít người đều là bạn tri kỷ, mà lại người này tuổi trẻ cho dễ kích động, lại càng dễ độc hành độc đoán. Một khi, Đông Hoàng Tông không ngừng báo nguy, hắn dẫn người trợ giúp khả năng không nhỏ. Mà lại, Đông Hoàng Tông hiện tại cũng là già yếu tàn tật, tăng thêm lớn nhất có bản lĩnh Vũ Văn Thái Cực còn cùng Hoàng Phủ Phong Vân bọn họ mỗi người đi một ngả. Lấy các ngươi hai đại tông môn gấp ba quân lực, đánh một cái tàn phá Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới, dễ như trở bàn tay đi. Chỉ cần không ngừng làm hao mòn, để Đông Hoàng Tông càng ngày càng sụp đổ, cái kia là có thể. Phương diện này, Hắc Minh Tông thủ đoạn khẳng định không ít. Đông Cực Thánh Vương Quân Đông Diệu lúc nói chuyện, trong mắt vẫn tràn đầy tơ máu. Nói thật, hắn muốn đi Đông Hoàng Tông. Nhưng là, đây đều là Thánh Hoàng an bài, nhiệm vụ của hắn là tại Nam Thiên Tông phụ cận ẩn núp. Tuy nhiên Đông Hoàng Tông là thời đại kẻ thù truyền kiếp, nhưng nói thật, nhất thống Đông Hoàng cảnh lớn nhất ngăn cản vẫn luôn là Nam Thiên Tông. Cảnh vực chi chiến, nhưng thật ra là tốt nhất chu sát Phi Sinh Thiên Lan cơ hội, chỉ tiếc cảnh vực chi chiến là thời cổ thần quốc an bài. Cái này Thánh Thiên Đại Điện bên trong, không ai so Thánh Hoàng càng rõ ràng, đắc tội thời cổ thần quốc là kết cục gì. Nhất thống Đông Hoàng cảnh mộng, căn bản đều không cần làm. Thánh Hoàng, Đông Cực Thánh Vương xin yên tâm, cảnh vực chi chiến, ta hai cái cháu trai không có thể làm chút gì. Đến lúc đó, chúng ta cái này 70.000 một trưởng bối, cho bọn hắn làm một chút làm mẫu, để Đông Hoàng Tông biến thành nhân gian địa ngục. Hắc Hậu dõng dạc mà nói. Đến lúc đó, đem Lý Thiên Mệnh mang cho ta, Quân Đông Diệu nói. Nhất định làm đến, Thánh Hoàng, Hắc Hậu, Tư Không Kiếm Sinh trực tiếp cam đoan. Hai đại tông môn muốn xuất binh tiến công Đông Hoàng dãy núi, tự nhiên muốn trước tiên phản hồi tông môn,
nghe Thánh Hoàng ý tứ, hắn không muốn chờ đợi quá lâu. Bây giờ an bài hoàn tất về sau, Minh Hoàng cùng Tư Không Kiếm Sinh bọn người, liền chuẩn bị xin cáo từ trước, sau đó đem Hắc Minh Quân cùng Mây Xanh Vệ, đưa đến Thánh Thiên Phủ tới. Lại tập hợp gia quân, thiên quân vạn mã, thẳng hướng Đông Hoàng dãy núi. Đúng vào lúc này, thiên điện cửa lớn bên trong, đi tới một vị công tử áo trắng, hắn tựa ở trên cây cột, trong mắt vẫn trống rỗng, thì cùng đã mất đi hồn phách không sai biệt lắm. Hắn nhìn về phía hai đại tông môn người, nói. Ta tùy các ngươi đi Đông Hoàng Tông. Cái này, ai cũng biết, hắn muốn đi Đông Hoàng Tông làm cái gì. Tư Không Kiếm Sinh cùng Minh Hoàng, Hắc Hậu nhìn về phía Thánh Hoàng. Chuẩn, Thánh Hoàng trực tiếp điểm đầu. Tốt, chờ chúng ta xuất quân đi ra, lại cùng Niệm Thương công tử tụ hợp. Đến lúc đó, nhất định khiến ngươi, chính mình thân thủ giết hại Đông Hoàng Tông xúc sinh. Tư Không Kiếm Sinh ánh mắt nóng rực nói. Quân Niệm Thương không có lại nói cái gì, quay người muốn đi. Đúng vào lúc này, Thánh Thiên Đại Điện có người tiến đến, lặng lẽ đi vào bên cạnh hắn, nói. Niệm Thương, có hai người trẻ tuổi muốn gặp ngươi, bọn họ tự xưng đến từ thời cổ thần quốc, còn nói là bạn tốt của ngươi. Có nói tên gọi là gì sao? Quân Niệm Thương hỏi. Không nói tên, nhưng nói thân phận, cái này hai người trẻ tuổi đều rất đáng sợ a. Một cái nói đến từ Khôn Nguyên Cảnh, là Khôn Nguyên Cảnh đệ nhất thiên tài. Một cái khác càng đáng sợ, tự xưng đến từ thời cổ thần quốc, thần đô tựa như là Kỳ Lân cổ tộc người. Giờ khắc này, lòng chỉ muốn về. Phong Vân Thần Hạc phía trên cơ bản đều không một người nói chuyện. Hiện tại bọn hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian trở lại Đông Hoàng Tông, lập tức vận chuyển Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới. Sư Tôn, chúng ta Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới cường sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Kết giới bản thân rất mạnh, Đông Hoàng cảnh số 1 số 2, nhưng cần lực lượng chèo chống vận chuyển, trước mắt lấy Đông Hoàng Tông quy mô, chỉ có thể phát huy ra 1/5 hiệu dụng. Diệp Thiếu Khanh nói. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu. Hắn híp mắt, nhìn về phía trước Vạn Lý Sơn Hà, bỗng nhiên tại Diệp Thiếu Khanh bên tai nói. Sư Tôn, người cùng ta nghĩa phụ, là không là có chuyện gạt ta. Diệp Thiếu Khanh trong nháy mắt ngốc trệ, trừng to mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Quả nhiên có, Lý Thiên Mệnh nhìn đến nét mặt của hắn, thì đoán được. Hắn chủ yếu hoài nghi đến từ hắn đối Lý Vô Địch quan sát, mỗi một lần nhìn, hắn đều cảm thấy, Lý Vô Địch không hề giống là một cái ngây ngô sống qua ngày người. Có lẽ cơ hồ tất cả mọi người cho là hắn đã phế đi, nhưng Lý Thiên Mệnh tin tưởng trực giác của mình. Hắn tại Lý Vô Địch trên thân, cảm thụ qua một số không giống nhau đồ vật. Nhất là như vậy mấy lần, mình tại Lý Thị Tổ Địa lúc tu luyện. Có một ít có thể xưng kinh khủng biến hóa, hắn cảm thấy khả năng đến từ hắn. Lý Thiên Mệnh sớm đã có suy đoán, chỉ là một mực không nói ra thôi. Dù sao, Lý Vô Địch mỗi ngày ở tại Lý Thị Tổ Địa, mà lại là chính hắn tìm ra tổ tiên tạo hóa, đồng thời hiểu rõ tại tâm. Tại đem cái này tạo hóa ban cho mình trước đó, chẳng lẽ chính hắn chưa bao giờ dùng qua? Lý Thiên Mệnh không biết hắn lại là phương thức gì, đi đối kháng độc long thứ thống khổ. Hắn chỉ là dựa vào trực giác phán đoán. Có một ngày phát sinh qua một cái rất thú vị chi tiết. Đó chính là hắn đem Khương Phi Linh mang vào Lý Thị Tổ Địa thời điểm, Lý Vô Địch nói một câu, ngươi làm sao đem nàng dâu đều cho mang vào. Trước lúc này, Vũ Văn Thái Cực cũng không biết, trên người hắn có Khương Phi Linh phụ linh. Lúc ấy Lý Thiên Mệnh ngây ra một lúc, Khương Phi Linh cũng nói cái này nghĩa phụ không đơn giản, nhưng hắn không có suy nghĩ nhiều. Nhưng về sau hắn kỳ thật có cẩn thận quan sát qua, mà lại từ Diệp Thiếu Khanh ngôn ngữ phán đoán, đại khái đoán được một số dấu vết để lại. Mà bây giờ, hắn cảm thấy hẳn là một cái hỏi thăm thời cơ. Diệp Thiếu Khanh ngốc trệ nửa ngày, mới nháy mắt ra hiệu, hỏi, người nào nói cho ngươi? Ta nói ta đoán, ngươi tin không? Ngươi thật đúng là cái nhân tinh, cái gì đều có thể đoán. Ngươi thì nói có đúng hay không a? Ngươi đều tâm lý chắc chắn. Còn dùng ta thừa nhận sao? Xác thực không cần. Như vậy chi tiết là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hiện tại không tiện thao thao bất tuyệt, ngươi chỉ cần biết, hắn nằm gai nếm mật, tại sinh tử bên trong tu hành 14 năm. Hắn tại độ kiếp. Chờ hắn tránh thức phá kiếp ngày, nhất định sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Diệp Thiếu Khanh ánh mắt nóng rực, hiển nhiên đối với hắn rất có lòng tin. Sẽ rất xa sao? Không xa, có lẽ lần này chúng ta trở về. Liền sẽ thấy hắn đã thành công. Diệp Thiếu Khanh kỳ thật có chút chờ mong. Vậy là tốt rồi,
hy vọng hắn có thể chỉ huy Đông Hoàng Tông, giữ vững Thánh Thiên Phủ tiến công, làm một cái chân chính Đông Hoàng Tông chủ. Theo suy đoán biến thành hiện thực, Lý Thiên Mệnh tâm tình trong nháy mắt đã khá nhiều. Thậm chí, hắn so Diệp Thiếu Khanh còn muốn chờ mong, bởi vì hắn hiểu rõ hơn tiểu mệnh kiếp. Hắn hiện tại là vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, kiếp nạn này để tuổi thọ của hắn giảm bớt 9 phần 10, đáng sợ cùng cực, mà Lý Vô Địch loại này tu hành phương thức, tương đương với một loại thích xúc. Tiểu mệnh kiếp nhất tộc phá kiếp bạo phát, sẽ khủng bố tới trình độ nào? Đã từng đệ nhất tổ tiên chịu được tiểu mệnh kiếp rất phổ thông, nhưng tiếp tục 50 năm, để hắn giác tỉnh năm kiếp luân hồi chi thể. Không biết Lý Vô Địch loại phương thức này, làm cho hắn nguyên bản 4 cái kiếp vòng, lột xác thành vì cái gì? Một cái không xác định suy đoán, biến thành có thể hy vọng hiện thực. Hắn chỉ có thể nói, hắn thực vì Lý Vô Địch cao hứng. Nghĩ không ra, hắn xem ra nửa chết nửa sống, cái xác không hồn, trên thực tế lại tại kiếp nạn bên trong, khổ tu 14 năm, tiếp cận 15 năm. Đối với loại này người, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói từ đáy lòng bội phục. Hắn còn không biết ở trong đó chi tiết, càng không biết quá trình đến cỡ nào thống khổ, nhưng, một cái có thể kiên trì qua người tới, đã định trước có thể được đến hắn sâu nhất tôn trọng cùng khâm phục. Hắn cho tới bây giờ đều rất tôn kính Lý Vô Địch. Ngươi lần này, hắn trong lòng mình hình tượng, trong nháy mắt siêu việt đến đỉnh phong, trở thành một cái thần tượng giống như đèn sáng. Thật không biết, hắn nhiều năm như vậy là làm sao qua được. Lý Thiên Mệnh quả thực càng nghĩ càng là rung động, hắn đều không kịp chờ đợi muốn trở về xem một chút, gia hỏa này có phải hay không đã khổ tận cam lai. Chịu nhục 14 năm, giả bộ như túy sinh mộng tử, lại đẫm máu và nước mắt khổ tu, chỉ vì báo thù ngóc đầu trở lại. Cừu hận của hắn, nhưng so với ta nồng đậm nhiều. Dạng này người, mới là Lý Thị Thánh tộc tinh thần truyền thừa, thật sự là đáng sợ. Theo suy đoán trở thành hiện thực, Lý Thiên Mệnh dù là có chuẩn bị tâm lý, nhưng trong lòng vẫn là rung động vạn phần. Đối dạng này người, cuồng nhiệt sùng bái, không quá phận a. Quả thực là chúng ta mẫu mực. 14 năm sinh tử khổ tu, chịu đựng độc long thứ thống khổ, kiên trì sống sót, liền vì rút ra độc long thứ ngày nào đó, phá kiếp mà ra. Khí phách thật lớn, đại trái tim, đệ nhất hùng tài. Lý Thiên Mệnh đều hận không thể lập tức trở lại Đông Hoàng Tông, nện một thanh Lý Vô Địch đầu, nhìn một chút đây hết thảy có phải thật vậy hay không. Bằng không, còn lấy vì mình đang nằm mơ đây. Người khác quá kích động a, hiện tại người biết, bất quá là bà nội ngươi, ngươi, ta cùng ta cha em gái ta, tăng thêm vi sinh thiên lan, liền khinh ngữ cũng không biết. Diệp Thiếu Khanh nói, khinh ngữ cũng không biết, giấu rất sâu a. Lý Thiên Mệnh nói, đúng, người cũng đã biết hắn phá kiếp trước đó, tuyệt đối không thể rút ra độc long thứ, nếu không liền sẽ thất bại trong gang tấc. Không biết, Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Hiện tại biết là được rồi, nói thật, người hủy đi Lý Kim Sán hôn ước cùng tại Vũ Văn gia trong tay cứu được khinh ngữ cái này hai lần, đã giúp hắn đại ân. Lý Vô Địch tuyệt đối đã, đem người trở thành làm thân sinh nhi tử. Diệp Thiếu Khanh nói, cái kia còn phải xem nhìn, hắn đến cùng có bản lãnh gì, muốn là thổi, ta cũng không nhận. Lý Thiên Mệnh cười nói, ha ha, Diệp Thiếu Khanh cười đong đưa quạt giấy. Sau đó, hắn lại tại Lý Thiên Mệnh bên tai nói. Lần này ngươi đoạt lại Đông Hoàng kiếm, đối toàn bộ Đông Hoàng Tông tới nói, tuyệt đối lập xuống thiên đại công lao. Đông Hoàng kiếm trước đây là Thánh Hoàng nắm giữ, hắn cùng Đông Hoàng kiếm như hình với bóng mấy chục năm, đã sớm có thể phát huy ra Đông Hoàng kiếm uy lực kinh khủng. Ngươi cướp đi Đông Hoàng kiếm, tương đương với suy yếu chiến lực của hắn. Các loại lão tử ngươi phá kiếp đi ra, ta liền đem Đông Hoàng kiếm cho hắn, hắn nếu là có thể trưởng khống đến Thánh Hoàng loại trình độ kia. Chúng ta chỉnh cái tông môn chỉnh thể thực lực, đều muốn gia tăng thật lớn. Cho nên, tiểu tử, người tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng, người đã hai bên Đông Hoàng cảnh sinh tử đại cục. Ở phương diện này, vi sư thật bội phục ngươi a. Diệp Thiếu Khanh không có chút nào keo kiệt khen ngợi của mình. Lý Thiên Mệnh đều không nghĩ tới, chính mình đoạt lại Đông Hoàng kiếm, vậy mà có thể cho tông môn mang đến như vậy lớn hy vọng, tương đương với lần nữa trợ giúp Lý Vô Địch. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh thật khi thấy Đông Hoàng Tông hy vọng sống sót. Trong lòng càng bốc cháy lên vô tận chiến đấu nhiệt huyết chi hỏa. Trong lòng của hắn đồng dạng biết cảm ơn. Từ khi tiến vào Đông Hoàng Tông bắt đầu, hắn có thể quật khởi nhanh như vậy, không thể rời bỏ Lý Vô Địch vô tư cống hiến cùng Diệp Thiếu Khanh cẩn thận bảo trì. Không có Lý Thị Thánh tộc côn bằng thánh ấn, không có Lý Thần Tiêu Chi Mộ cùng Thái Nhất Tháp,
hắn rất có thể sẽ bị vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp đánh tan, triệt để đuổi không kịp thiết tấu, sau đó chết tại kiếp nạn bên trong. Hắn bây giờ có thể duy trì, siêu việt giả yếu tốc độ tu hành tốc độ, Lý Thần Tiêu Chi Mộ cùng Thái Nhất Tháp quan hệ trọng đại. Nhất là Thái Nhất Tháp, như không có Diệp Thiếu Khanh an bài, hắn tham gia Thái Nhất Tháp tranh phong cơ hội đều không có. Theo ngoại môn đệ tử đứng lên, nói nghe thì dễ. Hắn hiện tại lớn nhất khát vọng, cũng là Lý Vô Địch có thể hoàn thành cuối cùng một bước, nắm giữ hắn vốn nên có hết thảy. Hy vọng chính mình vất vả đoạt tới Đông Hoàng Kiếm, có thể làm cho Đông Hoàng Tông cùng Lý Thị Thánh Tộc, tại Thánh Thiên Phủ nghiền ép bên trong, sinh tồn được. Sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không nghỉ. Nếu là một trận tông môn đại chiến đột kích, Lý Thiên Mệnh đã làm tốt sinh tử chém giết chuẩn bị. Cái kia không còn là thiên tài tranh phong, chỉ sợ đối thủ của hắn, cũng sẽ không là bất luận cái gì thiên tài, mà là tại sinh tử chiến trường chém giết ngự thú sư, đại hắn mười mấy tuổi cũng có thể. Tại tông môn chi chiến, cái gọi là thiên tài có thể tạo được tác dụng tuyệt đối rất nhỏ. Lý Thiên Mệnh tuy nhiên đã cầm lại Đông Hoàng Kiếm, nhưng, hắn cũng muốn chết chiến đến cùng, thủ vệ Đông Hoàng Tông, thủ hộ Lý Thị Thánh Tộc. Trong nháy mắt, nửa ngày thời gian trôi qua, khoảng cách Đông Hoàng Tông, còn có một phần ba lộ trình. Lòng chỉ muốn về a. Lý Thiên Mệnh cùng Diệp Thiếu Khanh ngồi tại Phong Vân Thần Hạc phía trước, ánh mắt ngóng nhìn phía trước. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên có một cái cao lớn tông lão đi đến Diệp Thiếu Khanh bên cạnh, nói. Thiếu Khanh, làm sao không thừa cơ nhiều suy nghĩ một chút Đông Hoàng Kiếm. Ta nhìn lần này trở về, Vũ Văn Thái Cực khẳng định đã bố trí mai phục tranh đoạt, nhiều cảm ngộ một chút, nói không chừng có thể tăng cường chúng ta tổng thể chiến lực. Hắn là thứ sáu tông lão Triệu Chi Uyên. Diệp Thiếu Khanh nhìn một chút Hoàng Phủ Phong Vân bọn người, nói. Lưu thủ 10 vị tông lão, buổi sáng truyền tin còn nói Vũ Văn Thái Cực không có động tĩnh, sau khi chúng ta trở về, hết thảy có 25 người, hắn cướp đoạt không được. Hoàng Phủ Phong Vân cũng nói, liền dựa vào Vũ Văn Thái Cực bọn họ 8 người muốn cướp Đông Hoàng Kiếm, quả thực nằm mơ. Dựa theo trước đó an bài, sau khi trở về chúng ta mở ra Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới, mà Thiếu Khanh bắt đầu ngộ kiếm. Đừng để Vũ Văn Thái Cực tìm tới cơ hội là có thể. Mọi người nhẹ gật đầu. Nhiều người như vậy, giữ vững Đông Hoàng Kiếm vấn đề cũng không lớn. Dù sao Đông Hoàng Kiếm tại Diệp Thiếu Khanh trong tay, Vũ Văn Thái Cực thực lực mạnh hơn, muốn trực tiếp cướp đoạt, đều khó mà lên trời. Đông Hoàng Kiếm A, ngay cả ta đều chỉ tại trong sách vở nhìn qua, cho tới bây giờ không có tránh thức sở qua, Thiếu Khanh, thừa dịp còn không có về Đông Hoàng Tông, lấy ra để đoàn người nhìn một chút. Đây chính là đệ nhất tổ tiên theo thời cổ thần quốc mang về thần vật, là chúng ta Đông Hoàng Tông tất cả mọi người mộng tưởng và lạc ấn. Triệu Chi Uyên cảm khái nói. Thành, Diệp Thiếu Khanh cười gật gật đầu. Hắn đang muốn theo tu di giới chỉ xuất ra Đông Hoàng Kiếm, bất quá sau cùng hắn ngừng lại, nhìn thoáng qua Triệu Chi Uyên, nói. Thôi được rồi, lý do an toàn, xin lỗi chư vị, không phải ta không muốn lấy ra, mà chính là Đông Hoàng Kiếm quá trọng yếu, ta sợ phạm sai lầm. Triệu Chi Uyên khẽ giật mình, bỗng nhiên phẫn nộ nói, người có ý tứ gì? Hoài nghi ta muốn cướp đoạt Đông Hoàng Kiếm. Diệp Thiếu Khanh ngẩn ngơ. Người vậy mà làm nhục ta như vậy, muốn chết. Triệu Chi Uyên đột nhiên nhất quyền đánh tới, đó là thánh chi cảnh giới nhất quyền, uy lực có thể nghĩ. Diệp Thiếu Khanh tại cái này nghìn cân treo sợi tóc trong nháy mắt, lôi kéo Lý Thiên Mệnh trực tiếp lui lại, tránh thoát một quyền này. Nhưng là, cái kia Triệu Chi Uyên trực tiếp theo giết tới. Lửa giận ngút trời, đồng thời nhất quyền đánh vào dưới chân Phong Vân Thần Hạc phía trên. Phong Vân Thần Hạc nhất thời hét thảm một tiếng. Ông! Trong lúc nhất thời, trời đất quay cuồng, tất cả mọi người tại trên không trung trực tiếp hướng xuống đập tới. Phong Vân Thần Hạc tại không có phòng bị tình huống dưới, bỗng nhiên chịu Triệu Chi Uyên một quyền này, đương nhiên chịu không nổi. Tại cao tốc chạy như bay thời điểm, Phong Vân Thần Hạc nhỏ tiểu động tác, đều có thể dẫn đến trên lưng người bay ra ngoài. Lại càng không cần phải nói, nó bị một quyền này đánh cho tại trong mây mù vòng vo tầm vài vòng. Bao quát Lý Thiên Mệnh ở bên trong, tất cả mọi người như thiên thạch một dạng hướng mặt đất đập tới. Bất quá, cho dù là mấy ngàn thước không trung rơi xuống, lấy bọn họ thánh chi cảnh giới thực lực, an ổn rơi trên mặt đất không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh trực tiếp bị mấy cái tông lão vây lại, Thượng Quan Vân Phong cùng Triệu Lăng Châu cũng có người tiếp được, trên cơ bản đều bình yên vô sự. Nhưng mấu chốt là cái kia Triệu Chi Uyên tông lão cùng hắn cộng sinh thú, thông tí hắc ma vượn, đang rơi xuống về sau, lập tức liền như điên cuồng đồng dạng,
hướng về Diệp Thiếu Khanh điên cuồng tiến công. Rầm rầm rầm. Cái kia to lớn thông tí hắc ma vượn cùng Diệp Thiếu Khanh thanh huyền bích hỏa long trực tiếp giết. Triệu Trị Uyên, người điên rồi. Người đây là muốn cướp đoạt Đông Hoàng kiếm. Đối người có chỗ tốt gì? Hoàng Phủ Phong Vân chấn kinh giận dữ hỏi. Đừng hỏi nữa, khẳng định là Vũ Văn Thái Cực cho chỗ tốt. Diệp Thiếu Khanh cũng không có xuất ra Đông Hoàng kiếm đối chiến. Tại hắn lúc nói chuyện, Diệp Thanh cùng còn lại mấy cái tông lão cũng đã bao vây lại, đem Triệu Trị Uyên vây nước chảy không lọt. Triệu Trị Uyên, người đây là làm gì? Chúng ta bây giờ có thiếu tông chủ dạng này kỳ tài, Đông Hoàng kiếm lại tại trong tay mình, ngươi làm gì quấy rối? Đúng, lão Triệu, đã nhiều năm như vậy, tuyệt đối đừng hồ đồ. Diệp Thanh cùng Triệu Trị Uyên là người đồng lứa, thậm chí quan hệ cũng không tệ lắm, cho nên, lúc này thời điểm lớn nhất khó có thể tin cũng là hắn. Dừng tay đi, Triệu Trị Uyên, ngươi nói một chút Vũ Văn Thái Cực cho ngươi chỗ tốt gì, để ngươi ngay tại lúc này cho hắn bán mạng. Hoàng Phủ Phong Vân cả giận nói. Triệu Trị Uyên một câu đều không nói, thi triển toàn thân chi lực, mặc kệ cái gì tông lão ngăn cản, hắn đều để mắt tới Diệp Thiếu Khanh một cái. Ra ra, đầu óc ngươi xảy ra vấn đề gì rồi? Nói thật, tình cảnh này phát sinh về sau, khó chịu nhất chính là Triệu Lăng Châu. Hắn cùng cái kẻ ngu giống như, ngơ ngác nhìn Triệu Trị Uyên, đây là chính mình từ nhỏ thì sùng bái, kính nể người kia sao? Mặc kệ cái khác người như thế nào chất vấn, Triệu Trị Uyên đều đang đuổi giết Diệp Thiếu Khanh, sinh tử đều không để ý. Hắn chẳng lẽ không biết, mình đã không có khả năng thành công. Lý Thiên Mệnh híp mắt, vô cùng nghi hoặc nhìn tình cảnh này. Nói thật, hắn cùng Diệp Thiếu Khanh hiện tại cũng bị tông lão vây quanh, chớ nói Triệu Trị Uyên, coi như hắn là Vũ Văn Thái Cực, đều khó có khả năng cướp đi Đông Hoàng kiếm A. Lý Thiên Mệnh cũng xác thực không nghĩ ra, cái này trong ấn tượng cởi mở. Phóng khoáng tông lão, làm sao lại vào lúc này bỗng nhiên biến thành người khác. Đừng nói Đông Hoàng kiếm, hắn ngay cả ta đều không đụng tới. Lý Thiên Mệnh chung quanh, Hoàng Phủ Phong Vân, Thượng Quan Tĩnh Thủ các loại mấy cái tông lão, đều ưu tiên bảo vệ được hắn. Chờ một chút, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên có một loại cảm giác ra đầu tê dại. Hắn càng xem Triệu Trị Uyên, lại càng thấy đến có vấn đề. Hắn đoạt kiếm phương thức, thực sự quá não tàn. Vốn là đã định trước không có khả năng thành công. Nếu như hắn thật muốn đoạt, dù sao cũng phải kín đáo một số A. Bây giờ nhìn lại, giống như là muốn hấp dẫn sự chú ý của người khác lực. Không ai có thể nghĩ rõ ràng Vũ Văn Thái Cực có thể cho bọn hắn chỗ tốt gì, nhưng Lý Thiên Mệnh lại trong nháy mắt này, ý thức được một cái vấn đề khác. Có thể hay không, vẫn còn có cùng loại Triệu Trị Uyên dạng này người. Làm hắn vừa ý thức được cái vấn đề này trong nháy mắt, nguy hiểm trong nháy mắt buông xuống. Cái này nguy hiểm, đến từ bên người mình không đến nửa mét địa phương. Cái này khiến Lý Thiên Mệnh làm sao có thể ứng đối. Mà lại, động thủ với hắn người, chính là thánh chi cảnh giới, trên việc tu luyện trăm năm trở lên nhân vật, đây là một cái Lý Thiên Mệnh lớn nhất không tưởng tượng được người. Nàng là thứ tư tông lão Thượng Quan Tĩnh Thủ. Một cái thái nãi nãi bối nhân vật, lại tại lúc này khắc bỗng nhiên xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh sau lưng. Cơ hồ trong nháy mắt, nàng năm ngón tay, thì bóp ở Lý Thiên Mệnh trên cổ. Đừng nhúc nhích, nàng cái kia lạnh lùng mà thanh âm khàn khàn, theo Lý Thiên Mệnh bên tai truyền đến, một khắc này, thiên địa lạnh sợ nổi da gà. Thượng Quan Tĩnh Thủ, nàng và Hoàng Phủ Phong Vân là thế giao, cho tới nay đều là cái hỏa ái bà lão. Nàng đối Lý Thiên Mệnh phá lệ chiếu cố, lúc trước cũng là nàng và Hoàng Phủ Phong Vân dẫn đầu, tại Lý Thiên Mệnh chém giết Vũ Văn Thần Đô về sau, bảo vệ hắn. Lý Thiên Mệnh người nào cũng hoài nghi qua, nhưng là bên người Thượng Quan Tĩnh Thủ cùng Hoàng Phủ Phong Vân, cho hắn cảm giác an toàn, cho nên hắn trực tiếp nhảy qua. Buồn cười là, bà lão này móng tay, lại tại thời khắc này cắm vào cổ của hắn bên trong. Rất hiển nhiên, đối với loại này thánh chi cảnh giới lão quái vật tới nói, nàng chỉ cần trong nháy mắt, là có thể đem Lý Thiên Mệnh đầu theo trên thân thể rút ra. Sinh tử của hắn, hoàn toàn làm trên quan viên Tĩnh Thủ trưởng khống. Đây là rất nhiều người không thể tưởng tượng một màn, bao quát Hoàng Phủ Phong Vân chính mình cũng trong nháy mắt ngốc trệ. Tĩnh Thủ lão muội, người đây là. Tại hắn khó có thể tin trong ánh mắt, Thượng Quan Tĩnh Thủ mang theo Lý Thiên Mệnh, trực tiếp lui ra đám người. Tông lão nhóm nhìn đến cái này đủ để cho bọn họ đờ đẫn một màn, cả đám đều không dám nhúc nhích. Thượng Quan Tĩnh Thủ, người làm sao cũng điên rồi. Tông lão nhóm tại cái này bỗng nhiên ở giữa, nội tâm có một loại xuyên tim cảm giác.
Vốn là Đông Hoàng Tông thì đứng trước sinh tử chiến tranh giành, đang chuẩn bị đi về chuẩn bị chiến đấu, lại nửa đường lại xuất hiện loại này mạc danh kỳ diệu phản bội. Làm Tông lão nhân vật số 2, thượng quan Tĩnh thủ bề trên như vậy, vậy mà thừa dịp loạn bắt cóc Lý Thiên Mệnh. Lại hoặc là nói, đây chính là bọn họ thương lượng xong mưu kế, tuyệt đối không có kẽ hở. Trước hết để cho Triệu Chi Uyên không náo đi ra gây nên rối loạn, bước đi Diệp Thiếu Khanh, làm trên quan viên Tĩnh thủ cùng Hoàng Phủ Phong Vân có bảo hộ Lý Thiên Mệnh cơ hội. Làm lực chú ý của mọi người, đều tại Diệp Thiếu Khanh Đông Hoàng Kiếm cùng Triệu Chi Uyên trên người thời điểm, thượng quan Tĩnh thủ dạng này bắt cóc Lý Thiên Mệnh, quả thực dễ như trở bàn tay. Cái này mưu kế, không chê vào đâu được, không có sơ hở nào. Đương nhiên, cũng hòa thượng quan viên Tĩnh thủ ngày thường biểu hiện có quan hệ rất lớn. Ai có thể nghĩ tới, nàng nhân vật như vậy, vậy mà lại như thế làm loạn. Hoàng Phủ Phong Vân đều mộng. Hai người bọn họ trò chuyện nhiều nhất, mà lại làm bạn thân thiết có trên 100 năm thời gian, chính vì vậy, mới không có khả năng đối nàng có bất kỳ cảnh giác. Bao quát thượng quan Vân Phong cũng là như thế. Hắn cùng Triệu Lăng Châu một dạng, đều đờ đẫn nhìn lấy cái này phát sinh một màn. Thái nãi nãi, người đây là đang nói đùa chứ? Thượng quan Vân Phong hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Đáng tiếc không ai phản ứng đến hắn, thượng quan Tĩnh thủ ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng, quét về Diệp Thiếu Khanh, nói. Khác nói với ta nói nhảm, đem Đông Hoàng Kiếm giao cho Triệu Chi Uyên, nếu không, ta liền giết Lý Thiên Mệnh. Tuyệt đối đừng xúc động, Tĩnh thủ, người khẳng định có khó xử, người có phải hay không có nhược điểm gì tại Vũ Văn Thái Cực trong tay. Người cùng chúng ta nói rõ ràng, chúng ta cùng một chỗ trợ giúp ngươi. Hoàng Phủ Phong Vân kịp phản ứng, vội vàng nói. Phốc phốc, thượng quan Tĩnh thủ móng tay, tại Lý Thiên Mệnh trên cổ đâm vào sâu hơn, đó là bén nhọn đâm nhói, như là năm thanh kiếm đâm vào cổ, tư vị kia khẳng định đau đến không muốn sống. Trong nháy mắt, thì khó có thể thở hào hển. Đừng, trong lòng mọi người kinh hãi, vội vàng giống to. Lý Thiên Mệnh đương nhiên muốn để Diệp Thiếu Khanh, đem Đông Hoàng Kiếm cho Lý Vô Địch. Nhưng, lấy tình huống trước mắt nhìn. Đối phương đã làm ra một bước này, thì tuyệt đối không phải đang nói đùa. Diệp Thiếu Khanh, đừng ép ta. Lập tức. Thượng quan Tĩnh thủ thanh âm thê lương, hung ác cùng cực, bọn họ đều là trải qua sóng gió người. Đã quyết định một việc, thì tuyệt đối sẽ không do dự nữa. Một khắc này trên cổ đâm nhói, liền thái nhất tháp quang mang đều chịu không được, ngón tay của nàng chỉ ít đã đâm vào đi 1 cm trở lên. Mà lại là năm đầu ngón tay. Diệp Thiếu Khanh ánh mắt sáng rực nhìn lấy tình cảnh này, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh. Buông tay đi. Mọi người ở đây đều không quyết định thời điểm, Diệp Thiếu Khanh trực tiếp xuất ra Đông Hoàng Kiếm. Triệu Chi Uyên thừa cơ đoạt lại, không nói hai lời, trực tiếp xoay người rời đi. Đều đừng đuổi, để hắn đi nửa canh giờ, ta lại thả Lý Thiên Mệnh, ta sẽ không giết hắn, yên tâm đi. Triệu Chi Uyên lấy đi Đông Hoàng Kiếm một khắc này. Thượng quan Tĩnh thủ trên mặt hai hàng nhiệt lệ rơi xuống. Nàng nới lỏng tay, ngón tay rời đi Lý Thiên Mệnh cổ, nhưng lại vẫn đem trưởng khống tại bên cạnh nàng, vì chính là để Triệu Chi Uyên đi trước nửa canh giờ. Thẳng đến hắn trước đem Đông Hoàng Kiếm, đưa đến Vũ Văn Thái Cực trong tay. Theo cái kia hai hàng nhiệt lệ nhìn, nàng chỉ sợ cũng là thân bất do kỷ, chỉ ít nàng dựa theo hứa hẹn lưu lại Lý Thiên Mệnh tánh mạng. Người nào cũng không thể truy, nàng lần nữa cường điệu. Rất hiển nhiên, nếu có người truy đuổi, nàng liền sẽ lần nữa trưởng khống Lý Thiên Mệnh sinh tử. Cái này khiến không ít tông lão quả thực lửa giận ngút trời. Tĩnh thủ, người thật hồ đồ a. Hoàng Phủ Phong Vân ánh mắt đỏ thẫm, khí đến sắp thổ huyết. Thượng quan Tĩnh thủ cắn răng, không nói gì, nhưng nước mắt còn tại chảy xuống. Thượng quan tông lão, ngươi liền nói một chút đi, để cho chúng ta kiến thức một chút, Vũ Văn Thái Cực đến cùng là làm sao xoay người, chúng ta đều không nghĩ rõ ràng. Diệp Thiếu Khanh tức giận đến đều cười. Diệp Thiếu Khanh tại Đông Hoàng Kiếm cùng Lý Thiên Mệnh ở giữa, cơ hồ không do dự thì lựa chọn Lý Thiên Mệnh. Dạng này một cái biến cố, đối bọn hắn đã kích thực sự quá lớn. Đúng a, đã đều đã làm, cũng không cần lại cất giấu. Tại bọn họ phẫn nộ, bất đắc dĩ trong tầm mắt, thượng quan Tĩnh thủ thở dài, nói. Thiếu Khanh, người đấu không lại Vũ Văn Thái Cực, hắn có không chỉ là thực lực, còn có tâm tư cùng mưu đồ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn đều sẽ lưu rất nhiều hậu thủ, khả năng hắn duy nhất sai lầm, cũng là để Thiên Mệnh giết Thần Đô. Nhưng, hắn đã từng trải quá nhiều, như thế nào thua dễ dàng như vậy? Nói thí dụ như, ta cùng Triệu Chi Uyên,
đều chúng hắn dùng sách cổ điều chế, minh yểm hoa độc, chỉ có hắn có giải dược, mới làm cho chúng ta triệt để giải thoát. Nếu không, chúng ta vĩnh viễn đều là kịch độc phần tâm tra tấn, các ngươi nói, ta có lựa chọn sao? Thượng quan Tĩnh Thù rơi lệ nói. Minh yểm hoa độc, minh nói mớ hoa đô là nắm giữ hơn 30 điều thánh thiên văn linh túy đi. Ta nghe nói qua loại độc này, đúng là trong lịch sử, lớn nhất tra tấn người kỳ vật, phát tác thời điểm, tâm như hỏa thiêu, sau đó đốt hết ngũ tạng lục phủ cùng cốt tủy, chỉ có người chế tác có thể giải. Bọn họ cuối cùng biết, chính mình thua ở nơi nào. Đánh giá thấp Phũ Văn Thái cực âm ngoan cùng mưu đồ. Thiếu Khanh, người từ bỏ đi, các ngươi Diệp gia đấu không lại Vũ Văn Thái cực, Đông Hoàng kiếm đến trên tay của hắn, sao ngươi càng có thể thủ hộ chúng ta Đông Hoàng tông. Lý thị thánh tộc đã qua, nếu như ngươi muốn bảo trụ thiếu tông chủ, từ giờ trở đi, liền mang theo hắn cao chạy xa bay đi. Thượng quan Tĩnh Thù nói. Nghe được câu này, tông lão nhóm đều trầm mặc. Bởi vì thượng quan Tĩnh Thù nói không sai, Vũ Văn Thái cực nếu là trưởng khống Đông Hoàng kiếm, Đông Hoàng tông càng có sinh tồn hy vọng. Vũ Văn Thái cực sẽ không thua. Huống hồ, ta theo ngươi cùng thiên mệnh, nói một kiện chuyện càng đáng sợ đi. Nói thí dụ như, hôm nay ta cùng Triệu Chi Uyên, không thể không cướp đoạt Đông Hoàng kiếm, vì Vũ Văn Thái cực bán mạng. Nhưng, đang ngồi nhiều như vậy tông lão, ngươi lại làm sao biết, còn có hay không, còn lại vẫn tại ẩn giấu người. Bọn họ bị Vũ Văn Thái cực khống chế được gắt gao, sau đó, tại cái nào đó trong nháy mắt, bỗng nhiên cho các ngươi nhất kích chí mệnh. Thậm chí, những người này là ai, ta cũng không biết đây. Thủ đoạn của hắn cùng mưu đồ, vượt qua các ngươi tưởng tượng. Cho nên, chạy đi, nhận thua đi. Tĩnh Thù, im miệng đi, khác nói chuyện giật gân. Ngươi bị nàng dọa đến mất hồn phách, cũng đừng lại vu hãm những người khác. Hoàng Phủ Phong Vân ánh mắt thảm đạm, hướng Triệu Chi Uyên rời đi phương hướng nhìn qua, hiện tại truy đều truy không được, làm sao có thể lại đoạt lại Đông Hoàng kiếm. Chí ít tại chàng tông lão, một cái đều không truy. Thời gian kế tiếp rất khó nhịn, thượng quan Tĩnh Thù một chút cũng không có buông lỏng, nàng mang theo Lý Thiên Mệnh đứng đến rất xa. Hai tử, thật xin lỗi, người để Thanh Long Diệp ra mang người cao chạy xa bay, rời đi Đông Hoàng cảnh đi. Lấy thiên phú của ngươi, một ngày nào đó có thể trở về đối phó Vũ Văn Thái cực, một lần nữa đoạt được Đông Hoàng kiếm, đến lúc đó, lại đến phục hưng Lý Thị Thánh tộc đi. Thượng quan Tĩnh Thù sắc mặt đau thương, thê thảm nói ra. Nghe được, nàng hôm nay làm ra hết thảy, xác thực thân bất do kỷ. Thượng quan tông lão thì khẳng định Vũ Văn Thái cực cầm tới Đông Hoàng kiếm, có thể chống đỡ Thánh Thiên Phủ các loại ba đại tông môn công kích. Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn xem ra cũng không có bối rối, vô thần. Chí ít so ngươi sư tôn có hy vọng một số, hiện tại Đông Hoàng tông, không có so Vũ Văn Thái cực người thích hợp hơn. Thượng quan Tĩnh Thù nói. Lý Thiên Mệnh không có cách nào cùng nàng nói lý vô địch sự tình, bằng không nàng có thể sẽ hối hận đi. Muốn là hắn đầu nhập vào Thánh Thiên Phủ, đối với mình người động thủ đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vậy ngươi thì quá xem thường hắn, bằng vào ta đối với hắn nhiều năm hiểu rõ, trên thế giới này không ai làm cho hắn quỳ xuống, Thánh Hoàng cũng không được. Mà lại tương lai 10 năm, Đông Hoàng kiếm từ hắn trưởng khống. Cảnh vực chi chiến quy tắc chính là, Đông Hoàng Tông đoạt được Đông Hoàng kiếm. Nhưng cụ thể từ trong tông môn ai dùng, thời cổ thần quốc cũng không yêu cầu. Lý Thiên Mệnh không có nói thêm nữa. Hắn nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Khanh cùng Diệp Thanh, hai người bọn họ sắc mặt quả thật có chút nghiêm túc, lạnh lẽo. Đến đây Thánh Thiên trước phủ, nghĩ tới quá nhiều Vũ Văn Thái cực khả năng thủ đoạn, cũng là không nghĩ tới tông lão bên trong vẫn có nội ứng, mà lại còn không chỉ một cái. Càng không nghĩ tới, lại là thượng quan Tĩnh Thù. Lúc ấy, Lý Thiên Mệnh đã vô ý thức. Đi lên quan viên Tĩnh Thù cùng Hoàng Phủ Phong Vân bên người dựa vào. Đương nhiên, cũng là bởi vì Thánh Thiên Phủ áp lực, phân tán chúng ta chú ý lực, dẫn đến mọi người không để ý đến Vũ Văn Thái cực. Cứ như vậy vứt bỏ Đông Hoàng kiếm, để tên tiểu nhân này gian kế đạt được, nói thật, mặc kệ là Lý Thiên Mệnh vẫn là Diệp Thiếu Khanh, đều cực kỳ không cam tâm. Nửa canh giờ thoáng qua một cái, thượng quan Tĩnh Thù quả nhiên đem Lý Thiên Mệnh thả. Đáng tiếc là, đối với thượng quan Tĩnh Thù đen đủi như vậy phản người, Hoàng Phủ Phong Vân các loại tông lão tuy nhiên mắng nửa ngày, lại cũng không có có động tác gì. Tiếp đó, Hoàng Phủ Phong Vân để Phong Vân thần hạc tốc độ hướng đến cực hạn, đoán chừng còn muốn nhìn có thể hay không đuổi kịp Triệu Chi Uyên. Bất quá, Lý Thiên Mệnh theo Diệp Thiếu Khanh cha con, ngồi ở Thanh Huyền Bích Hỏa Long phía trên, đồng dạng tại Thương Thiên chạy như bay.
không phải nói hoài nghi bọn họ, mà chính là tình huống hiện tại rất phức tạp, những trưởng thượng này đã rất khó lại tin tưởng. Bọn họ đến đón lấy đều sẽ làm thủ hộ Đông Hoàng Tông mà chiến, nhưng là đến cùng là ủng hộ Vũ Văn Thái Cực cùng Lý Thiên Mệnh, đoán chừng chính bọn hắn sẽ có đáp án. Dù sao, hiện tại Đông Hoàng Kiếm không tại Diệp Thiếu Khanh trong tay. Thiếu Khanh, các ngươi trực tiếp đi thôi. Hoàng Phủ Phong Vân khuyến cáo nói. Một khi trở về Đông Hoàng Tông, chuyện cục diện hắn đều không khống chế nổi. Vũ Văn Thái Cực coi như cầm tới Đông Hoàng Kiếm, cũng cần thời gian trưởng khống, ta coi như muốn đi, cũng muốn về Đông Hoàng Tông dẫn người. Diệp Thiếu Khanh trầm giọng nói. Thanh Long Diệp gia cùng Lý Khinh Ngữ bọn họ, đều còn tại Đông Hoàng Tông, bọn họ sao có thể trực tiếp rời đi. Sư Tôn, đối phương thủ đoạn quá sâu, Thượng Quan Tông lão diễn quá tốt, chuyện này không có cách, ngươi không muốn tự trách. Lý Thiên Mệnh gặp trong lòng của hắn khó chịu, vội vàng khuyến cáo nói. Không phải tự trách, ra chuyện như vậy, thì là trách nhiệm của ta, không mặt mũi gặp lão tử ngươi. Diệp Thiếu Khanh thở dài. Đừng nói là ngươi, ta đều không có phòng bị, nhiều năm như vậy, Thượng Quan Tĩnh Thủ vẫn luôn là người hiền lành, vì tông môn dốc hết toàn lực, vô tư phụng hiến, ai có thể đoán trước nàng sẽ làm như vậy. Diệp Thanh cắn răng nói. Kỳ thật tự trách cũng vô dụng. Vấn đề là đến đón lấy chúng ta có thể làm thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vũ Văn Thái Cực trưởng khống Đông Hoàng Kiếm, liền để hắn đi đối kháng Thánh Thiên Phủ, xem hắn có bản lãnh này hay không. Sau khi chúng ta trở về, lập tức mang đi tộc nhân rời đi Đông Hoàng Tông, nhưng không đi xa, ngay tại tông môn phụ cận. Chờ ngươi cha tại Lý Thị Tổ Địa phá kiếp, lại đến thương nghị. Dù sao, hắn đến lúc đó lại là thực lực gì, chính hắn đều không rõ ràng. Diệp Thiếu Khanh nói, đúng, chỉ có thể dạng này, Vũ Văn Thái Cực cửu nhân chỉ có thiên mệnh. Dù sao, trước mắt đại chiến sắp đến, hắn cần mỗi một cái tông lão lực lượng, Hoàng Phủ Phong Vân chính bọn hắn không lo lắng bị nhằm vào, nhưng chúng ta chỉ có thể đi trước. Diệp Thanh nói, trách không được, Vũ Văn Thái Cực lập tức liền muốn cầm đến Đông Hoàng Kiếm, bọn họ còn dám can đảm đi thẳng về. Vốn là thế đơn lực bạc Đông Hoàng Tông. Hiện tại tổn thất một cái Diệp gia, đoán chừng đều có ảnh hưởng rất lớn. Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới, cần đại lượng cường giả chèo chống. Tông môn sinh tử tồn vong thời điểm, Vũ Văn Thái Cực đương nhiên sẽ không cùng những trưởng thượng này tính toán nợ cũ, muốn là bọn họ nhận cái sai, đoán chừng còn có thể tiếp tục đạt được trọng dụng. Chỉ là, về sau muốn theo Vũ Văn Thái Cực trong tay, lại cầm tới Đông Hoàng Kiếm thì khó khăn. Tiếp đó, thì nhìn lão tử ngươi. Diệp Thiếu Khanh trong ánh mắt, kiếm ý mãnh liệt, nhìn về phía cái kia phương xa Đông Hoàng dãy núi. Không lâu sau đó, Phong Vân Thần Hạc cùng Thanh Huyền Bích Hỏa Long đồng thời trở lại Đông Hoàng dãy núi. Còn có 10 vị đóng giữ tông lão, còn tại Tùy Duyên Phong bên trong. Ngoại trừ Triệu Trị Uyên bên ngoài, trở về 14 vị tông lão bài tới trước Tùy Duyên Phong, cùng cái này 10 vị tông lão hội mặt. Chuyện gì xảy ra, Triệu Trị Uyên sớm chạy về, trực tiếp đem Đông Hoàng Kiếm đưa cho Vũ Văn Thái Cực. Hiện tại phiền phức lớn rồi. Cái kia 10 vị tông lão gấp đến độ khí thế ngất trời, rốt cục chờ đến bọn họ trở về. Sau đó thì sao? Vũ Văn Thái Cực đám người bọn họ, trực tiếp rời đi tông môn, đoán chừng là muốn tìm cái chỗ ẩn núp lĩnh hội Đông Hoàng Kiếm. Toàn bộ đều đi, Hoàng Phủ Phong Vân hỏi. Đúng, đoán chừng là sợ Vũ Văn Thái Cực ngộ kiếm thời điểm, các ngươi đến cướp đoạt đi, 7 người tăng thêm Triệu Chi Uyên, cùng một chỗ cho hắn hộ pháp. Mà lại, trước khi đi hắn nói, để cho chúng ta lưu lại Lý Thiên Mệnh cùng Diệp Thiếu Khanh, bằng không đợi hắn trở về, chúng ta 10 người này toàn bộ muốn chết. Lúc nói chuyện, bọn họ ánh mắt xoắn suýt mà run rẩy, nhưng lại có một tia lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh cùng Diệp Thiếu Khanh nhìn. Quả nhiên, bọn họ đều là cỏ đầu tường, hoàn toàn dựa vào không ngừng. Đã từng đối Đông Hoàng Kiếm hoảng sợ, lần nữa buông xuống. Ai, chúng ta hoàn toàn không có đoán trước. Thiếu tông chủ có thể đoạt được Đông Hoàng Kiếm, càng không đoán trước các ngươi liền Đông Hoàng Kiếm đều thủ không được. Lại nói, Triệu Chi Uyên có mạnh như vậy sao? Trực tiếp liền đem Đông Hoàng Kiếm cướp đi. Cái kia 10 vị tông lão tâm như hỏa thiêu, hoàn toàn không nghĩ ra. Bọn họ không muốn vây quanh Lý Thiên Mệnh, nhưng là không có cách nào a. Là ta ép buộc thiếu tông chủ tánh mạng, để Triệu Chi Uyên đem Đông Hoàng Kiếm mang về cho Vũ Văn Thái Cực. Thượng quan Tĩnh Thủ đứng dậy, vô cùng thẳng thắn nói. Vì cái gì, mọi người trừng to mắt nhìn lấy nàng. Đừng hỏi nữa, ta có tay cầm trong tay hắn, ta không tin các ngươi không có. Thượng quan Tĩnh Thủ nói.
Chúng ta đương nhiên không có. Thượng quan tông lão, ngươi thật hồ đồ a. Làm tiền bối, ngươi thật là, uổng Diệp Thiếu Khanh cùng Thiếu Tông chủ tín nhiệm ngươi như vậy. Sự tình đã phát sinh, bọn họ chỉ có thể nhìn Lý Thiên Mệnh thở dài. Vừa nghe Triệu Chi Uyên nói, Thiếu Tông chủ tại cảnh vực chi chiến liên bại 7 cái thánh thiên tử, còn chém giết lang thiên tử, nghịch thiên chỗ, chấn động toàn bộ Đông Hoàng cảnh, hiện tại, đáng tiếc. Không dùng đáng tiếc, ta làm chủ, để Thiếu Tông chủ cùng Thanh Long Diệp ra đi. Thượng quan Tĩnh Thù nói. Thượng quan tông lão người chắc chắn chứ. Vũ Văn Thái Cực có thể nói qua, người nào thả người nào liền phải chết. Tông lão nhóm ánh mắt nóng rực nhìn lấy nàng. Vậy liền để ta chết đi, bất quá, không dùng hắn giết ta, đến đón lấy ba đại tông môn đại quân giết tới, hy vọng ta có thể vì tông môn cống hiến lực lượng cuối cùng. Chết cũng không tiếc. Nhưng là, ta vẫn còn muốn nói một câu, Đông Hoàng kiếm cho Vũ Văn Thái Cực, là chúng ta Đông Hoàng tông duy nhất có thể sống sót biện pháp. Thượng quan Tĩnh Thù những lời này, nói là cho Lý Thiên Mệnh cùng Thanh Long Diệp ra nghe. Hoàng Phủ Phong Vân cũng đứng dậy, nói. Chư vị yên tâm đi, các ngươi lần này không có đi Thánh Thiên Phủ, không biết đối phương quyết tâm, lần này, Thánh Thiên Phủ tuyệt đối phải san bằng Đông Hoàng dãy núi, mới có thể bỏ qua. Ta cũng ở nơi đây làm chủ, để Thiếu Tông chủ cùng Thanh Long Diệp ra đi. Đến mức mạng sống loại sự tình này, mọi người cũng đừng quan tâm nhiều lắm. Vũ Văn Thái Cực nếu có thể để Đông Hoàng Tông sống sót, tùy tiện hắn chặt đầu của ta. Bây giờ tông môn sinh tử tồn vong, lại cùng trước kia cục thế không đồng dạng. Bọn họ đời đời đều là Đông Hoàng Tông một viên, mỗi gia tộc đều truyền thừa mấy ngàn năm, nhất là bọn họ những đến tuổi này lớn, đối Đông Hoàng Tông cảm tình so với ai khác đều dày. Đã từng bọn họ e ngại Vũ Văn Thái Cực đạt được Đông Hoàng kiếm, là bởi vì sợ bị nhầm vào, để gia tộc mấy ngàn năm truyền thừa đoạn tuyệt, con cháu gặp nạn. Hiện tại, Đông Hoàng Tông đã đứng trước sinh tử tuyệt cảnh, nếu bị thua cuộc chiến tranh này, vậy thì không phải là con cháu gặp nạn sự tình. Đã từng là sợ chết tại trong tông môn đấu, gia tộc sau đó sự suy thoái, mà bây giờ, tất cả mọi người tại trên một cái thuyền, thuyền lật ra thì toàn bộ đến chết. Đây là sau cùng gia viên, còn nói gì gia tộc truyền thừa. Để Thiếu Tông chủ đi, cho Đông Hoàng Tông cùng Lý Thị Thánh tộc lưu phía dưới hy vọng cuối cùng đi. Nếu như Đông Hoàng Tông hủy diệt, chúng ta những thứ này có tội lão quỷ, ở dưới cửu tuyền, còn có thể có một cái hy vọng. Chờ lấy có một ngày, Thiếu Tông chủ trở thành tuyệt thế cường giả, đạp diệt Thánh Thiên Phủ, phục hưng Lý Thị Thánh tộc, phục hưng Đông Hoàng Tông. Hoàng Phủ Phong Vân câu nói này, nói đến nước mắt chảy ngang. Thiếu Tông chủ, đi thôi, ta hôm nay cướp đi Đông Hoàng kiếm, xác thực có lỗi với ngươi. Nhưng là, ta cũng muốn cho ngươi lưu một đầu sinh lộ, sinh tử hung hiểm, không nên để lại tại Đông Hoàng Tông. Thượng quan Tĩnh Thù nước mắt nước mũi chảy ngang nói. Có lẽ giờ khắc này, bọn họ cũng không phải người tham sống sợ chết. Quả nhiên, nhân tính đều là phức tạp. Bọn họ không phải người tốt, cũng không phải người xấu. Bọn họ bảo vệ gia tộc của mình, cũng nguyện ý cùng tông môn cùng tồn vong. Từ bọn họ dẫn đầu, hơn 20 vị tông lão dần dần thống nhất ý nghĩ. Còn lại 10 vị tông lão, biết trước mắt tình thế nghiêm trọng về sau, cá nhân sinh chết, gia tộc hưng thịnh. Đã ném ra sau đầu. Tiếp đó, Vũ Văn Thái Cực cần mỗi người bọn họ lực lượng, không có khả năng bắt bọn hắn như thế nào. Đông Hoàng Tông chịu không được một chút giày vò, đại chiến sắp đến, ai dám lời đầu tiên chạm trong tông môn có uy vọng cường giả. Hiện tại Đông Hoàng Tông, còn không phải Vũ Văn Thái Cực một người định đoạt. Ta đi về nhà mang một số người. Diệp Thanh nói một câu, về trước Thanh Thần Sơn đi. Thanh Long Diệp ra quy mô không lớn. Dòng chính thì mười mấy người, chi thứ rất nhiều nhưng phân tán tại chỉnh cái tông môn, đại đa số đều là tiểu lâu lâu, không đáng Vũ Văn Thái Cực chuyên môn đối phó. Mà tùy duyên phong bên này, làm cho Vũ Văn Thái Cực chuyên môn đối phó, đoán chừng cũng chỉ có Lý Cảnh Du cùng Lý Khinh Ngữ đi. Thiên Mệnh, chúng ta đi đem nãi nãi cùng Khinh Ngữ mang đi. Diệp Thiếu Khanh nói, các nàng ở nơi đó, Lý Thiên Mệnh chỉ một chút Côn Bằng Thánh Điện trước đó. Chỗ đó có hai bóng người. Một cái bà lão, một thiếu nữ. Các nàng sớm là ở chỗ này chờ đợi, nơi này hết thảy đối thoại, các nàng đều đã nghe được, biết đại khái chuyện gì. Vũ Văn Thái Cực cầm lấy Đông Hoàng kiếm rời đi thời điểm, nhìn Lý Khinh Ngữ liếc một chút, không có động thủ, nhưng hắn cũng nói, không thể để cho Lý Khinh Ngữ rời đi. Bất quá, hiện tại 23 vị tông lão, rõ ràng không muốn nghe sắp xếp của hắn. Có thể là dự cảm Đông Hoàng Tông giữ nhiều lành ít,
đều muốn cho tông môn lưu phía dưới một điểm cuối cùng căn cơ đi, dù sao hai đứa bé này, đều là năm kiếp luân hồi chi thể. Sinh tử tồn vong trước đó, làm cỏ đầu tường bọn họ, tùy hứng như vậy một lần. Diệp Thiếu Khanh rất mau đưa Lý Cảnh Du cùng Lý Khinh Ngữ dẫn tới bên người tới. Nãi nãi, Khinh Ngữ, đã gặp các nàng bình yên vô sự, Lý Thiên Mệnh cũng đã đủ hài lòng. Hảo hài tử, người tại cảnh vực chi chiến biểu hiện, đủ để cho nãi nãi vì người tự hào đến nhắm mắt rồi. Người A, là chúng ta Lý Thị Thánh Tộc, từ ngàn năm nay, lớn nhất vinh diệu. Vô số tiền bối sẽ bởi vì ngươi mà tự hào. Lý Cảnh Du cười híp mắt nói, khóe mắt lại là hồng nhuận phơn phớt. Đoạt được Đông Hoàng Kiếm cùng mất đi Đông Hoàng Kiếm tin tức cùng nhau truyền đến, cho nội tâm của nàng tạo thành cự đại trùng kích. Đến bây giờ, đều không kịp phản ứng. Chớ khen quá hung ác, ta rất dễ dàng tung bay. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cái này nào tính hung ác, muốn không phải hiện tại là tình huống đặc biệt, nãi nãi đều muốn treo biểu ngữ, thổi khắp Đông Hoàng dãy núi, làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút, tôn nhi ta đến cỡ nào châu. Lý Cảnh Du nói. Nàng còn có thể cười. Nhưng ở bây giờ khẩn trương cục thế phía dưới, Lý Khinh Ngữ lại có chút mờ mịt, hốc mắt ửng đỏ. Khinh Ngữ, trọng thứ mấy? Lý Thiên Mệnh nhớ đến rời đi thời điểm, nàng tựa như là quy nhất cảnh tầng thứ 6. Tầng thứ 8, nàng nói. Lợi hại, đều nhanh bắt kịp ca ngươi. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Nói thật, Lý Khinh Ngữ thiên phú vượt qua phổ thông năm kiếp luân hồi chi thể, tăng thêm chính mình nỗ lực, tuy nhiên không đuổi kịp Lý Thiên Mệnh. Nhưng tương lai siêu việt Nguyệt Linh Lang, hoàn toàn không là vấn đề. Ngươi mới thật sự là lợi hại, có thể tại cảnh vực chi chiến có bao la như vậy biểu hiện, ngươi là trong mắt mọi người anh hùng. Lý Khinh Ngữ cắn môi đỏ, nói đến phá lệ nghiêm túc. Đáng tiếc trong miệng ngươi anh hùng, hiện tại muốn bị bức phải thoát đi Đông Hoàng Tông. Lý Thiên Mệnh tự giễu nói. Chúng ta sẽ trở lại, nhất định. Đó là dĩ nhiên. Lúc nói chuyện, Diệp Thanh đã đem Thanh Long Diệp ra đích hệ tử tôn. Đều cho mang tới, có chừng mười mấy người, bao quát Diệp Tử Y. Trong đó có một cái Lý Thiên Mệnh chưa thấy qua trung niên nhân, khôi ngô cao lớn, ánh mắt phiêu hốt, trong mắt tràn đầy lệ khí. Lý Thiên Mệnh đoán chừng đây chính là Diệp Thanh con trai trưởng, Diệp Thiên Long, tên rất bá khí, nhưng nghe nói tu hành so sánh đồng dạng, liền Diệp Vũ Hề cũng không sánh nổi. Cha, làm sao đem hắn cũng mang đến? Diệp Thiếu Khanh nhíu mày. Ngươi có ý tứ gì, để ngươi đại ca ta chờ chết ở đây? Còn không phải ngươi làm hại, Đông Hoàng Kiếm đến trên tay ngươi, ngươi đều bắt không được. Cái kia Diệp Thiên Long trợn mắt nói. Ngươi không phải đầu nhập vào Vũ Văn Thái Cực, sống đến mức phong sinh thủy khởi sao? Diệp Thiếu Khanh nói. Đi đừng nói nữa, hắn cũng liền một chút xíu giá trị lợi dụng, hiện tại không ai để ý. Diệp Thanh nói. Ngươi tốt nhất đừng có lại bán thân nhân, đem mọi người cùng nhau hại chết. Coi như lại bất tranh khí, đó cũng là thân huynh trưởng, là Diệp Thanh nhi tử, cho nên Diệp Thiếu Khanh cũng không nghĩ nhiều lời. Nhị ca yên tâm đi, ta nhìn hắn. Diệp Vũ Hề giận dữ nói. Đều là huynh trưởng, nhưng chênh lệch cũng quá lớn. Thời gian cấp bách, muốn đi người đã đến đông đủ, liền không cần thiết lãng phí thời gian. Thiếu tông chủ, nhất định phải sống sót, lão hủ có lỗi với ngươi, tương lai nhất định muốn vì Lý Thị Thánh tộc tranh giành một hơi. Làm Lý Thiên Mệnh bọn họ đạp vào Thanh Huyền Bích Hỏa Long thời điểm, Hoàng Phủ Phong Vân nói. Tông lão nhóm cùng một chỗ mục đích đưa bọn hắn rời đi. Thần Long bay lên thời điểm, Lý Thiên Mệnh nhìn thoáng qua Tùy Duyên Phong sau cái kia huyết vụ đầy trời, đó là huyết kiếp kết giới phương hướng. Kỳ thật hắn có thể trốn vào huyết kiếp kết giới, Vũ Văn Thái Cực cũng không có cách nào. Bất quá, đi vào về sau thì không tốt đi ra, hiện tại, tốt nhất vẫn là đừng đi quấy rầy Lý Vô Địch. Bây giờ huyết kiếp kết giới, xương máu chính đang chấn động, xem ra tựa như là một cái cự đại trái tim, ngay tại tỏa ra siêu cường sinh mệnh lực, đó là Đông Hoàng Tông trái tim. Phanh phanh phanh, mỗi một lần nhảy lên, huyết kiếp kết giới uy lực, thì lộ ra càng thêm dồi dào. Đây hết thảy, nhất định là Lý Vô Địch mang tới. Đoán chừng không sai biệt lắm, Thiên Mệnh, chúng ta tiếp đó, không định rời đi tông môn quá xa. Đông Hoàng dãy núi phía tây. Có một tòa xuyên vân phong, lại cao lại hiểm trở, có rất nhiều chỗ ẩn thân. Phía tây vùng đất bằng phẳng, lại là Thánh Thiên Phủ chủ công phương hướng, chúng ta tại xuyên vân phong phía trên, có thể nhìn đến chiến trường. Tiếp đó, chỉ có thể chờ đợi. Diệp Thiếu Khanh nói, minh bạch, tông môn chi chiến, chính mình tương đương với thiên ý cảnh giới ban đầu chiến lực,
cùng kém nhất Đông Hoàng vệ không sai biệt lắm, phía trên đi thì đi chịu chết. Hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, cũng là chờ đợi. Chờ đợi chiến tranh, chờ đợi người kia phá kiếp ngày. Đương nhiên, chờ đợi bên trong, cũng có thể tu hành. Đến Xuyên Vân Phong về sau, đám người bọn họ liền tại cái này an ngừng tạm tới. Lưu tại nơi này làm cái gì? Thưởng thức Đông Hoàng Tông hủy diệt, ta nếu như các ngươi, tranh thủ thời gian mang theo cái này Lý Thiên Mệnh đi thôi, tối thiểu rời đi Đông Hoàng cảnh, khác chờ chết ở đây. Diệp Thiên Long nói, ngươi không nói lời nào, không ai coi ngươi là người câm. Diệp Vũ Hề trừng mắt liếc hắn một cái. Thuần túy chờ chết, dù sao ta mặc kệ, muốn là lan đến gần nơi này, ta trực tiếp băng tôn đi. Tùy tiện, người khác nhau, có khác biệt truy cầu. Lý Thiên Mệnh quen thuộc. Ban đêm buông xuống thời điểm, hắn cùng Lý Khinh Ngữ ngồi tại Xuyên Vân Phong trên tảng đá, nhìn lấy đầy trời ngôi sao. Không biết Linh Nhi cái gì thời điểm mới có thể tỉnh lại, hy vọng nàng có thể không có việc gì. Lý Khinh Ngữ lo lắng nói. Lý Thiên Mệnh vuốt ve trong tay Thiên Linh Chi Luyến. Hắn cảm thấy, hiện tại Thiên Linh Chi Luyến so trước kia muốn ấm áp rất nhiều, có lẽ, khoảng cách hắn thức tỉnh ngày, đã không sai biệt lắm. Ca, người mau nhìn. Lý Khinh Ngữ bỗng nhiên nhảy dựng lên, kích động nhìn Đông Hoàng Tông phương hướng, dưới ánh trăng nàng nguyệt mái tóc dài màu trắng, lóng lánh trong suốt ánh trăng. Lý Thiên Mệnh theo ánh mắt của nàng nhìn qua, chỉ thấy cái kia Đông Hoàng dãy núi phương hướng, bỗng nhiên xuất hiện một cái bán cầu hình kết giới. Cái kia hình bán cầu kết giới phía trên khoe khoang lấy 5 loại màu sắc sắc thái, đó là hoa mỹ thiên văn. Trong đó nhiều nhất là màu xanh lam thiên văn, màu xanh lam thiên văn xen lẫn trong tất cả thiên văn bên trong, ngoại trừ màu xanh lam, còn có kim sắc, màu đỏ, thanh sắc cùng tử sắc. Sau 4 loại nhan sắc cùng nhau, cùng màu xanh lam thiên văn số lượng một dạng. Lý Thiên Mệnh biết, thiên văn kết giới cùng thiên văn thư phía trên hiển hiện thiên văn, cũng không phải là chân chính thiên văn, mà chính là thần văn sư đối thiên văn, thánh thiên văn vẽ, mô phỏng sáng tạo ra. Cho nên, màu sắc của bọn chúng, nhiều khi cũng không có nghĩa là đẳng cấp, mà chính là đại biểu thuộc tính. Loại kia như nước biển một dạng màu xanh lam thiên văn, đại biểu là nước, khả năng này cùng thiên văn trong kết giới cất giữ thủy thuộc tính linh tai có quan hệ rất lớn. Mặt khác 4 loại, phân biệt là kim, lửa, phong, lôi. Lấy nước hỗn hợp kim hỏa phong lôi, rất hiển nhiên, đây là Lý Thị Thánh tộc tứ đại mạch. Giờ phút này tinh không chi hạ hình bán cầu thiên văn kết giới, màu sắc rực rỡ chói lọi, quang mang vạn trượng, xem ra tựa như là mặt đất bao la một khỏa màu sắc rực rỡ ánh mắt, cực kỳ đẹp đẽ. Lý Thiên Mệnh huynh muội bọn họ trên mặt, đều nổi bật cái này màu phát sáng quang mang. Nhưng nếu cho rằng đây chỉ là đẹp mắt, vậy liền 10 phần sai. Loại này quy mô thiên văn kết giới, chính là vô số đời tiền bối trí tuệ cùng tâm huyết, vì cũng là thủ hộ gia viên, bảo hộ sinh mệnh. Một khi gặp phải ngoại địch xâm lấn, thiên văn kết giới lực sát thương, là tông môn sinh tồn trọng yếu bảo hộ. Một khi thủ hộ thiên văn kết giới bị đánh phá, vậy tương đương đã mất đi thủ hộ bình chướng, chỉ sợ rất nhiều người già trẻ em, đều muốn bại lộ tại địch nhân đao dưới thân kiếm. Đây chính là Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới. Ta lần thứ nhất nhìn đến. Thật xinh đẹp a, Lý Khinh Ngữ lẩm bẩm nói. Đây là Lý Thị Thánh tộc 5 loại nhan sắc a. Lý Thiên Mệnh đồng dạng rung động trong lòng, bởi vì cái kia hoa mỹ kết giới, nhìn đến hắn nhiệt huyết dâng trào. Đúng, Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới, là đệ nhất tổ tiên tại sáng tạo tông môn về sau bố trí. Sau đó, đi qua vạn năm gia cố cùng phồn hóa, mới có hôm nay quy mô. Mặc dù nói, Vạn Sơn kết giới có hơn ngàn năm đến, không tiếp tục gia tăng uy lực. Nhưng cũng được xưng tụng là, hiện tại Đông Hoàng cảnh mạnh nhất 3 đại kết giới một trong. Lý Khinh Ngữ nói, còn có 2 đại kết giới là cái gì? Lý Thiên Mệnh hỏi, một cái là Thánh Thiên Phủ, Thánh Thiên Quân Lâm kết giới, còn có một cái là chúng ta Lý Thị Tổ Địa, Huyết Kiếp kết giới. Ở trong đó, Huyết Kiếp kết giới là Đông Hoàng cảnh đệ nhất kết giới, đồng dạng đến từ đệ nhất tổ tiên. Mà lại, Huyết Kiếp kết giới là Đông Hoàng cảnh duy nhất, tự nguyên kết giới. Hoàn toàn dựa vào cố gắng vận chuyển, nghe nói đều có thể duy trì 50.000 năm trở lên. Còn lại đều là phổ thông kết giới, đều cần ngoại lực khu động. Đáng tiếc duy nhất chính là, Huyết Kiếp kết giới phạm vi quá nhỏ, chỉ có thể bao trùm chúng ta tổ địa, mà lại chỉ có 2 người có thể vào. Lý Khinh Ngữ nói, thiên văn kết giới ảo diệu, khiến người ta nhìn mà than thở. Lý Thiên Mệnh nói, hắn vô cùng hướng tới cái kia đệ nhất tổ tiên thủ đoạn. Hắn khẳng định là một cái cường đại thần văn sư.
một người, có thể sáng tạo Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới cùng huyết kiếp kết giới khủng bố như vậy thiên văn kết giới, một cái chấn thủ tông môn, một cái cố thủ tổ địa, tạo phúc hậu nhân, thủ hộ con cháu. Vạn năm trước nhân vật, thủ hộ vạn năm sau con cháu, loại này không thể tưởng tượng sự tình, chỉ có thần văn sư có thể làm được. Đúng vậy a, nghe nói Nam Thiên Tông, Nam Thiên Hộ Hải kết giới, càng xinh đẹp. Nó có thể trực tiếp để Nam Thiên đảo chui vào biển cả bên trong, đem phương viên một vạn dặm nước biển, toàn bộ hút vào đến trong kết giới, vô hạn khuếch trương đại kết giới phạm vi, thủ hộ Nam Thiên Tông. Mà lại, hộ biển kết giới còn có thể hấp thu biển cả chi lực, 10 phần tiết kiệm lực lượng. Phía Nam Thiên Tông thực lực trước mắt, đều đủ để đem Nam Thiên Hộ Hải kết giới vận chuyển tới đỉnh phong, hơn nữa còn có thể tiếp tục cực kỳ lâu. Lý Khinh Ngữ hâm mộ nói. Thần kỳ như vậy a. Lý Thiên Mệnh nghe được nhìn mà than thở, đối thần văn sư chi đạo, càng thêm hướng tới. Dù sao bên kia là biển cả, được trời ưu ái, mới có thể nhập ra tùy tục đi. Nghe nói, Nam Thiên Hộ Hải kết giới là đệ nhất tổ tiên cùng thê tử của hắn vi sinh dư âm cộng đồng khai sáng. Lý Khinh Ngữ nói. Lại là hắn, cái quái vật này. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Ca, đây chính là tổ tiên. Lý Khinh Ngữ trợn mắt nói. Nào có nói mình tổ tiên là quái vật đó a. Bất quá, trong nội tâm nàng cảm thấy, đúng là quái vật. Cái này tổ tiên không tử tế a, cho thê tử kết giới mạnh như vậy, tông môn của mình, còn phải để hậu bối đệ tử liều chết mới có uy lực. Lý Thiên Mệnh lắc đầu cười nói. Cái này cũng không thể nói như vậy, dù sao Vạn Sơn kết giới trọn vẹn trình độ uy lực, so Nam Thiên Hộ Hải kết giới mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là, chúng ta chung quanh không có cùng loại biển cả đặc thù điều kiện. Còn có chính là, Vạn Sơn kết giới là dựa theo vài ngàn năm trước, Đông Hoàng Tông thực lực làm tiêu chuẩn khai sáng. Thời điểm đó Đông Hoàng Tông, dễ như trở bàn tay đều có thể vận chuyển ra Vạn Sơn kết giới toàn bộ uy lực. Về phần hiện tại, nhiều lắm là phát huy 1/5, mà lại không nhất định có thể chống đỡ ở bao lâu đây. Lý Khinh Ngữ nói, Lý Thị Thánh tộc xuống dốc, quả thật làm cho Đông Hoàng Tông kém xa lúc trước. Bọn họ động tác ngược lại là rất nhanh. Lập tức liền đem Vạn Sơn kết giới vận chuyển lại, đoán chừng Nam Thiên đảo bên kia hộ biển kết giới cũng xuất hiện. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Tình huống khẩn cấp dưới, bất kỳ một cái nào tông môn, đều có thể làm đến trong nháy mắt chống lên thủ hộ thiên văn kết giới, nhưng sớm vận chuyển, lo trước khỏi họa. Ca, ngươi thấy không, Vạn Sơn kết giới phạm vi, chỉ bao hàm 33 thần phong, đem 99 ngọn núi thả ở bên ngoài. Lý Khinh Ngữ nhìn ra xa nói. Co vào phạm vi là đúng, dạng này có thể tăng cường phòng ngự. 99 ngọn núi ngoại môn đệ tử, đoán chừng toàn bộ rời vào đến 33 thần phong. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng, nhưng chỉ cần đối thủ vừa đến, 99 ngọn núi những cái kia mấy ngàn năm kiến trúc cùng vô số đời đệ tử lưu lại qua dấu vết, đoán chừng đều muốn bị hủy diệt sạch sẽ, chiến tranh về sau, còn nặng hơn xây 99 ngọn núi. Lý Khinh Ngữ tiếc hận nói. Đoán chừng đến lúc đó. Tùy duyên phong cũng sẽ bị triệt để hủy đi. Không sao, trọng kiến không khó, trọng yếu là sống sót. Lý Thiên Mệnh nói. Ừm. Dưới trời sao Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới, sáng chói chói lọi thiên địa, thời khắc này Đông Hoàng Tông bên trong, đoán chừng đã tại làm chiến đấu sau cùng động viên. Làm Đông Hoàng Tông thiếu tông chủ, giờ phút này lại chỉ có thể trốn ở chỗ này, Lý Thiên Mệnh đương nhiên không thoải mái. Hắn hỏi. Trong tông môn vẫn có thông hướng Trầm Uyên chiến trường động không đáy, nếu như đối phương theo Trầm Uyên chiến trường tiến công, nên làm như thế nào? Ca, Vạn Sơn kết giới xuyên qua động không đáy, Trầm Uyên chiến trường bên kia cũng là kết giới phạm vi, hai bên cùng một chỗ tạo thành một cái thiên văn kết giới hình cầu. Lý Khinh Ngữ nói, bên kia Vạn Sơn kết giới, cũng là như vậy màu phát sáng sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, đó cũng không phải, Trầm Uyên chiến trường bên kia Vạn Sơn kết giới. Nghe nói là màu nâu. Đó là Vạn Sơn kết giới chủ thể bộ phận, cầm giữ có một loại gọi là đế hoang long mạch, thổ thuộc tính linh tai, lực sát thương cùng bên này tất cả linh tai cùng nhau không sai biệt lắm. Lý Khinh Ngữ giải thích nói. Cái này là được rồi. Lý Thiên Mệnh mới vừa rồi còn lo lắng, đối phương theo Trầm Uyên chiến trường giết tiến Đông Hoàng Tông nội bộ đây. Quả nhiên tiền bối trí tuệ chu đáo, bằng không, quang chỉ có Viêm Hoàng Đại Lục Vạn Sơn kết giới, căn bản vô dụng. Địch nhân nhẹ nhõm hủy diệt bên kia Liệp Thú Cung, thông qua động không đáy tiến Đông Hoàng Tông nội bộ. Có điều, ta đoán chừng Trầm Uyên chiến trường bên kia áp lực, có thể sẽ lớn hơn một chút. Lý Khinh Ngữ nói.
Vì cái gì? Trầm Uyên chiến trường có rất nhiều hung thú không có có trí tuệ, nhưng nếu là bị một số thần vật hấp dẫn, thì sẽ hình thành thú triều. Chúng ta ở ngoài chỗ sáng, địch nhân ở trong tối chỗ, bọn họ khẳng định sẽ tại hung thú phía trên làm văn chương, dẫn hung thú tiến công vạn sơn kết giới. Này bằng với vô hình ở giữa, đối phương nhiều một chi không sợ chết quân đoàn. Lý Khinh Ngữ nói. Đã hiểu. Lý Thiên Mệnh híp mắt, xem ra lần này Đông Hoàng Tông, thật giữ nhiều lành ít. Vũ Văn Thái Cực lúc này thời điểm đi trưởng khống Đông Hoàng Kiếm, hắn đến cùng có thể hay không chống đỡ. Hiện tại thì nhìn, đến cùng là ba đại tông môn đều xuất hiện, vẫn là như Diệp Thiếu Khanh dự liệu như thế, chia binh hai đường, đánh nghi binh Đông Hoàng Tông, dẫn xuất Nam Thiên Tông. Trước đây tông lão nhóm đều phân tích qua, Lý Thiên Mệnh tại bên cạnh nghe được rất rõ ràng. Kế sách này rất đơn giản, ai cũng có thể đoán được. Nhưng mấu chốt là, Thánh Hoàng chơi thủ đoạn, ở chỗ từ từ công phá tâm lý phòng tuyến, để Nam Thiên Tông người, không ngừng ở vào tra tấn bên trong. Kế sách này ở chỗ, cho Đông Hoàng Tông bảo mệnh cùng tử chiến hy vọng. Để bọn hắn vì cầu sinh tồn dục huyết phấn chiến, không đến mức mất đi hy vọng, nhưng lại không thể không tiếp tục suy yếu, một chút xíu bị hai đại tông môn từng bước xâm chiếm. Cái này chậm rãi tử vong quá trình, khẳng định sẽ cầu cứu, Nam Thiên Tông đến cùng muốn hay không viện trợ, hoặc là lấy cái gì quy mô viện trợ, đều là nội tâm tra tấn. Nếu là đánh chết đều không viện trợ, như vậy Nam Thiên Tông cùng Đông Hoàng Tông từng người tự chiến, liên minh căn bản không có ý nghĩa. Thánh Thiên Phủ hết thảy có thời gian 10 năm, nhất thống Đông Hoàng cảnh cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Một khi Vi Sinh Thiên Lan thật không để ý Đông Hoàng Tông chết sống, đánh chết không ra, lấy hai đại tông môn gấp ba trở lên thực lực, nghiền ép Đông Hoàng Tông cũng đủ rồi. Thực sự không được, Thánh Thiên Phủ tới, thuận đường san bằng Đông Hoàng Tông cũng không phải việc khó gì. Nói cho cùng, Thánh Thiên Phủ vẫn là muốn thử một lần, như thế nào mới có thể để cho mình tổn thất nhỏ nhất tình huống dưới, cầm xuống Nam Thiên Tông. Đến mức Hắc Minh Tông cùng Vân Tiêu Kiếm Phái đang tấn công thời điểm tổn binh hao tướng, thậm chí có khả năng tổn thất so sánh lớn chuyện này, nói thật, Thánh Thiên Phủ thật quan tâm sao? Bọn họ nói không chừng, ước gì như vậy đi. Toàn bộ đều tàn phế, tự nhiên là hắn nhất gia độc đại. Có lẽ, đạo lý này ai cũng hiểu. Nhưng là, Hắc Minh Tông cùng Vân Tiêu Kiếm Phái, vẫn là không thể không làm Thánh Thiên Phủ bán mạng. Hắc Minh Tông đã bị đánh tan, rất nhiều nhược điểm đều cho Thánh Thiên Phủ khống chế, căn bản nghịch phản không được, mà Vân Tiêu Kiếm Phái càng chỉ có thể nghe theo chủ nhân phân phó. Đông Hoàng Tông, cũng không thể không vì gia viên mà tử chiến. Nam Thiên Tông, đồng dạng muốn tại trợ giúp cùng bảo mệnh ở giữa dãy giụa. Hiện tại cảnh vực chi chiến kết thúc. Thánh Thiên Phủ có nhiều thời gian, tọa sơn quan hổ đấu, tại cục thế biến hóa bên trong, tìm tới một cái, lấy cái giá thấp nhất, cầm xuống Đông Hoàng cảnh biện pháp. Dù sao, Thánh Hoàng, không muốn tổn thất một binh vừa đem. Thậm chí Hắc Minh Tông cùng Vân Tiêu Kiếm Phái, đến cùng có thể hay không cầm xuống Đông Hoàng Tông, hắn đều không quan tâm a. Ba đại tông môn cùng một chỗ tấn công mạnh san bằng Đông Hoàng Tông chỉ sợ không khó, nhưng là Thánh Thiên Phủ chưa hẳn sẽ không tổn binh hao tướng. Sau đó lại cùng một chỗ tấn công mạnh Nam Thiên Tông, đánh vỡ Nam Thiên Hộ Hải kết giới, vậy cũng có khả năng, nhưng, Thánh Thiên Phủ sợ rằng sẽ tổn thất lớn hơn. Vạn nhất rơi xuống cùng Hắc Minh Tông, Vân Tiêu Kiếm Phái một cái mức độ đâu. Nói thật, lần trước cùng Hắc Minh Tông giao chiến, Thánh Thiên Phủ đồng dạng có tổn thất, chỉ là không có Hắc Minh Tông như vậy nhìn thấy mà giật mình. Truyền thừa nhiều năm như vậy tông môn, nào có dễ dàng như vậy thì tan tác, muốn không phải Hắc Minh Tông to gan lớn mật, dám rời đi Thiên Văn kết giới cùng Thánh Thiên Phủ ngạnh kháng, mà chính là co đầu rút cổ lên, Thánh Thiên Phủ không có khả năng trưởng khống bọn họ. Biển cả phía trên Nam Thiên Đảo, so Hắc Minh Tông càng khó công phá. Thánh Thiên Phủ xác thực rất mạnh, chính diện đối quyết không người có thể so sánh, không có tiền bối tâm huyết, Nam Thiên Hộ Hải kết giới, Nam Thiên Tông căn bản ngăn không được. Nhưng, công chiếm tông môn chiến tranh, cùng song phương nhân mã chính diện đối quyết, cái kia là hai chuyện khác nhau. Đêm tối phía dưới, phóng nhãn Đông Hoàng Tông Tây Bắc phương hướng, tại đường chân trời cuối cùng, có thể nhìn đến có lít nha lít nhít cự thú, lao nhanh mà đến. Khoảng chừng 70-80 ngàn cộng sinh thú. Trong đó rất nhiều đều là thánh thú. Trên bầu trời bay, trong nước du, mặt đất chạy, không thiếu gì cả. Trong lúc nhất thời, khắp nơi oanh minh, sông dài vẩy ra, trời cao gào thét. Dọc theo đường phàm là có thành trì, thôn xóm, đều muốn bị trực tiếp san thành bình địa.
Đông Hoàng cảnh đều 700 tiểu quốc, vô số ngự thú sư, đều mơ ước thêm vào những thứ này siêu cấp tông môn. Nhưng một ngày này, tông môn đại chiến tiến đến, những nước nhỏ này tại loại cấp bậc này chiến tranh trước mặt, bất quá đều là con kiến hôi. Vận khí không tốt, đều muốn bị trực tiếp nghiền ép lên đi. May mắn, Đông Hoàng dãy núi chung quanh ngàn dặm phạm vi, không có tiểu quốc, lại không người khói, người bình thường muốn tìm tới Đông Hoàng Tông đều rất khó. Hô hô hô, cái này vô tận cộng sinh thú lấy phi cầm chiếm đa số, chạy như bay chân trời, lít nha lít nhít, giả thiên tế nhật, chỗ đến, trực tiếp cho mặt đất bao la, bỏ ra mảng lớn bóng mờ. Vô số chói tai cự thú tiếng gầm gừ, chấn thiên động địa. Vô số phàm nhân thương sinh, tại cái này kinh khủng động tĩnh phía dưới, trốn, run lẩy bẩy. Ba ngày sau đó, cái kia nguy nga Đông Hoàng dãy núi, đã xuất hiện ở cái này mấy vạn cự thú trước mắt. Giống. Trong lúc nhất thời, vô số cự thú, hướng về phía cái kia Đông Hoàng vạn sơn kết giới gào thét. Một khắc này, thiên địa đều phảng phất tại run rẩy. Đây là tới tự phương Bắc Vân Tiêu kiếm phái. Cái này cự thú trong đại quân. Bất luận cái gì một đầu cộng sinh thú bên cạnh, đều có một vị ngự thú sư, cơ bản tuổi tác 35 trở lên, đều là Vân Tiêu kiếm phái mây xanh vệ. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại đa số đều là trung niên bộ dạng, càng là tuổi trẻ, nói rõ thiên phú càng là xuất chúng, rất có thể là thánh chi cảnh giới tướng lãnh. Mà tại đám người phía trước nhất, cũng là Tư Không kiếm sinh cùng đến đây chinh chiến hơn 40 vị tông lão. Vân Tiêu kiếm phái, quả nhiên dốc toàn bộ lực lượng. Không biết Hắc Minh Tông những người kia, theo Trầm Uyên chiến trường phương hướng xuất phát, phải chăng chạy tới Đông Hoàng Tông. Tư Không kiếm sinh ánh mắt sắc bén, đứng tại vạn quân trước đó, nhìn về phía Đông Hoàng dãy núi vạn sơn kết giới, ánh mắt mãnh liệt. Bọn họ phải dùng một số côn trùng loại cộng sinh thú đi dẫn dụ, hấp dẫn thú triều, có thể sẽ chậm một chút, chúng ta đợi các loại tín hiệu của bọn hắn. Ngay tại Tư Không kiếm sinh bên cạnh, đứng đấy một vị công tử áo trắng. Ánh mắt của hắn lạnh nhạt, chẳng qua là khi hắn nhìn về phía Đông Hoàng Tông phương hướng thời điểm, nghiêm chỉnh có thể nhìn đến trên ánh mắt, vẫn tơ máu trải rộng. Thậm chí, hai con mắt, hoàn toàn do tơ máu tạo thành. Hắn là quân niệm thương. Hắn chẳng những tới, còn mang đến một bộ thủy tinh băng quan. Cái kia thủy tinh bên trong quan tài băng, đang nằm một vị rung động lòng người thiếu nữ, ăn mặc sạch sẽ, hai tay xếp tại bụng, an tĩnh nằm ở trong đó. Hắn nói qua, muốn đem nàng táng tại Đông Hoàng Thánh Sơn tối đỉnh phong, để Đông Hoàng Tông thây nằm 1 triệu, vì nàng chôn cùng. Đây là hắn đời này, lần thứ nhất lập hạ lời thề. Hôm nay, hắn tới nơi này, bắt đầu thực hiện lời thề giết hại hành trình. Tại quân niệm thương bên người, còn có một nam một nữ hai cái thanh niên. Hai vị này khí chất, khí độ, đều chính là thượng thừa người, vậy mà không thua bởi quân niệm thương. Hai người này, chính là một nam một nữ. Nam tử người mặc màu vàng nhạt toàn thân tỏa giáp, thân cao so quân niệm thương cao hơn một cái đầu, ánh mắt của hắn cực kỳ cẩn trọng, cái kia màu nâu nhãn cầu cực kỳ hiếm thấy. Làm hắn rơi trên mặt đất thời điểm, mặt đất đều chấn động một cái, có thể thấy người này thể trọng rất lớn. Nữ tử thì người mặc màu tím nhạt mỹ lệ váy dài, cao gầy rung động lòng người, trên mặt còn có mấy đạo tử sắc lôi đình đường vân. Ánh mắt của nàng cực kỳ hung hãn, trong nháy mắt, thì có lôi bạo thanh âm. Cái kia lông mi thật dài phía trên, quấn quanh lấy từng cái điện xà. Tổng thể tới nói, người này tướng mạo điều kiện vô cùng xinh đẹp, đủ để khuynh thành, thế nhưng loại sắc bén ánh mắt lại có chút khiến người ta không dám tới gần, thậm chí lòng sinh sợ hãi. Chỉ sợ là bởi vì, đây mới thực là huyết mạch cao quý đi. Lúc này thời điểm, nữ tử kia trông thấy cái kia Đông Hoàng Tông, yên lặng nói. Quân niệm thương. Không nghĩ tới các ngươi cái này Đông Hoàng cảnh thiên văn kết giới cũng không tệ lắm a, xem ra các ngươi muốn bắt lại cái này cái tông môn, còn phải phế chút khí lực. Tạm được, so với chúng ta Khôn Nguyên Tông thủ hộ kết giới kém mấy cái tầng thứ, ngươi xác định cái này cái tông môn đã từng làm trên vạn năm chấp trưởng giả. Nam tử lắc lắc đầu nói. Trước kia xác thực rất mạnh, hiện tại, còn kém diệt vong. Quân niệm thương nói. Thú vị. Không nghĩ tới lần này tìm ngươi về, thần đô, còn có thể gặp được dạng này trò vui. Chúng ta quyết định trước không đi. Hai người bọn họ liếc nhau, ngầm hiểu. Lớn như vậy tông môn, nếu như hủy diệt, luôn luôn có chỗ tốt. Tựa hồ là điều tra đến Vân Tiêu kiếm phái đại quân đến, trước mắt mọi người Đông Hoàng vạn sơn kết giới, biến đến càng thêm lập lòe. Mơ hồ có tiếng oanh minh, từ nội bộ truyền đến.
Bọn họ đã bắt đầu phóng thích, kết giới linh tai, thật sự là sợ chết. Đến từ Khôn Nguyên cảnh thanh niên khoanh tay, trong ngôn ngữ có chút xem thường. Nguyên Sấm, người Khôn Nguyên tông tại Khôn Nguyên cảnh, nhưng có cùng loại địch thủ. Quân Niệm Thương hỏi. Đương nhiên không có, đã sớm để cho chúng ta tiền bối càn quét sạch sẽ. Đã từng địch thủ, chỉ có chém tận giết tuyệt, mới không có khả năng lại ngoi đầu lên. Chúng ta nhất tộc, mới có thể vĩnh hằng chấp trưởng Khôn Nguyên cảnh, lại vô địch thủ. Nguyên Sấm nói. Nói như vậy, lúc trước Lý Thị Thánh tộc tuy nhiên xưng bá Đông Hoàng cảnh, nhưng lại cho phép những tông môn khác lưu truyền, quật khởi, cũng là một loại nhân từ. Quân Niệm Thương nói. Quân Sư Huynh, cái này không gọi nhân từ, gọi ngu xuẩn. Bằng không, bọn họ cũng sẽ không sắp hủy diệt. Cha ngươi là cái có bá lực người, hắn bước ra một bước này tuyệt đối chính xác. Một khi đem những thứ này hai tam lưu thế lực diệt trừ sạch sẽ, hội tụ toàn cảnh tư nguyên tại trong túi. Về sau vài vạn năm, đều không người có thể khiêu chiến Thánh Thiên Phủ chấp trưởng giả địa vị. Nguyên Sấm rất có kinh nghiệm nói. Hắn dạng này lúc nói, hoàn toàn không có quản Vân Tiêu Kiếm phái Tư Không Kiếm Sinh, còn ở nơi này đây. Bất quá, Tư Không Kiếm Sinh đem Vân Tiêu Kiếm phái xem như Thánh Thiên Phủ một bộ phận, cho nên nghe được loại này ngôn luận, hắn cũng không tức giận. Nguyên Sấm nói rất đúng, rất nhiều hoàn cảnh sau cùng đều đi hướng nhất thống con đường, hoàn toàn thuộc về hoàn cảnh chấp trưởng giả, thần đô bên kia đối với cái này cũng không có gì cái gọi là. Bên cạnh bọn họ cô gái tóc tím nói. Chăn chăn nói đúng, Quân Niệm Thương nói. Chăn chăn là kỳ lân cổ tộc hậu nhân, từ nhỏ ở thần đô lớn lên, loại chuyện này sau cùng quyền lên tiếng. Nguyên Sấm cười nói. Nhìn ra được, vị này thiếu nữ mới là thân phận cao nhất tồn tại. Quân Niệm Thương cùng Nguyên Sấm, đều đối nó so sánh khách khí. Quân Niệm Thương, lần này, buông tay buông chân đi báo thủ đi. Mây Chăn Chăn nói. Nàng nhìn thoáng qua bên trong quan tài băng nguyệt linh lang, nhịn không được lắc đầu, ánh mắt mang theo thương hại chi ý. Trước đó nghe quân sư huynh nói qua lang nhi, đang muốn đến gặp nàng một chút, lại không nghĩ phát sinh loại chuyện này. Nguyên Sấm cắn răng nói. Đó là cái khó có thể chịu đựng tiếc nuối. Quân Niệm Thương. Còn muốn chờ bao lâu, ta đã không kịp chờ đợi muốn xem kịch vui. Mây Chăn Chăn hỏi, nàng cái kia lôi quang lấp lóe hai mắt, tại chớp mắt thời điểm, đều có tiếng sấm gió truyền đến. Hai người này khí độ và khí chàng, hoàn toàn cùng Quân Niệm Thương một cái cấp độ, thậm chí tại huyết mạch phía trên, càng có cao quý cảm giác. Ba cái, không một bình thường bối. Nhất là tại thời cổ thần quốc đoán tạo qua, nhãn giới càng cao. Các loại Trầm Uyên chiến trường Hắc Minh Tông truyền tin vừa đến. Liền bắt đầu tiến công. Quân Niệm Thương nói. Hắn so với ai khác đều muốn không kịp chờ đợi, chỉ là tâm lý tại khắc chế. Dù là sát cơ ngập trời, còn muốn nghe theo an bài, chấp hành phụ thân bố trí chiến lược. Tư Không Kiếm Sinh cùng Tông Lão, Vân Tiêu Vệ đã sớm chuẩn bị hoàn tất. Bây giờ, vạn thú vẫn tại gầm nhẹ gào thét, tất cả Vân Tiêu Kiếm phái ngự thú sư, đều đã rút ra trường kiếm, chờ đợi lấy một cái tiến công tín hiệu. Mỗi một cái Vân Tiêu Vệ trong mắt, đã kiếm ý mãnh liệt, mỗi một đầu cổng sinh thú, đã sớm thú huyết sôi trào. Những cái kia móng vuốt đã sớm tại trên mặt đất, trên tảng đá, bắt lấy to lớn vết cào. Phóng tầm mắt nhìn tới, thiên quân vạn mã, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đông Hoàng Tông chung quanh đây, có rất nhiều thông hướng Trầm Uyên chiến trường động không đáy, đại khái tại nửa thiên thời điểm về sau, một người mặc áo đen Hắc Minh Tông Tông Lão, theo động không đáy trải qua đến. Đi vào Tư Không Kiếm Sinh trước mắt. Hắn nói thẳng, Tư Không Tông Chủ, Quân Công Tử, chúng ta Hắc Minh Tông đã điều động mấy ngàn hung thú triều, ước chừng tại nửa khắc đồng hồ về sau, thì sẽ bắt đầu trùng kích Vạn Sơn kết giới. Chư vị có thể tính toán thời gian, bắt đầu đánh ra. Rốt cuộc đã đợi được giờ khắc này. Tốt, Tư Không Kiếm Sinh nhẹ gật đầu, sau đó giơ trường kiếm lên. Trong lúc nhất thời quang mang vạn trượng, ánh mắt mọi người, hội tụ ở trên người hắn. Tất cả Vân Tiêu Vệ nghe lệnh, Thánh Hoàng lệnh chúng ta lần thứ nhất xuất kích, cho Đông Hoàng Tông một hạ mã uy, giết đến bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật. Hiện tại, Hắc Minh Tông các huynh đệ, dẫn động thú triều đại quân, sắp trùng kích Vạn Sơn kết giới. Chúng ta Vân Tiêu kiếm phái, càng không thể lãnh đạm, thậm chí, muốn so Hắc Minh Tông các bằng hữu làm được xuất sắc hơn, mới xứng đáng Thánh Hoàng tín nhiệm đối với chúng ta. Tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh. Theo ta cùng một chỗ, san bằng Đông Hoàng dãy núi, tru diệt Đông Hoàng Tông. Để cho chúng ta Vân Tiêu kiếm phái kiếm, giết sạch Đông Hoàng Tông chó.
khiến cái này không biết sống chết cẩu vật, tại chúng ta dưới chân, phủ phục run rẩy. Giết! Tư Không Kiếm Sinh hét lớn một tiếng, khống chế một cái phượng hoàng cự điểu, tay cầm trường kiếm, phóng lên tận trời. Làm là một môn tông chủ, hắn vậy mà xung phong đi đầu, tự mình xuất quân xuất chiến, kiếm chỉ Đông Hoàng Tông. Tại hắn cổ động cùng hiệu lệnh phía dưới, mấy vạn vân tiêu vệ, phát ra chấn thiên gào thét. Giết! Cái này mấy vạn thanh âm của người, trực tiếp phủ lên Tư Không Kiếm Sinh thanh âm. Ngay sau đó mấy vạn cộng sinh thú tiếng gầm gừ, lại phủ lên vân tiêu vệ thanh âm. Trong lúc nhất thời, khắp nơi lần nữa chấn động, liền mây trên trời sương mù, đều cho này một đám tinh anh quân đoàn nhường đường. Vân tiêu vệ tối thiểu đều là thiên ý cảnh giới trở lên, thả tại bất kỳ một cái nào tiểu quốc, đều tính toán là cường giả. Mỗi cái tối thiểu đều là Lý Viêm Phong mức độ. Cái này mấy vạn người tạo thành một cái quân đoàn xuất chiến, lại thêm bọn họ cộng sinh thú, lực sát thương có thể nghĩ. Ầm ầm. Đông Hoàng dãy núi thủy hệ phát đạt, đồi núi bên trong chảy xuống rất nhiều dòng sông, cho nên bầu trời, lục địa cùng dòng sông đều là chiến trường. Không hề nghi ngờ, mấy vạn vân tiêu vệ mang theo cộng sinh thú, từ trên trời, lục địa thậm chí là trên nước, cùng một chỗ phóng tới cái kia trói lọi Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới chẳng diện, tương đương hùng vĩ. Cái này lần đầu tiên trùng phong, Tư Không Kiếm Sinh thì không có chút nào giữ lại. Dù sao lần thứ nhất xuất thủ, khẳng định phải trấn trụ Đông Hoàng Tông, đem bọn hắn cho sợ mất mật, đến đón lấy lại một chút xíu từng bước xâm chiếm. Rốt cục, yên lặng vô số năm Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới, tại một ngày này, rốt cục xông vào địch nhân. Mấy vạn vân tiêu vệ cùng hắn ngự thú sư, tại Tư Không Kiếm Sinh dẫn dắt phía dưới, va vào cái kia thiên văn kết giới bên trong, thiên văn kết giới to lớn vô biên, tương đương với trực tiếp đem cái này hơn 100.000 đối thủ, trực tiếp cho nuốt vào. Đã từng 99 ngọn núi phạm vi, hiện tại cũng là Vạn Sơn kết giới phạm vi. Bất kỳ một cái nào vân tiêu vệ, đang xông tiến Vạn Sơn kết giới trong nháy mắt, trước mắt thế giới bỗng nhiên biến hóa. Nói thật, bọn họ tuy nhiên cũng không tính là tuổi trẻ, nhưng, Vạn Sơn kết giới loại cấp bậc này thiên văn kết giới, đại đa số đều là lần đầu tiên nhìn thấy, càng là lần đầu tiên tự thể nghiệm uy lực của nó. Bước vào Vạn Sơn trong kết giới, cái thứ nhất gặp phải đồ vật, cũng là mê vụ. Vô tận màu trắng mê vụ bao phủ, đập vào mặt, bao phủ chỉnh một cái Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới, cái này dẫn đến vân tiêu vệ nhóm ánh mắt bị ngăn trở. Ánh mắt bị ngăn trở, thì không nhìn thấy địch nhân, càng thêm không nhìn thấy, như thế nào mới có thể xuyên qua Vạn Sơn kết giới, giết tiến Đông Hoàng Tông nội địa. Lý Thiên Mệnh tại thông thiên lộ phía trên gặp phải xương máu kết giới, cũng là cái này xương trắng kết giới phiên bản thu nhỏ, bây giờ xương trắng mặc dù không có kịch độc, nhưng nhìn vô cùng vô tận. Thậm chí hô hấp nhiều, sẽ có bủn rùn, mỏi mệt cảm giác. Phóng thích cái này mê huyễn xương trắng kết giới, kỳ thật điệp ra tại Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới phía trên, thuộc về Vạn Sơn kết giới một bộ phận. Đương nhiên, chỉ là lớn nhất trụ cột nhất một bộ phận. Theo Vạn Sơn bên ngoài kết giới bộ bước vào vân tiêu vệ, cơ hồ mỗi người đều tao ngộ cái này mê huyễn xương trắng. Giết! Chỉ là mê huyễn xương trắng, đương nhiên ngăn không được bọn họ. Nhiều lắm là để bọn hắn đi nhầm phương hướng. Vân tiêu vệ lấy trường kiếm phá vỡ vân vụ, cộng sinh thú khắp nơi cực nhanh tiến tới, toàn bộ Vạn Sơn kết giới giờ phút này đều đang chấn động, oanh minh. Đông Hoàng vệ, lăn ra đến. Tại cái này một mảnh hỗn loạn thời điểm, vân tiêu vệ nhóm rất cảnh giác bảo vệ mình, từng bước phá vỡ vân vụ tiến lên, đồng thời lớn tiếng kêu gào. Trên thực tế, hiện tại xác thực có không ít Đông Hoàng vệ, đã bước vào Vạn Sơn kết giới. Đồng dạng đi tới trong sương mù trắng. Nhưng, tầm mắt của bọn hắn lại có thể xuyên thấu sương trắng, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Đó là bởi vì, thủ hộ kết giới chính là tổ tiên sáng tạo, tất cả thiên văn kết giới, kỳ thật đều có chung đặc điểm, cái kia chính là tuân theo nghiêm khắc quy tắc vận chuyển. Vạn Sơn trong kết giới tất cả lực sát thương, tuyệt sẽ không đối với mình người thi triển. Giống như huyết kiếp kết giới, tuyệt sẽ không công kích Lý Thiên Mệnh một dạng. Lý Thiên Mệnh có côn bằng thánh ấn phân biệt, mà Vạn Sơn kết giới, như thế nào phân biệt ai là Đông Hoàng Tông đệ tử, ai là Vân Tiêu Kiếm Phái đệ tử. Cái này dính đến, thủ hộ kết giới trong ngoài vấn đề. Lấy thủ hộ kết giới thiên văn thiết lập logic, phàm là theo phần ngoài xâm lấn hướng người tiến vào hoặc là thú, tại tiến đến trong nháy mắt, đều sẽ bị thủ hộ kết giới tiêu ký là địch nhân. Mà theo thủ hộ kết giới nội bộ bước vào chiến trường, thì sẽ bị tiêu ký là người mình. Thiên văn kết giới là phức tạp nhưng lại nghiêm ngặt tuân theo quy tắc thần kỳ tạo hóa,
một khi bị tiêu ký là người mình, liền không khả năng bị tự động công kích. Nhưng, nếu như lần thứ nhất thì tiêu ký là địch nhân, như vậy thì tính toán xuyên qua thủ hộ kết giới đi vào Đông Hoàng Tông nội địa, lại trở về hồi thiên văn kết giới, vẫn lại nhận thủ hộ kết giới tiến công. So như bây giờ, tất cả từ bên ngoài sông tới Vân Tiêu Vệ, trên thân đều có một cái màu sắc rực rỡ vòng tròn. Đây chính là bọn họ bước vào Vạn Sơn kết giới thời điểm, bị thủ hộ kết giới tỏa định tiêu chí, loại dấu hiệu này, chỉ có Đông Hoàng Tông nội bộ, trưởng khống Vạn Sơn kết giới người mới có thể trừ rơi. Kết giới tiêu ký, bản thân liền là thủ hộ kết giới uy lực một bộ phận. Bởi vì kết giới tiêu ký khác nhau, Vân Tiêu Vệ cùng Đông Hoàng Vệ Đô bước vào kết giới bên trong chiến trường, nhưng Vân Tiêu Vệ cùng hắn cộng sinh thú, trước mắt đều là mê huyễn xương trắng, mà Đông Hoàng Vệ trước mắt, một mảnh thư thái. Một khi đánh lên, Đông Hoàng Vệ khẳng định chiếm hết tiện nghi. Một cái thủ hộ kết giới, trừ kết giới tiêu ký bên ngoài, càng quan trọng hơn bộ phận là kết giới linh tai. Kết giới linh tai là đẳng cấp cao thiên văn kết giới, phần quan trọng nhất. Tiền bối sáng tạo thủ hộ kết giới thời điểm, đem bắt được mà đến linh tai, dung nhập vào trong kết giới, để kỳ thành vì thiên văn kết giới tối cường binh khí. Tự nhiên tồn tại linh tai, là vô chủ chi vật, hoàn toàn không có cách nào khống chế. Nhưng là, kết giới linh tai lại có thể tùy tiện thao túng, chỉ đâu đánh đó, thậm chí sẽ tự động tiến công bị kết giới tiêu ký mục tiêu. So như lúc này, ngay tại mê huyễn xương trắng tràn ngập toàn bộ chiến trường thời điểm, tiếp theo trong nháy mắt, kết giới linh tai đã sinh ra. Ầm ầm, rất nhiều mây tiêu vệ chính tại tiến lên thời điểm, trên bầu trời bỗng nhiên rơi xuống mưa rào tầm tã. Đó là màu trắng giọt mưa. Vô số giọt mưa bỗng nhiên hội tụ, ngưng tụ thành sông lớn, ầm vang rơi xuống. Cẩn thận, là bạch cốt hàn thủy. Đây là một loại nắm giữ màu đen thiên văn thủy linh tai, tên như ý nghĩa, âm hàn cùng cực, có thể đem người trực tiếp đông lạnh thành bạch cốt. Nếu là không có đầy đủ thú nguyên chèo chống, căn bản chịu không được loại này âm hàn chi khí. Bạch cốt hàn thủy chỉ là toàn bộ Vạn Sơn kết giới một bộ phận, tại một bên khác, còn có vô tận hắc nước hình thành dòng nước lũ, xông vào Vân Tiêu Vệ nhóm trong cơ thể, trong nháy mắt đem không ít người lật tung. Cái kia âm sát nước đen trực tiếp nhập thể, trực tiếp ăn mòn huyết nhục, rất nhiều mây tiêu vệ tại chỗ bị nuốt hết, bị cái này nước đen hóa thành cho tàn. Cẩn thận a, tránh mau tránh. Trong lúc nhất thời, vô số kêu thảm tại Vân Tiêu Vệ nhóm trong cơ thể phát ra tới. Lui lại. Nói thật, rất nhiều người giết phạt cả đời, nhưng là tông môn thủ hộ kết giới loại cấp bậc này thiên văn kết giới, trên cơ bản đều không biết đến. Mà lại, Vạn Sơn kết giới linh tai, tổng cộng có trên trăm loại nhiều. Chỉ có một số ít là đệ nhất tổ tiên dung hội tiến thủ hộ kết giới bên trong, đại đa số đều là vạn năm qua Lý Thị Thánh tộc các vị tổ tiên một chút xíu dung hội đi vào. Vạn năm tổ tiên đã từng vì Vạn Sơn kết giới làm mỗi một lần tăng cường, bây giờ đều tại tạo phúc hiện tại con cháu. Vạn Sơn trong kết giới, khắp nơi đều là không ngừng đánh xuống tử dơ cao lôi, hình thành biển lửa phần tâm liệt diễm. Mặt khác, còn có khắp nơi bao phủ, có thể trực tiếp đem Vân Tiêu Vệ kéo vỡ thành hai mảnh đao hà gió bão. Càng có một loại kim sắc vũ khí, tên là Kim Minh Sương Mù. Kim Minh Sương Mù vì vô số ấu tiểu kim sắc hạt nhỏ tạo thành, tựa như là nhỏ trùng một dạng, tại lấy tốc độ khủng khiếp tiến lên quá trình bên trong, có thể trực tiếp vào Vân Tiêu Vệ huyết nhục bên trong, đem xuyên thủng. Trong lúc nhất thời, Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới đã là địa ngục nhân gian, máu tươi vẩy ra. Chiến trường bên trong, trực tiếp loạn thành hỗn loạn. Đương nhiên, trước mắt bị kết giới linh tai tàn phá bừa bãi, cũng chỉ là một phần nhỏ Vân Tiêu Vệ. Vân Tiêu Vệ số lượng thực sự nhiều lắm, bọn họ theo mỗi cái phương hướng giết tiến đến, dù là có mê huyễn xương trắng cùng kết giới linh tai, chắc chắn sẽ có người bất chợt tới phá phòng ngự, giết tiến Vạn Sơn kết giới chỗ sâu. Mà ở chỗ này, Đông Hoàng Vệ đã đang chờ đợi bọn họ. Bọn họ căn bản không nhìn thấy mê vụ, tất cả kết giới linh tai tại gặp phải bọn họ thời điểm, tự động tránh lui, liền cao tốc phi nhanh Kim Minh Sương Mù hạt nhỏ, tại trước mặt bọn hắn đều thẳng tiếp nói lái. Đây cũng là tại chính mình trên chiến trường nghênh chiến chỗ tốt. Thứ sáu tông lão Triệu Chi Uyên người mặc cẩn trọng màu đen chiến giáp, đứng tại Đông Hoàng Vệ trước đó, hắn giờ phút này, đã ánh mắt huyết hồng. Hắn tại khai chiến tiền đề trước trở về Đông Hoàng Tông, nhưng không cùng bất luận kẻ nào nói Vũ Văn Thái Cực vị trí, mà chính là yên lặng cầm lấy binh khí, thêm vào chiến trường. Tất cả mọi người nghe, phàm là có Vân Tiêu Vệ xông tới, toàn bộ giết không tha. Phía sau của chúng ta, chính là Đông Hoàng Tông nội địa,
là 33 thần phong, là chúng ta tông môn vạn năm nơi truyền thừa. Rất nhiều đệ tử trẻ tuổi, người già trẻ em, bọn họ tại Vân Tiêu vệ trước mặt, chỉ có thể bị tàn sát. Cho nên, chúng ta tuyệt đối không thể chiến bại. Muốn bước vào chúng ta tông môn, liền muốn hỏi chúng ta binh khí trong tay có đáp ứng hay không. Vân Tiêu kiếm phái chó săn, chỉ xứng làm cho người ta xúc sinh, loại này đồ rác rưởi, chúng ta Đông Hoàng tranh tranh con người sắt đá, lại có sợ gì? Chúng ta có thể chết, nhưng là, trước khi chết, nhất định phải làm cho bọn này, mưu toan hủy diệt chúng ta vạn năm truyền thừa xúc sinh, kẻ hèn nhát, trả giá bằng máu. Chúng ta chết một người, muốn để bọn hắn chết 5 cái. Giết đi, giết sạch bọn họ. Hắn không chỉ là huy động, hắn là cái thứ nhất vọt thẳng tiến chiến trường tông lão. Nhưng, hắn cũng là cướp đi Đông Hoàng kiếm người. Người đều là phức tạp sinh vật, Triệu Chi Uyên sợ minh yểm hoa độc, đã từng kéo dài hơi tàn, nhưng hôm nay gia tộc và tông môn đều sinh tử tồn vong, vì cái này vạn năm cơ nghiệp, hắn lại cam nguyện bị chết oanh oanh liệt liệt. Có lẽ dạng này, có thể một chút làm dịu trong lòng áy náy đi. Dù sao hắn biết, Lý Thiên Mệnh cũng không chết, hắn đại khái có thể cao chạy xa bay. Theo Triệu Chi Uyên bắt đầu, Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới bên trong, chịu đủ kết giới linh tai tra tấn Vân Tiêu vệ, cùng thể sống chết thủ vệ gia viên Đông Hoàng vệ môn, vọt thẳng giết cùng một chỗ. Không có người nào là một mình tác chiến. Có kết giới linh tai cùng màu trắng mê vụ, tại phạm vi nhỏ bên trong, Đông Hoàng vệ số lượng còn muốn vượt qua Vân Tiêu vệ. Những cái kia vừa xông qua linh tai tàn phá bừa bãi Vân Tiêu vệ, ngược lại bị Đông Hoàng vệ vây giết. Phốc phốc. Trong lúc nhất thời, trường kiếm gãy nứt, thi thể hai nửa, còn có cái kia to lớn cộng sinh thú, bị xé nứt thành toái phiến, trong một chớp mắt, máu chảy thành sông. Ầm ầm. Trên bầu trời, vô số lôi đình bổ xuống, cái kia còn tại tử chiến Vân Tiêu vệ, trên ót bỗng nhiên chịu một tia chớp, trong nháy mắt bị tạc thành bụi phấn. Cũng có Đông Hoàng vệ hy sinh, nhưng ít ra trước mắt mà nói, số lượng thấp hơn nhiều phía trên đi tìm cái chết Vân Tiêu vệ. Tiến công xâm lược cùng thể sống chết thủ vệ gia viên, hai loại người tâm cảnh khác biệt, chỗ bộc phát ra lực sát thương cũng khác biệt. Thậm chí, còn có không ít Vân Tiêu vệ, đã bị sợ mất mật. Nói thật, vọt vào trong kết giới Đông Hoàng vệ chỉ có hơn 10.000, số lượng không đến đối phương 1/5. Nhưng là cái này hơn 1 vạn người, tăng thêm vạn sơn kết giới, vậy mà đứng vững Vân Tiêu kiếm phái đợt tấn công thứ nhất. Vô số máu tươi chảy xuôi, vô số toái thi rơi xuống, phong hỏa lôi đình nổ tung, vô tận dòng nước lũ bao phủ. Đông Hoàng Tông cũng không phải là chỉ có những thứ này Đông Hoàng vệ tại chiến đấu. Tại thủ hộ kết giới bên trong, chính là Đông Hoàng Tông 33 thần phong. 33 thần phong chính giữa, cũng là Đông Hoàng Thánh Sơn. Đứng tại Đông Hoàng trên Thánh Sơn, có thể nhìn đến bốn phía vạn sơn kết giới, dọc theo vô số màu sắc rực rỡ ánh sáng. Cái kia màu sắc rực rỡ ánh sáng trải rộng Đông Hoàng dãy núi khắp nơi, lít nha lít nhít, như là một chương màu sắc rực rỡ mạng lưới. Bởi vì cái này ánh sáng rực rỡ tuyến, bây giờ 33 thần phong, càng thêm chói lọi. Mỗi một tòa thần phong phía trên, đều nắm chắc trăm màu sắc rực rỡ ánh sáng từ dưới đất kéo dài đưa tới. Những thứ này ánh sáng rực rỡ tuyến, cuối cùng hội tụ tại Thánh Sơn phía trên. Lúc này, vô số Đông Hoàng Tông đệ tử, các cường giả, đứng tại cái này màu sắc rực rỡ ánh sáng bên cạnh, đem chính mình thú nguyên, quán thâu tại cái này màu sắc rực rỡ ánh sáng phía trên. Sau đó, lực lượng vô tận, theo cái này màu sắc rực rỡ ánh sáng, hội tụ tại Vạn Sơn trong kết giới. Loại này màu sắc rực rỡ sợi tơ, gọi là kết giới linh tuyến. Kết giới linh tuyến, cũng là thủ hộ kết giới vô cùng trọng yếu một bộ phận, đây chính là Vạn Sơn kết giới lực lượng nơi phát ra. Cho dù là yếu nhất đệ tử, giờ phút này đều có thể thông qua kết giới linh tuyến, cho thiên văn kết giới quán thâu lực lượng, tham dự vào thủ hộ tông môn trong chiến tranh. Có người nghỉ ngơi bổ sung thú nguyên, có người chính dốc hết toàn lực, trợ giúp các trưởng bối cùng một chỗ vận chuyển Vạn Sơn kết giới. Giờ khắc này, những người trẻ tuổi kia có lẽ hoảng sợ, có lẽ dãy giụa, nhưng sẽ có nhiều người hơn, tại cổ vũ bọn họ, cùng Vân Tiêu kiếm phái quyết nhất tử chiến. Lực lượng của bọn hắn, đốt sáng lên kết giới linh tuyến, hội tụ tại trên Thánh Sơn, lại từ Thánh Sơn tông lão, các trưởng lão, quán thâu tại Vạn Sơn trong kết giới. Trên Thánh Sơn, hết thảy có 99 cái kết giới hạch là thủ hộ kết giới hạch tâm, cũng là kết giới linh tuyến hạch tâm. 99 cái tông lão hoặc là trưởng lão, ở chỗ này hội tụ tất cả lực lượng, trưởng khống toàn bộ Vạn Sơn kết giới.
Vạn Sơn trong kết giới, ngoại trừ linh tai tự động công kích bên ngoài, phần lớn tiến công, kỳ thật đều từ kết giới hạch bên trong cường giả đến trưởng khống, dạng này càng hiệu suất cao hơn, uy lực cũng càng thêm to lớn. Kết giới hạch, khống chế màu trắng mê vụ hướng đi, khống chế kết giới linh tai phóng thích cùng tiến công, trưởng khống kết giới hết thảy. Cái này cần hao phí đại lượng thú nguyên, cho nên trên Thánh Sơn cường giả trên cơ bản làm hai tổ, một khi có người tinh bì lực tấn, lập tức liền có người chống đi tới, để cái trước đạt được tính dưỡng cơ hội. Không thể không nói, hiện tại Đông Hoàng Tông, là toàn tông môn đều tại chiến đấu. Có người trưởng khống Vạn Sơn kết giới, hao hết lực lượng, dựa vào kết giới chi lực, chu sát đối thủ. Có người bước vào kết giới chiến trường, cùng địch người sinh tử chém giết. Có người đem lực lượng hội tụ tại kết giới linh tuyến bên trong, cùng các trưởng bối cùng một chỗ, cống hiến lực lượng, chống cự ngoại địch. Không nói toàn bộ, chỉ ít đại đa số người, đã thấy chết không sờn. Thánh Hoàng suy đoán không tệ, nếu như ba đại tông môn cùng đi nghiền ép, Đông Hoàng Tông có thể sẽ cấp tốc tan tác, rất nhiều người càng biết tuyệt vọng, từ bỏ. Nhưng trước mắt chỉ có Vân Tiêu kiếm phái tiến công, vẫn là để bọn họ tạo không ít lòng tin. Chỉ ít liền ngoại môn đệ tử, đều dám can đảm chống cự. Đứng tại Thánh Sơn phía trên, ngóng nhìn toàn bộ kết giới chiến trường, có thể nhìn đến khắp nơi đều là chém giết. Tuy nhiên khai chiến thời gian rất ngắn, nhưng là, cái kia rất nhiều cộng sinh thú thi thể, đã để hai đại tông môn, đều cảm nhận được chiến tranh tàn khốc cùng đáng sợ. Nhưng, không có người có đường lui. Nhìn đến bên người bằng hữu huynh đệ chiến tử, Vân Tiêu kiếm phái người càng là giết đỏ cả mắt. Đến tại Đông Hoàng Vệ, phía sau của bọn hắn cũng là Đông Hoàng Tông người già trẻ em, bọn họ càng cũng không lui lại lựa chọn, duy chỉ có tử chiến. Vân Tiêu kiếm phái, Tây Bắc Tiểu Môn, dựa vào quỳ liếm thánh thiên phủ, mới lấy sinh tồn phát triển. Nhưng, làm quen thuộc chó săn, các ngươi căn bản cũng không có cường giả sống lưng. Chỉ bằng các ngươi một đám chó săn, cũng muốn hủy diệt ta Đông Hoàng Tông, nằm mơ. Các huynh đệ, để bọn hắn nhìn một chút, cái gì gọi là Đông Hoàng Vệ. Tư Không kiếm sinh, ngươi trốn ở cái nào quan chiến đâu, còn tại làm con rùa đen rút đầu sao? Đi ra, để lão tử chém chết ngươi. Tại cái này Vạn Sơn kết giới bên trong, càng thanh âm vang dội vẫn là cự thú gào thét nộ hống cùng rên rỉ. Ai nói, tiến công chỉ có chúng ta Vân Tiêu kiếm phái. Các ngươi chết chắc, Trầm Uyên chiến trường bên kia, Hắc Minh Tông đoán chừng muốn bắt đầu. Bọn họ còn có hung thú triều, ha ha, các ngươi Đông Hoàng Tông, xong đời. Đã từng huy hoàng vạn năm, đến bây giờ như là yếu gà, còn dám khinh thị chúng ta Vân Tiêu kiếm phái, tỉnh đi các ngươi. Sau ngày hôm nay, Đông Hoàng Tông, chỉ có thi thể. Không dùng bọn họ nói, tại chỗ các chiến sĩ đều hiểu, nơi này không phải duy nhất chiến trường. Trầm Uyên chiến trường bên kia, chỉ sợ muốn đứng vững mạnh hơn áp lực, đến từ Hắc Minh Tông tăng thêm hung thú triều. Thánh Sơn cao nhất trong Thánh Điện, chính là kết giới hạch nơi ở, đương nhiên. Là một nửa kết giới hạch, còn có một nửa kiến tạo tại Trầm Uyên chiến trường. 99 cái kết giới hạch, sắp hàng chỉnh tề. Tại chính vị trí trung tâm, Thứ Tư Tông lão thượng quan Tĩnh Thù ở chỗ này chống đỡ đại cục. Nàng xếp bằng ở kết giới hạch phía trên, vô số màu sắc rực rỡ kết giới linh tuyến hội tụ tại trong thân thể nàng, để cho nàng trở thành cả tòa Vạn Sơn kết giới một bộ phận. Chư vị thêm chút sức, đệ nhất tông lão bên kia chính tiếp nhận hung thú chiều công kích. Áp lực so với chúng ta bên này lớn, còn cần an bài một số người đi qua. Vâng, trên Thánh Sơn, tông lão cùng các trưởng lão từng cái nổi gân xanh, ánh mắt nóng rực. Tại sắp xếp của nàng phía dưới, hết thảy 10 cái trưởng lão cùng 30 điện khanh, đi trước trợ giúp Trầm Uyên chiến trường. Con mắt của nàng, có thể nhìn đến toàn bộ chiến trường, khi thấy Đông Hoàng Vệ thể sống chết chiến đấu, đổ máu ngã xuống thời điểm, nàng nhịn không được rơi lệ. Không thể thua. Ngàn vạn không thể thua a. Nàng và tất cả mọi người, cũng còn đang kiên trì. Nàng trong lòng vẫn là có hy vọng. Vũ Văn Thái Cực, xem ngươi rồi. Lấy đi Đông Hoàng kiếm đã mấy ngày. Hắn nên trở về đến, gánh vác lên Đông Hoàng tông chủ trách nhiệm a. Trầm Uyên chiến trường. Trên trời lôi đình dày đặc, ma nhật đương không, như là thần ma chi nhãn, lạnh lùng mà quỷ dị nhìn lấy thương sinh. Tại hoang vu Trầm Uyên trên chiến trường. Màu đen Đông Hoàng dãy núi sừng sững giữa thiên địa. Giờ này khắc này, lại có một cái cự đại bán cầu, đem Đông Hoàng dãy núi hạch tâm bộ phận hoàn toàn bao phủ. Đây là Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới Trầm Uyên chiến trường bộ phận. Cái này một bộ phận, không giống một bộ phận khác như vậy màu phát sáng,
Từ bên ngoài nhìn, chỉ có lít nha lít nhít màu nâu đường vân, lưu chuyển tại thiên văn kết giới phía trên. Mà hơi mở thiên văn kết giới bên trong, lúc này chính long trời lỡ đất. So sánh với viêm hoàng đại lục bộ phận đủ mọi màu sắc linh tai, trầm uyên chiến trường bộ phận vạn sơn kết giới, chỉ có một loại nhan sắc, cái kia chính là màu nâu. Đây là mặt đất bao la nhan sắc. Bây giờ có thể nhìn đến, tại kết giới kia trên chiến trường, chính phát sinh không thể tưởng tượng sự tình. Cái kia chính là, đông hoàng dãy núi 99 ngọn núi, vậy mà hóa thành 99 con nham thạch, bùn đất hỗn tạp thần long, tại kết giới phạm vi bên trong bôn tẩu, chạy như bay. Đây không phải là phổ thông nham thạch, bùn đất, xem ra cực kỳ đặc thù, rõ ràng nhất một chút, cái này 99 con thần long, có thể vọt thẳng tiến lòng đất, đem dày đặc mặt đất, trực tiếp nhấc lên đến cùng biển cả giống như. Sau đó kết giới chiến trường phạm vi bên trong khắp nơi, trực tiếp hóa thành biển cả, hình thành dao động từng trận, mà 99 con thần long, tại biển cả cùng trên bầu trời chạy như bay. Thân thể của bọn nó lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán, nhưng cũng có thể tại bất kỳ địa phương nào ngưng tụ. Trên thực tế, đây cũng không phải là bùn đất, mà là một loại thánh thiên văn cấp bậc thổ linh tai, tên là đế hoang long mạch. Đế hoang long mạch đản sinh tại địa mạch chỗ sâu, linh khí sung túc, lực sát thương to lớn, mà lại số lượng đông đảo, cho nên bị đệ nhất tổ tiên trực tiếp bắt được mà đến, làm vạn sơn kết giới trầm uyên chiến trường bộ phận chủ yếu kết giới linh tai. Mà giờ khắc này, 99 con đế hoang long mạch, phát ra chấn thiên gào thét, nhìn lấy nơi xa tối tăm trầm uyên chiến trường Thái Hòa vực, chờ đợi lấy địch nhân buông xuống. Lý Thiên Mệnh ban đầu ở Thái Hòa vực tìm kiếm thần nguyên thời điểm, đoán chừng tuyệt đối nghĩ không ra, cũng có ngày, Hắc Minh Tông đại quân, vậy mà lại theo cái phương hướng này tiến công Đông Hoàng Tông. Rầm rầm rầm, người còn chưa tới, nhưng khắp nơi đã tại run rẩy kịch liệt, vô số hung thú dữ tợn phẫn nộ gào thét, không ngừng truyền đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, Thái Hòa vực đã cuốn lên đầy trời cho bụi. Đầu tiên nhìn đến chính là vô số con mắt màu đỏ ngòm, loại này trong mắt màu đỏ ngòm, rõ ràng thuộc về hung thú. Đây là một lần hung thú triều, hướng thẳng đến Đông Hoàng Tông đánh tới chớp nhoáng, mấy ngàn con hung thú mang tới trùng kích lực chấn thiên động địa. Thủ vệ ở chỗ này Đông Hoàng vệ, nhìn đến như thế thú triều, rất nhiều người đều hít một hơi hơi lạnh. Phải biết, bọn hắn đối thủ không chỉ là hung thú triều, còn có hung thú triều phía sau Hắc Minh Tông, không sợ chết hung thú triều. Đối vạn sơn kết giới tới nói, nhưng thật ra là một cái phiền toái. Các loại hung thú chiều tới gần, Đông Hoàng vệ mới thấy rõ, hấp dẫn cái này mấy ngàn con hung thú, là một loại gọi là thiên hương hồ điệp cấp 2 thánh thú cộng sinh thú. Thiên hương hồ điệp, có thể sinh ra một loại kích thích hung thú, khiến cho biến đến 10 phần nóng nảy mùi thơm. Loại kia mùi thơm làm cho giống được hung thú phấn khởi, đem thiên hương hồ điệp xem như vợ, điên cuồng đuổi theo. Thiên hương hồ điệp hết thảy có mười mấy con, muốn là số lượng nhiều, thời gian đầy đủ, bọn họ dẫn tới hơn vạn hung thú đều không là vấn đề. Hung thú không có trí tuệ, hoàn toàn bị cái này thiên hương hồ điệp khống chế. Ngay một khắc này, mấy ngàn con hung thú cuốn lên đầy trời bụi đất, ầm vang vọt vào vạn sơn trong kết giới. Rầm rầm rầm. Một khắc này, toàn bộ vạn sơn kết giới đều đang run rẩy. Đám hung thú này có mạnh có yếu. Thậm chí có thánh ma thú tồn tại, thân hình như to bằng núi nhỏ, đập vào tiến đến. Huyết giác gấu, đi đêm minh sói, hỏa phần trùng, lôi nguyên điện chim chờ một chút, chủng loại ngàn vạn. Tại mấy ngàn hung thú về sau, mới là Hắc Minh Tông Hắc Minh Quân. Những thứ này đến từ Hắc Minh Động cộng sinh thú, đa số đều là kịch độc, hắc ám hệ cộng sinh thú, trong đó lấy côn trùng loại làm chủ, còn có thật nhiều xà giao các loại độc thú, đồng dạng chủng loại đa dạng, khiến người ta không kịp nhìn. Mà lại, những thứ này cộng sinh thú đa số đều đã phát triển đến đỉnh phong, đại bộ phận đều là bát giai cộng sinh thú, còn có bộ phận thánh thú tồn tại. Trong đó bắt mắt nhất thì là mẫu hoàng thất cộng sinh thú, như Hắc Minh Hoàng Trùng như thế, chỉ là một đầu cộng sinh thú, tự mang một cái quân đoàn. Rõ ràng, Trầm Uyên chiến trường bên này có mấy ngàn hung thú mở đường, đi tiếp nhận vạn sơn kết giới đợt thứ nhất công sát, đằng sau xông tới Hắc Minh quân áp lực khẳng định sẽ nhỏ rất nhiều. Lên đi! Minh Hoàng cùng Hắc Hậu, cũng không có cùng Tư Không Kiếm Sinh một dạng xông vào chiến trường, mà là tại sao phương chỉ huy. Lưu ở bên cạnh họ, còn có mấy vị cao tầng tông lão, hoặc là lớn tuổi, hoặc là thực lực cường. Trừ bọn họ mấy cái bên ngoài, còn lại hơn 10 vị tông lão trên cơ bản xung phong đi đầu, đã xuất lĩnh Hắc Minh quân vọt vào vạn sơn kết giới.
Vạn Sơn kết giới tựa như là một chương to lớn miệng, đem mấy ngàn hung thú, mấy vạn Hắc Minh quân cùng hắn cộng sinh thú, trực tiếp nuốt vào. Vạn thú cực nhanh tiến tới, tràng diện sao mà to lớn, chỉ là nhấc lên bụi đất, đều đầy đủ giả thiên tế nhật. Tư không kiếm sinh bên kia đã giết tiến vào. Đông Hoàng vệ số lượng đoán chừng cũng có chừng 50.000, bất quá, chia cắt thành hai cái chiến trường, mỗi cái chiến trường nhiều lắm là hơn 20.000 người. Nói thật, Đông Hoàng tông ngoại môn đệ tử, tương lai muốn trở thành Đông Hoàng vệ cũng không dễ dàng, đại đa số ngoại môn đệ tử tại tấn thăng vô vọng về sau, cuối cùng sẽ rời đi tông môn, tiến về các đại phân bố, khai chi tán diệp. 50.000 Đông Hoàng vệ, trên cơ bản đều là tinh nhuệ. Đương nhiên, 70.000 Hắc Minh quân, đồng dạng là đại quân tinh nhuệ. Hơn 20.000 người, tăng thêm số lượng cũng không nhiều thánh cảnh cường giả, không chống được quá lâu. Hôm nay những thứ này không sợ chết hung thú, đều đầy đủ bọn họ nhức đầu. Muốn không phải Thánh Hoàng để cho chúng ta từng bước xâm chiếm, nói thật, một ngày đều có thể công phá. Mấy người bọn hắn cao tầng tại hậu phương lớn bày mưu tính kế, trên cơ bản trong lòng hiểu rõ. Tại lấy Minh Hoàng, Hắc Hậu cầm đầu mấy người này trong ánh mắt, Vạn Sơn trong kết giới, 99 con đế hoang long mạch lúc này ở vô tận trong sương mù trắng vọt ra. Rầm rầm rầm. Cái kia mấy ngàn hung thú, còn không có vọt tới đế hoang long mạch trước mắt, trong đó đại đa số trực tiếp đâm vào đầm lầy một dạng trong lòng đất, bị lăn lộn bùn nhão hướng xuống bay tới. Trong lúc nhất thời, người ngã ngựa đổ. Cùng lúc đó, đế hoang long mạch vọt vào trong vũng bùn, bắt đầu điên cuồng trùng sát. Tại Trầm Uyên chiến trường Thánh Sơn phương hướng, lấy Hoàng Phủ Phong Vân cầm đầu, 99 cái thánh chi cảnh giới cường giả, trưởng khống cái này 99 con đế hoang long mạch. Như là bọn hắn chân thân buông xuống. Cái kia đế hoang long mạch chính là linh tai, căn bản không có sinh tử câu chuyện, trong khi vọt tới hung thú trước mắt thời điểm, trực tiếp hóa thành một trận bão táp, đem cuốn vào bùn nhão bên trong, một trận tàn phá bừa bãi. Lần nữa hướng lúc đi ra, cái kia hung thú đã hóa thành máu thịt vụn. Ầm ầm. Tại 99 con đế hoang long mạch trước mặt, hung thú không ngừng bị giết chết, chỉ có bộ phận thánh ma thú tương đối khó xử lý. Càng khó xử hơn ý chính là đằng sau 70.000 Hắc Minh quân. Bọn họ khống chế cộng sinh thú đánh tới, bởi vì có rất nhiều mẫu hoàng hệ cộng sinh thú tồn tại, dẫn đến Hắc Minh quân xem ra chỉ ít có mấy trăm ngàn thú loại. Nhất là trên trời, khắp nơi đều là phi trùng. Nếu không phải có màu trắng mê vụ, đoán chừng bọn họ rất nhanh liền có thể xông vào Đông Hoàng Tông nội địa. Giết! Hơn 10.000 Đông Hoàng vệ, lúc này thời điểm đứng ở đế hoang long mạch về sau. Đã trận địa sẵn sàng đón quân địch. Phàm là xông qua đế hoang long mạch cùng vô tận vũng bùn hung thú, ngự thú sư, bọn họ lập tức xông đi lên, chém tận giết tuyệt. Ngay từ đầu, hơn 1 vạn người còn có thể chống đỡ, dù sao tại đế hoang long mạch mạnh nhất thời điểm, khắp nơi như biển cả, quá nhiều ngự thú sư cùng đem cộng sinh thú bị cuốn vào trong đó. Nhưng, theo thời gian trôi qua, Hắc Minh tông người đồng dạng giết đỏ cả mắt. Tuy nhiên có mê vụ tồn tại, khắp nơi đều có vũng bùn, nhưng bọn hắn vẫn là có rất lớn một bộ phận người, vọt tới Đông Hoàng vệ trước mắt đến. Dù sao, bọn họ xác thực nhiều người. Chết! Phanh phanh phanh! Hai quân quyết đấu, trùng sát một khắc, liền đã máu tươi vẩy ra, đầu một nơi thân một nẻo. Nhất là cộng sinh thú ở giữa, trùng sát cùng một chỗ, thi triển các loại linh nguyên thần thông, phạm vi to lớn, dẫn đến chiến trường cực kỳ hỗn loạn. Bất luận kẻ nào! Chẳng những có thể chết vào đối thủ thần thông bên trong, thậm chí có khả năng bị chính mình người ngộ thương. Đây quả thật là không có cách nào tránh cho. Đây mới thật sự là tông môn chi chiến. Hắc Minh Tông, Thánh Thiên Phủ bất quá là để cho các ngươi làm bia đỡ đạn, hận không thể để cho các ngươi cùng chúng ta đồng quy vu tận, các ngươi vì sao như thế ngu xuẩn, vì bọn họ bán mạng. Lúc này thời điểm, ba chúng ta đại tông môn liên hợp, trước hết giết Vân Tiêu kiếm phái, sau đó hợp lực đối kháng Thánh Thiên Phủ. Còn có cơ hội sinh tồn. Nếu như các ngươi ngu xuẩn mất khôn, cuối cùng sẽ chỉ dẫn đến chúng ta Đông Hoàng Tông cùng các ngươi Hắc Minh Tông, vạn năm truyền thừa, toàn bộ đoạn tuyệt. Từ đó Đông Hoàng cảnh, chỉ có Thánh Thiên Phủ. Các ngươi ngàn vạn phải biết, một khi Đông Hoàng Tông cùng Nam Thiên Tông hủy diệt, Thánh Thiên Phủ căn bản cũng không cần các ngươi, thậm chí ngay cả Vân Tiêu kiếm phái đều không cần. Hoàng Phủ Phong Vân thanh âm, thông qua thiên văn kết giới, tại toàn bộ chiến trường trên vang vọng. Nếu như vậy, hiển nhiên Hắc Minh Tông đệ tử tâm lý đều rất rõ ràng, nhưng, bọn họ chỉ là do dự một chút, vẫn tiếp tục liều tử chiến đấu. Đối với cái này,
Minh Hoàng cười khổ lắc đầu, nói. Hiện tại mới nói loại lời này, đã quá muộn, bây giờ đã thân bất do kỷ, không chấp hành mệnh lệnh, bị chết càng nhanh. Đồ sát người Đông Hoàng Tông, chúng ta còn có kéo dài hơi tàn cơ hội. Theo sông vào Vạn Sơn kết giới một khắc này bắt đầu, liền đã nhất định không chết không thôi. Thánh Hoàng có lệnh, trước công phá Vạn Sơn kết giới Trầm Uyên chiến trường bộ phận, khống chế thông hướng Đông Hoàng Tông động không đáy. Nếu như vậy, bọn họ tương đương công hãm nửa cái Đông Hoàng Tông, tùy thời đều có thể theo động không đáy giết tới đối diện đi, cuối cùng hủy diệt Đông Hoàng Tông. Bất quá, lấy loại trạng thái này, để Đông Hoàng Tông nửa chết nửa sống, bước ra Nam Thiên Tông, mới là Thánh Hoàng dự định. Đến mức như thế nào bước ra Nam Thiên Tông, động dùng thủ đoạn gì, cái kia là về sau sự tình. Hiện tại nếu như có thể đánh vỡ, cái này Vạn Sơn kết giới Trầm Uyên chiến trường bộ phận, trưởng khống tiên cơ, chẳng khác nào thắng được hơn phân nửa. Về sau, bày mưu tính kế là đủ. Hắc Minh Tông thủ đoạn, xác thực so Vân Tiêu kiếm phái muốn khó chơi rất nhiều, nhất là bọn họ dùng hung thú đến hóa giải Vạn Sơn kết giới một kích mạnh nhất, chủ thể lực lượng bảo trì đến vô cùng hoàn chỉnh. Rất nhiều Hắc Minh quân đô chống được đế hoang long mạch tàn phá bừa bãi, vọt tới Đông Hoàng vệ trước mắt, triển khai sinh tử chém giết. Mà lại số lượng càng ngày càng nhiều. Hoàng Phủ Phong Vân vội vàng hướng một bên khác cầu viện, mang đến càng nhiều Đông Hoàng vệ, nhưng nhìn tình huống, vẫn rất khó chống đỡ đối phương kịch độc cộng sinh thú đại quân. Hiện tại kết giới chiến trường, khắp nơi đều là độc vụ, đối Đông Hoàng vệ tổn thương cũng rất lớn. Lâu dài đi xuống, Hắc Minh quân rất có thể xuyên thủng kết giới, vọt tới nội địa tới. Đến lúc đó, trong kết giới tông lão, các trưởng lão, sẽ rất khó chống đỡ thêm thủ hộ kết giới, nói không chừng còn muốn đích thân xuất chiến. Một khi bọn họ xuất chiến, thủ hộ kết giới không ai chèo chống, vậy thì đồng nghĩa với sụp đổ. Một khi sụp đổ, Hắc Minh quân càng thêm tiến quân thần tốc. Thăng bằng bị đánh phá, chênh lệch sẽ chỉ càng kéo càng lớn, hiện tại chỉ có hơn 20 cái tông lão đang chủ trì cục diện, mà Hắc Minh tông bên này, chỉ là tông lão đều có tiếp cận 50 người. Hoàng Phủ Phong Vân đỏ ngầu cả mắt. Chẳng lẽ, trời muốn diệt ta Đông Hoàng tông sao? Trong lòng bi ai, như là nước sông tràn lan. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía chiến trường chỗ xa nhất, vị trí kia, Minh Hoàng, Hắc Hậu cùng mấy cái tông lão, tại hậu phương lớn còn không có xuất chiến. Bọn họ nguyên một đám sắc mặt lạnh lùng, nhìn lấy Đông Hoàng Tông sụp đổ. Bỗng nhiên đúng vào lúc này, phía sau bọn họ vọt tới một đám người, có chừng 8 cái hai bên. Minh Hoàng bọn họ giật mình, lập tức quay đầu. Vũ Văn Phụng Thiên, Tô Vân Chỉ. Minh Hoàng híp mắt, hắn tự nhiên nhận biết những người cùng thế hệ này vật. Trước mắt Đông Hoàng Tông thứ hai, thứ ba tông lão. Hắn không nghĩ tới, những người này vậy mà tại bên ngoài kết giới. Minh Hoàng, Hắc Hậu, các ngươi chết chắc, Vũ Văn Phụng Thiên ánh mắt huyết hồng, sát khí ngập trời. Nói đùa cái gì, chỉ bằng ngươi, bại tướng dưới tay, Minh Hoàng cười lạnh. Có thể vừa nói xong, Vũ Văn Phụng Thiên tránh ra. Tại phía sau hắn, một người nam tử ngẩng đầu. Một khắc này, trên trời lôi đình oanh minh lập lòe. Cái kia người này hai mắt, một đen một trắng, lạnh như thượng thương. Mà trong tay của hắn, một thanh trầm trọng kim hắc đại kiếm, trú tại trên mặt đất, như là nguy nga giang sơn. Hắn nói, phạm ta Đông Hoàng người, chết không toàn thây. Đông Hoàng kiếm, Hắc Minh tông người, trong nháy mắt bị thanh kiếm này hấp dẫn. Vũ Văn Thái Cực, rất nhiều nóng rực ánh mắt, rơi vào cái kia nắm giữ đen trắng trong mắt nam tử trên thân. Bọn họ cũng đều biết, Vũ Văn Thái Cực là Đông Hoàng Tông tối cường giả. Tối cường giả, không tại Vạn Sơn kết giới bên trong, ngược lại tay cầm Đông Hoàng kiếm xuất hiện tại Hắc Minh quân hậu phương lớn, đây là vì cái gì? Không cho phép Minh Hoàng, Hắc Hậu bọn họ suy nghĩ, bởi vì giờ khắc này, Vũ Văn Thái Cực hai tay nắm ở Đông Hoàng kiếm, cái kia lạnh lùng như tử thần giống như ánh mắt, đâm vào Hắc Minh tông lòng của mọi người phía trên. Giết! Một tiếng âm lạnh thấu xương thanh âm. Theo Vũ Văn Thái Cực trong miệng đi ra. Tại hắn hiệu lệnh phía dưới, Đông Hoàng Tông mặt khác 7 cái tông lão, không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Khai chiến. Tô Vân Chỉ, Vũ Văn Phụng Thiên, Tô Cửu Đạo, Tô Trấn, Tần Vu Liệt, Công Tôn Thắng Kỷ, Trần Nam Thiên. Bọn họ 7 vị bên người, đồng thời xuất hiện 7 con thành thục trạng thái thánh thú cộng sinh thú, từng cái hình thể to lớn, thú uy hung hãn, gào thét ở giữa, vạn thú thần phục. Vũ Văn Phụng Thiên dưới trướng cái kia màu đen cự thú, dữ tợn xấu xí, thân thể tráng kiện, tên là, Lay Trời Thao Thiết.
Tô Vân chỉ bên người, lại có một đầu to lớn hỏa diễm xà. Ngọn lửa này thân rắn phía trên, có lít nha lít nhít hàng vạn con mắt màu đỏ ngòm, quỷ dị âm u, chỉ nhìn một chút, đều có thể khiến người ta trời đất quay cuồng. Đây là cấp 5 thánh thú vạn nhãn đằng xà. Tô gia toàn bộ đều là đằng xà, chỉ là đủ loại kiểu dáng, còn lại 3 vị tông lão, có khắp thiên hỏa diễm châu chấu, có chửa phía trên lóng lánh tinh hà tuấn mã, còn có phong lôi quấn quanh mặt quỷ viên hầu. Nhưng đám thánh thú này cộng sinh thú, cũng không bằng Vũ Văn Thái Cực âm ma thao thiết, dương ma thao thiết làm đến đáng sợ. Làm Vũ Văn Thái Cực tay cầm Đông Hoàng kiếm, khóa chặt một mục tiêu giết tới thời điểm, đen trắng hai đầu thao thiết nương theo bên người, tiến lên thời khắc, khắp nơi run rẩy. Hắc Minh Tông bên này, mắt thấy đối phương trực tiếp động thủ, bọn họ cũng nghiêm túc, mỗi người cùng cộng sinh thú đi ra chiến. Rầm rầm rầm. Song phương nhân mã tại cái này hậu phương lớn va chạm vào nhau. Các loại linh nguyên thần thông đã bạo phát, quả thực người ngã ngựa đổ. Thánh Hoàng lĩnh hội Đông Hoàng kiếm cả đời, nghe nói cũng chỉ có thể phát huy ra 3 phần uy lực. Vũ Văn Thái Cực đạt được Đông Hoàng kiếm thời gian quá ngắn, cần phải không có tác dụng gì. Mọi người trước chống đỡ, để Vạn Sơn kết giới bên trong tông lão trở về 10 cái, cùng một chỗ bắt sống Vũ Văn Thái Cực. Tại Minh Hoàng An bài phía dưới, có một cái Hắc Minh Tông tông lão đào thoát ra ngoài. Xông vào Vạn Sơn kết giới bên trong viện binh đi. Bọn họ người đông thế mạnh, tại Vạn Sơn kết giới bên ngoài, chỉ cần gấp 2 nhân số, vững vàng cũng có thể làm cho Vũ Văn Thái Cực đám người tan tác. Một khi đem bọn hắn biến thành tù binh, vậy coi như kiếm lợi lớn. Tại cuộc hỗn chiến này bên trong, Hắc Minh Tông mấy vị này tông lão đều có người đặc biệt nhằm vào. Vũ Văn Phụng Thiên cùng Tô Vân chỉ 2 người, càng là cùng lay trời thao thiết, vạn nhãn đằng xà cùng một chỗ, vây công Minh Hoàng. Hai người bọn họ không giống Hoàng Phủ Phong Vân như vậy tuổi già, cùng Minh Hoàng cùng thế hệ, chính là đỉnh phong thời điểm, hai người nhiều năm giao tình, vây giết, trực tiếp làm cho Minh Hoàng lui lại vài trăm mét, hoàn toàn không quản được phía trên những người khác. Mà vào lúc này, Vũ Văn Thái Cực giết tới Hắc Hậu trước mắt. Theo Vạn Sơn kết giới phương hướng, chỉ cần tại chỗ cao, kỳ thật có thể nhìn đến bên này giao chiến. Nhất là kết giới hạch bên trong 99 người. Đều thấy được Vũ Văn Thái Cực cùng Đông Hoàng Kiếm. Làm Hoàng Phủ Phong Vân nhìn đến Vũ Văn Thái Cực đã cùng Hắc Minh Tông Tông Chủ, Hắc Hậu, giết cùng một chỗ thời điểm, đều có một loại lão hoài trấn an tâm cảm giác. Vũ Văn Thái Cực mặc dù là hậu bối, nhưng là, lấy tu vi của hắn tăng thêm Đông Hoàng Kiếm, nói không chừng có thể đánh bại Hắc Hậu. Phải biết, Vũ Văn Thái Cực cùng Hắc Hậu, đã là Đông Hoàng Tông, Hắc Minh Tông tối cường giả. Hắc Hậu thủ đoạn. Không có chút nào so Minh Hoàng kém. Nàng cộng sinh thú vô cùng dữ tợn, đó là một đầu, ngũ độc đế hoàng Ngô Công, thân thể rất dài, chừng vạn chân, khoác trên người lấy cẩn trọng áo giáp phía trên mọc đầy đến hàng vạn mà tính gai nhọn. Những thứ này gai nhọn lóng lánh 5 loại màu sắc quang hoa, phía trên đắp đầy độc dịch. Đây là 5 loại đỉnh phong kịch độc, cho dù là thánh thú, thánh ma thú, nhiễm cái này 5 loại độc tố, xuống chàng đoán chừng cũng sẽ không tốt. Cấp 5 thánh thú chi độc, chỉ ít mỗi một loại, đều muốn so độc ma huyết chảo huyết ma độc còn đáng sợ hơn. Dạng này ngũ độc đế hoàng Ngô Công, quấn quanh ở cái kia Hắc Hậu thướt tha thân thể bên cạnh, cái kia to lớn lại dày đặc trên ánh mắt viết đầy vô tình cùng dữ tợn. Chỉ là tiểu bối, danh xưng Đông Hoàng Tông đệ nhất, thì dám đơn độc tới đối phó ta. Cầm tới Đông Hoàng kiếm, lại có thể để ngươi như thế nào? Hắc Hậu âm lãnh yêu kiều cười, ánh mắt lạnh lẽo, giấu đầy mù mịt. Chỉ là ở tại lúc nói chuyện, Vũ Văn Thái Cực đã xuất hiện tại hắn trước mắt. Một khắc này, Đông Hoàng kiếm tại hắn tay bên trong, bộc phát ra vạn trượng thần quang. Từ đầu đến cuối, Vũ Văn Thái Cực đều không nói gì. Nhưng là, làm hắn cùng cộng sinh thú công kích, cùng một chỗ bạo phát trong nháy mắt, tuyệt đối chấn thiên hám địa. Trong đó dương ma thao thiết, thi triển thần thông mặt trời vòng xoáy, hắn hóa thành nóng rực bạch quang, tạo thành một cái trạng thái dịch vòng xoáy. Giữa thiên địa quét ngang ra ngoài. Mà cái kia âm ma thao thiết, thi triển thần thông chính là quá âm vòng xoáy, thân thể khổng lồ kia, trong nháy mắt thân hóa dòng lũ đen ngòm, dòng nước lũ hội tụ, tạo thành một cái lạnh khí trùng thiên vòng xoáy màu đen. Cái này một đen một trắng hai lớn nước xoáy, lại vào lúc này ầm vang đụng thẳng vào nhau. Không như trong tưởng tượng nổ tung, mà chính là lẫn nhau dung hội, đầu đuôi tương liên, trong nháy mắt thành hai đầu đầu đuôi tương liên âm dương ngư. Đen như vậy trắng vòng xoáy, trong nháy mắt buông xuống tại đối thủ trên đỉnh đầu. Làm cái này đen trắng vòng xoáy cao tốc xoay tròn thời khắc,
một cỗ kinh khủng trấn áp lực lượng, đến từ thương thiên buông xuống. Rầm rầm rầm. Ngũ độc đế hoàng Ngô Công vừa bò lúc đi ra, đen trắng vòng xoáy đã trấn áp mà đến, liên đới lấy ngự thú sư, đều như là bị trận pháp bao phủ. Nhưng, càng đáng sợ uy hiếp đến từ Vũ Văn Thái Cực. Một khắc này đông hoàng kiếm sáng lạn vô cùng, một kiếm ra, quang mang lóng lánh trầm uyên chiến trường, để cái này mở tối thiên địa, trực tiếp hóa thành ban ngày. Cái kia ngũ độc đế hoàng Ngô Công, đều tại cái này giữa bạch quang thiêu đốt. Đông hoàng kiếm cẩn trọng mà rộng lớn, vừa vặn có thể xem như chiến đao đến sử dụng. Một đao kia, tên là âm dương đao ngục. Chết! Vũ Văn Thái Cực hung quang chợt hiện, ở tại trưởng khống phía dưới, đông hoàng kiếm bộc phát ra khủng bố thần uy đến, một kiếm giết ra, vô tận đao cương trùng sát mà ra, số lượng ngàn vạn, trực tiếp hình thành đao cương địa ngục. Ầm ầm. Thì trong chớp nhoáng này, rung động hắc hậu, liền đã để đông hoàng kiếm uy lực cùng hai đầu thao thiết thánh thú âm dương vòng xoáy chìm ngập. Hắc hậu đương nhiên là có động thủ, chỉ là sự chống cự của nàng tại Vũ Văn Thái Cực cùng đông hoàng kiếm trước mặt, vậy mà lộ ra yếu đuối. Có thể là đánh giá thấp Vũ Văn Thái Cực cường đại, dẫn đến lần này giao phong nàng trực tiếp bị áp chế. Chẳng những là nàng, bao quát cái kia ngũ độc đế hoàng Ngô Công ở bên trong, cho dù là cương gân thiết cốt, đều bị đao cương phong bạo, xé rách ra vô tận vết thương. Làm! Đông hoàng kiếm kiếm phong, phá vỡ ngũ độc đế hoàng Ngô Công năm loại kịch độc dòng nước lũ, đem này thần thông xé rách thành hai nửa. Đen trắng vòng xoáy chính nghiền ép tại cái này rết khổng lồ trên đỉnh đầu, bây giờ phút chốc biến hóa, hai đầu cự thú nhào vào hắn trên thân, trực tiếp đem cái này con rết cho lật lên. Phanh phanh phanh! Mặt đất rung chuyển, đồi núi sụp đổ. Ngươi! Hắc hậu bị áp chế đến trợn mắt hốc mồm. Nàng cơ hồ còn không có cơ hội thở dốc, lần nữa bị đông hoàng kiếm phong mang chìm ngập. A, à, tại cái kia nhanh đến cực hạn giao phong bên trong, dù là hắn cộng sinh thú thần thông, ngũ độc thiên vân, đã bao phủ ra, nhưng vẫn ngăn không được hiện tại Vũ Văn Thái Cực. Nói một cách khác, coi như không có đông hoàng kiếm, Vũ Văn Thái Cực cũng là cùng hắn tương đương thực lực. Hiện tại đông hoàng kiếm bạo phát, liên tục áp chế. Hắc hậu cơ hội thở dốc đều không có, trực tiếp bị Vũ Văn Thái Cực trong nháy mắt đánh sụp đổ. Hắn chỉ ít đem đông hoàng kiếm phát huy ra hai thành uy lực. Hắc hậu nghe nói, ngoại trừ Lý thị thánh tộc bên ngoài, cho tới bây giờ đều không người đem đông hoàng kiếm uy lực, khai quật ra ba phần trở lên. Bất quá, Lý Thiên Mệnh cùng đông hoàng kiếm ở giữa sinh ra đặc thù liên lụy, thậm chí có thể tại thể nội sinh ra một cái kim hắc sắc lực lượng vòng xoáy sự tình, tạm thời còn không người biết. Đông hoàng kiếm nghe nói là thượng thần đoán tạo, một đám bình thường miệng người bên trong, cái gọi là phát huy mấy thành thực lực, căn bản cũng không tính là chính thức trưởng khống, nhiều lắm là đều tính toán sử dụng chút gia lông. Truyền thuyết đông hoàng kiếm, thái nhất tháp bên trong có dấu nối thẳng thượng thần con đường bí mật. Lý Thiên Mệnh đã là lớn nhất tới gần nơi này hai đại thần vật người, nhưng liền xem như hắn, đối hai thứ này thần vật thăm dò, bất quá là vừa mới bắt đầu. Lúc trước cổ chi thánh cảnh đệ nhất tổ tiên tay cầm đông hoàng kiếm, thái nhất tháp, tại thời cổ thần quốc lập xuống uy danh hiển hách, có thể thấy được lốm đốm. Lý Thiên Mệnh có thể cùng đông hoàng kiếm huyết mạch cộng minh, đoán chừng đệ nhất tổ tiên về sau, liền không có người làm tiếp đến qua. Lúc này, hắc hậu còn tại rung động thời điểm, tiếp theo trong nháy mắt, cái kia đông hoàng kiếm đâm xuyên mà đến. Một kiếm thần uy, hắc hậu ngăn trở trong nháy mắt. Cái kia thô bạo lực lượng trong nháy mắt xé rách trong tay nàng lưới đen binh khí. Phốc phốc, cái kia kinh khủng kiếm phong, trong nháy mắt xuyên thủng hắc hậu thân thể. Trong một chớp mắt, máu tươi lao vút. Ách, hắc hậu trừng to mắt, một kiếm này cũng không có đâm xuyên muốn hại, nhưng lại để cho nàng lập tức trọng thương, kém một chút cũng là vết thương chí mạng. Vũ Văn Thái Cực, nàng hai mắt đẫm máu và nước mắt lui về sau, còn chưa làm ra bước kế tiếp. Cái kia Vũ Văn Thái Cực coi như đầu chặt chém mà đến. Làm. Mắt thấy đông hoàng kiếm sắp đem chém thành hai khúc, Vũ Văn Thái Cực kiếm thế chuyển một cái, thân kiếm quét ngang, đập vào hắc hậu trên đầu. 3. Hắc sau đầu máu tươi chảy ngang, ánh mắt đều bị mơ hồ, nhưng là chỉ ít, nàng còn chưa chết. Ta muốn giết ngươi. Làm bị thương loại trình độ này, nàng còn giữ tợn chửi rủa, đáng tiếc Vũ Văn Thái Cực không phải trẻ tâm nhân hậu thế hệ. Nàng vừa giơ hai tay lên, đối phương đông hoàng kiếm lần nữa chặt chém mà đến. Phốc phốc, hắc hậu một đôi tay, toàn bộ rơi trên mặt đất. A, à, bụng trúng một kiếm, đầu bị vỗ một cái, lại thêm một đôi cánh tay hết rồi. Thương thế này, cách cái chết đều không khác mấy. Còn gọi gọi sao?
Tiếp theo trong nháy mắt, Vũ Văn Thái Cực một chân giẫm tại đầu của nàng phía trên, đem đặt ở trong đất bùn, sau đó lấy Đông Hoàng kiếm kiếm phong, đè vào Hắc Hậu trên lưng. Hắn đem cái này Hắc Minh Tông tông chủ một trong, gắt gao áp tại trên mặt đất. Hắc Hậu thống khổ kêu thảm, tại trên mặt đất lăn lộn, nhưng là đầu bị giẫm lên, phần lưng đỉnh lấy Đông Hoàng kiếm, nàng làm sao có thể động đậy. Ai có thể đoán trước, Hắc Hậu bị Vũ Văn Thái Cực đánh tan, mà lại xuống chàng thê thảm như thế. Bụng cùng trên đầu thương thế không tính là gì, nhưng là mất đi hai tay, như là không thể kịp thời nối liền, hắn chiến đấu lực chí ít hạ xuống ngũ thành. Thậm chí, bây giờ bị Vũ Văn Thái Cực trưởng khống sinh tử, vậy thì không phải là chiến đấu lực giảm xuống vấn đề. Tại cái này bao la hùng vĩ trên chiến trường, Vũ Văn Thái Cực chân đạp Hắc Hậu, cái kia màu trắng đen lạnh lùng ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Đều ngừng tay cho ta, nếu không, ta liền đem người này, chém thành muôn mảnh. Một tiếng này âm thanh vang dội, bao phủ toàn bộ chiến trường. Vạn Sơn kết giới bên kia khả năng còn nghe không rõ ràng, nhưng là chiến trường này hậu phương lớn, còn tại kịch chiến các cường giả, trong nháy mắt nhìn lại. Bao quát Minh Hoàng ở bên trong, trước tiên, liền thấy để bọn hắn hít một hơi lãnh khí một màn. Tròn mắt tận nứt, kém chút khí tuyệt. Vũ Văn Thái Cực, buông nàng ra. Minh Hoàng vội vàng lui ra khỏi chiến trường, lại để còn lại tông lão tạm dừng động thủ, bao quát ngũ độc đế Hoàng Ngô Công, lúc này thời điểm cũng chỉ có thể dừng tay, táo bạo nhìn lấy Vũ Văn Thái Cực. Minh Hoàng, ngây thơ, Vũ Văn Thái Cực toát ra một tia lãnh đạm lại khinh miệt nụ cười. Hắn bắt lấy Hắc Hậu tóc, đem nhấc lên, Đông Hoàng kiếm đặt ở trên cổ của nàng. Sau đó, nói, cho ngươi 10 hơi thời gian, lập tức lui binh, rút khỏi Đông Hoàng Tông 300 dặm. Nếu không, ta bảo ngươi khai chiến ngày đầu tiên, thì mang thê tử ngươi thi thể trở về. Hắn nói mỗi một chữ, đều giống như một thanh kiếm, đâm vào Minh Hoàng trên thân. Tự cổ chiến trường, yếu thế một phương, đều có bắt giặc phải bắt vua trước tiền lệ. Hắc Minh Tông hai vị tông chủ, cũng là nhiều năm phu thê, Hắc Hậu bị đánh thành dạng này, đau đến sắc mặt trắng bệch, cái này khiến Minh Hoàng làm sao không nghe lời. Những thứ này Hắc Minh Tông người, đều đờ đẫn nhìn lấy Vũ Văn Thái Cực. Liên Minh Hoàng chính mình cũng vạn vạn không nghĩ đến, cái này một tên tiểu bối, có thể tại trong thời gian ngắn, đem Hắc Hậu đánh tan đến loại trình độ này. Đối rất nhiều Đông Hoàng vệ tới nói, Vạn Sơn kết giới là trong suốt, trong đó chỉ ít có non nửa người, đều nhìn thấy màn này. Mặc kệ Vũ Văn Thái Cực trước kia làm qua cái gì, giờ khắc này, chỉ ít Trầm Uyên chiến trường bên này Đông Hoàng Tông đệ tử, toàn bộ vì đó gieo hò, nóng rực gào thét. Vũ Văn Thái Cực danh tiếng, trong nháy mắt vang vọng Trầm Uyên chiến trường. Liên Hoàng Phủ Phong Vân bọn họ, đều nhìn đến rơi nước mắt. Hắn quả nhiên không để cho Tĩnh Thù thất vọng. 3 ngày thời gian, liền có thể sơ bộ sử dụng Đông Hoàng kiếm, trở về ngày, liền đánh tan Hắc Minh Tông chủ. Vũ Văn Thái Cực. Trong một chớp mắt, gieo hò nổi lên bốn phía. Hắc Minh Tông Hắc Minh Quân, còn bị vây ở trong sương mù, đại đa số cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bọn họ căn bản không biết, bây giờ Vũ Văn Thái Cực, dựa vào một trận chiến này, bước lên kỳ nhân sinh đỉnh phong. Hắn chưa từng có, để nhiều người như vậy cam tâm tình nguyện gieo hò. Trở về trận chiến đầu tiên, thì tù binh một cái Hắc Minh Tông chủ, chiếm trước như thế tiên cơ, Hoàng Phủ Phong Vân nghĩ cũng không dám nghĩ, bởi vậy có thể thấy được, lúc này thời điểm bọn họ, trong lòng đến cùng đến cỡ nào rung động. Nắm chặt thời gian, nếu không nàng phải chết. Hắc Minh Tông, Thánh Thiên Phủ ép buộc các ngươi làm bia đỡ đạn, các ngươi làm gì liều mạng, đi một cái lướt qua được. Chờ ta đổ sát Vân Tiêu kiếm phái thời điểm, các ngươi bảo tồn thực lực, quang minh chính đại rút lui, có gì không thể. Vũ Văn Thái Cực dùng Đông Hoàng kiếm, giơ lên Hắc Hậu cái cằm. Nói cho ngươi phu quân, phải nên làm như thế nào? Hắc Hậu sắc mặt nhăn nhó, nhìn hằm hằm Minh Hoàng, nói. Còn không mau lui binh, muốn giết ta sao? Không thể lui a, lập tức liền có thể công hãm Vạn Sơn kết giới. Trong đó một vị tông lão nói. Thế nhưng là thanh âm của hắn, càng ngày càng yếu. Bọn họ khó chịu, vô cùng khó chịu. Mắt thấy có thể đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ, đánh hạ Trầm Uyên chiến trường Đông Hoàng Tông, trưởng khống động không đáy, tùy thời đều có thể giết tiến Đông Hoàng Tông nội địa. Thế nhưng là bỗng nhiên tới một cái Vũ Văn Thái Cực, trực tiếp xáo trộn hết thảy. Hiện tại tông chủ đều trong tay hắn, tình thế chỉ sợ muốn triệt để nghịch chuyển. Vũ Văn Thái Cực, không nghĩ tới Đông Hoàng Tông. Còn có loại nhân vật như ngươi. Ta một mực nghe nói ngươi có chút bản lãnh,
còn muốn làm Đông Hoàng Tông chủ, không nghĩ tới, ngươi thật có loại thực lực này. Hôm nay ta coi thường ngươi, để ngươi ngăn cơn sóng dữ, ngăn cản Đông Hoàng Tông hủy diệt. Có điều, ta vẫn còn muốn nói cho ngươi, ngươi có bản lãnh đi nữa, đều chỉ có lực lượng một người, Thánh Thiên Phủ nhất thống Đông Hoàng cảnh, chính là thiên hạ đại thế. Ngươi có Đông Hoàng kiếm lại như thế nào, nhiều đến mấy cái tông lão vây công, đều có thể đoạt tính mệnh của ngươi, một mình ngươi, căn bản không thay đổi được cái gì. Chỉ là chúng ta hai cái tông môn, đều có gấp 3-4 lần tại lực lượng của các ngươi. Minh Hoàng ánh mắt âm sâm, thanh âm âm lãnh, nhìn chòng chọc vào hắn nói. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, làm ngươi việc. Vũ Văn Thái Cực thản nhiên nói. 10 hơi thời gian đã đến, nhưng Vũ Văn Thái Cực cho hắn cơ hội, mắt thấy Minh Hoàng còn muốn kéo, hắn Đông Hoàng kiếm đã động. Dừng tay, ta lui binh. Minh Hoàng run run một chút, sắc mặt tái xanh, hắn mang theo mấy cái tông lão bước vào Vạn Sơn kết giới, trực tiếp tại Vạn Sơn kết giới bên trong triệu về quân đội. Trước triệt tiêu mê vụ, để bọn hắn ra ngoài, Hoàng Phủ Phong Vân đối chung quanh thánh chi cảnh giới cường giả nói. Muốn là bọn họ tiếp tục tiến công đâu? Bọn họ không dám. Giống như Hoàng Phủ Phong Vân nói như vậy, mê vụ triệt tiêu về sau, tại Minh Hoàng mệnh lệnh phía dưới, những cái kia Hắc Minh quân chỉ có thể lui ra khỏi chiến trường. Tuy nhiên bọn họ tương đương không cam tâm. Chính giết đến lửa giận ngập trời thời điểm, mắt thấy muốn nghiền ép đối thủ, lại muốn lui binh. Người nào tâm lý dễ chịu? Chỉ là nhìn đến Hắc Hậu thảm trạng, rất nhiều người đều rung động phải xem lấy Vũ Văn Thái Cực, lẫn nhau nghe ngóng thân phận của người này. Trong nháy mắt, Hắc Minh quân đã toàn bộ lui ra chiến trường. Phóng tầm mắt nhìn tới, người sống, trên thân đều là vết máu, trong đó có một bộ phận cộng sinh thú còn sống, ngự thú sư đã chiến tử, có lại ngược lại. 70.000 Hắc Minh quân, chỉ là đoạn thời gian này chém giết, chỉ ít chết hơn 2.000 người. 3.000 đầu cộng sinh thú. Cộng sinh hệ thống tu luyện không cách nào kéo dài ngự thú sư hoặc là cộng sinh thú, về sau trên cơ bản tương đương phế bỏ. Cho nên, Hắc Minh Tông tổn thất, so xem ra còn muốn đại. Dù sao, Vạn Sơn kết giới đế hoang long mạch cũng không phải ăn chay, tại người khác trên địa bàn chiến đấu, khẳng định sẽ chết nhiều người hơn. Bây giờ quay đầu nhìn qua, đều có thể nhìn đến chiến trường thảm liệt, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Đông Hoàng Tông bên này, đồng dạng chết không ít người, có chừng đối phương một nửa, oanh liệt hy sinh. Cho nên, tông môn chi chiến, còn có thể cười ra tiếng, chỉ sợ chỉ có không có động thủ người đi, nói thí dụ như Thánh Thiên Phủ. Bảo tồn chủ lực, để nanh vuốt đi liều mạng, chính mình ngồi thu ngư ông chi lợi. Kinh lịch một trận chiến này, chỉ sợ Hắc Minh Tông cùng Đông Hoàng Tông, đối Thánh Thiên Phủ vô tình cùng bá đạo, đều sẽ càng có trải nghiệm. Vũ Văn Thái Cực, chúng ta đã lui binh. Tranh thủ thời gian thả người. Minh Hoàng đứng tại Hắc Minh quân trước đó, thanh âm hừng hực nói. Nói đùa cái gì, Vũ Văn Thái Cực cầm lấy Hắc Hậu tóc, đem kéo tại bên cạnh mình. Ngươi không thả người, Minh Hoàng cả giận nói. Đương nhiên không thả, bất quá ngươi yên tâm, ta không tâm tư làm thịt nàng, muốn cho ta thả nàng. Chờ ngươi Hắc Minh quân triệt để lui ra trận chiến tranh này đi. Vũ Văn Thái Cực nói. Minh Hoàng mi đầu thật sâu nhíu lại. Hắn hiểu được, cái này tay cầm, Vũ Văn Thái Cực là muốn sử dụng đến cực hạn. Bất quá, nếu như là chính mình, chỉ sợ cũng phải làm như vậy. Thật vất vả bắt đến một cái loại này nhân vật mấu chốt, làm sao có thể tùy tiện thả đi. Tiếp đó, Hắc Minh Tông cho ta thành thật một chút. Nếu như, các ngươi lại tới gần Đông Hoàng Tông, lại tiến công Vạn Sơn kết giới, ta trước tiên, liền đem đầu của nàng đưa tới cho ngươi. Ta nói được thì làm được, không tin. Ngươi thì thử một chút. Vũ Văn Thái Cực, đủ để cho Hắc Minh Tông quần hùng phẫn nộ. Cái này phiền toái. Minh Hoàng nhắm mắt lại. Vũ Văn Thái Cực chỉ cần khống chế Hắc Hậu, bọn họ hoàn toàn không thể tiến công. Không tiến công không có tổn thất gì, nhưng là, muốn là Thánh Thiên Phủ nghe bên này sự tình, cưỡng ép muốn bọn họ tiến công đâu. Đây chẳng phải là, muốn giết chết Hắc Hậu. Không chỉ là Minh Hoàng, tất cả Hắc Minh quân chiến sĩ tâm. Nhìn đến chính mình tông chủ bị bắt làm tù binh, đều chỉ có thể rỉ máu. Nói thật, bọn họ đối Đông Hoàng Tông cũng không có cửu hận. Hiện tại tiến thối lưỡng nan. Đến lúc đó, là muốn nghịch phản Thánh Thiên Phủ, đi đến một đầu tổn thất to lớn không đường về, vẫn là từ bỏ Hắc Hậu tánh mạng. Việc quan hệ Hắc Minh Tông sinh tồn, đoán chừng Minh Hoàng chính mình, cũng không thể hoàn toàn tự làm quyết định. Trước chống đỡ, Hắc Hậu chỉ có thể dương dương nói.
Người đã của bọn họ trải qua đem tay của nàng nhặt lên, nếu như có thể bảo tồn ở, đoán chừng mạng sống về sau, còn có thể nối liền đi. Nhưng nếu muốn như trước kia một dạng sử dụng, chỉ sợ rất khó. Minh Hoàng chỉ có thể thở dài gật đầu. Một cái vũ văn thái cực, giờ khắc này đã đem Hắc Minh Tông, đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Bất quá, lúc này thời điểm vũ văn thái cực bỗng nhiên đối Minh Hoàng ngoắc, ra hiệu hai người tự mình nói chuyện với nhau. Minh Hoàng, ta biết, các người chỗ lấy sợ hãi Thánh Thiên Phủ, là bởi vì lần trước chiến tranh, các người thủ hộ kết giới bị đánh phá, kết giới bị căn bản tính phá hư. Không có thủ hộ kết giới, Thánh Thiên Phủ xác thực rất dễ dàng đổ diệt các ngươi. Bọn họ muốn nhất thống Đông Hoàng Tông, tiền kỳ khẳng định bắt các ngươi làm bia đỡ đạn. Nhưng là, lấy bọn họ đối với các ngươi phòng bị, chỉ cần chúng ta tan tác, người Hắc Minh Tông tuyệt đối toàn tông lập tức bị tàn sát sạch sẽ. Đừng cho là ta nói đến tuyệt, Thánh Thiên Phủ, đến lúc đó sẽ so với các ngươi trong tưởng tượng còn muốn tuyệt. Cho nên, đừng có lại ngây thơ coi là, vì bọn họ hiệu lực, thì có thể sống sót. Ta dám nói, đến lúc đó Vân Tiêu kiếm phái đều phải chết. Vũ Văn Thái Cực nói lời, chính là Minh Hoàng lớn nhất lo lắng vấn đề. Không có thủ hộ kết giới bọn họ, tương đương với bèo trôi không dễ, nói thật, bọn họ so Đông Hoàng Tông, Nam Thiên Tông cũng còn muốn thảm được nhiều. Vũ Văn Thái Cực, người có cái gì diệu kế? Minh Hoàng híp mắt nói. Muốn sống sót, cần bá lực, Vũ Văn Thái Cực nói. Cái gì bá lực? Để ngươi Hắc Minh Tông người. Tiến ta vạn sơn kết giới bá lực. Vũ Văn Thái Cực nói. Ngươi chắc chắn chứ, Minh Hoàng cùng Hắc Hậu đều trừng to mắt, đờ đẫn nhìn lấy hắn. Ngươi thì không sợ chúng ta đi vào về sau, trong nháy mắt phản công, nếu chúng ta không nhận vạn sơn kết giới ngăn cản, giết sạch các ngươi dễ như trở bàn tay. Minh Hoàng rung động nói. Ta biết, cho nên nói, cần bá lực. Mặt khác, ta tin tưởng một việc, cái kia chính là, các ngươi đối Thánh Thiên Phủ thống hận. So với ta còn mạnh hơn liệt. Các ngươi chỉ là không thể không khuất phục, nhưng là nếu có thể, các ngươi nhất định sẽ báo thù. Vũ Văn Thái Cực ánh mắt nóng rực nhìn lấy bọn hắn. Hắn nhìn thấu nhân tâm. Hắc Minh Tông hội hủy diệt thành dạng này, thủ hộ kết giới bị đánh phá, bọn họ làm sao có thể không thống hận. Coi như không dám biểu hiện ra ngoài, Thánh Thiên Phủ đô tâm lý nắm chắc, Tông Môn Chi sau khi chiến đấu, Thánh Thiên Phủ đều khó có khả năng buông tha bọn họ. Đừng hy vọng vì Thánh Thiên Phủ hiệu lực. Hắc Minh Tông, không làm được cùng Vân Tiêu kiếm phái một dạng nằm mơ ban giữa ngày. Các ngươi giống như ta, không có lựa chọn nào khác. Đông Hoàng cảnh vì cái gì 1000 năm đều không có nhất thống. Đó là bởi vì, chúng ta Đông Hoàng, Hắc Minh, Nam Thiên ba cái tông môn cùng nhau, có thể kiềm chế lại bọn họ. Hiện tại, các ngươi trước ngã xuống, mới lan đến gần chúng ta. Nhưng là... Nếu như các ngươi không lại sợ hãi thủ hộ kết giới sự tình, cùng chúng ta Đông Hoàng Tông cùng tồn vong, như vậy Thánh Thiên Phủ, không đánh tan được vạn sơn kết giới, đồng dạng không đánh tan được hộ biển kết giới. Chúng ta có thể thiết kế, hủy đi Vân Tiêu kiếm phái, thì một cái Thánh Thiên Phủ, có thể làm gì được bọn ta ba đại tông môn. Vũ Văn Thái Cực hai mắt, bắt đầu thiêu đốt lấy hắc bạch song sắc liệt hỏa. Minh Hoàng cùng Hắc Hậu liếc nhau, nhiều năm phu thê, liếc một chút liền có thể trao đổi. Vũ Văn Thái Cực, coi như người nguyện ý tin mặc chúng ta, để vạn sơn kết giới bảo hộ chúng ta. Chúng ta Hắc Minh Tông đệ tử, cũng không có khả năng vĩnh viễn ở tại các ngươi Đông Hoàng Tông. Nơi này không thích hợp chúng ta cộng sinh thú sinh tồn, mà lại lâu dài đi xuống, hai cái tông môn ở giữa, khẳng định sẽ có rất lớn mâu thuẫn. Minh Hoàng cau mày nói. Ai nói để cho các ngươi lâu dài lưu lại, hai vị thì không nghĩ tới, ba chúng ta đại tông môn cùng một chỗ hủy diệt Vân Tiêu kiếm phái. Trọng thương Thánh Thiên Phủ, để Thánh Thiên Phủ lùi lại vì cùng chúng ta một cái mức độ sao. Thậm chí, chém giết Thánh Hoàng. Chỉ cần chúng ta thành công, các ngươi coi như không có thủ hộ kết giới, trở về Hắc Minh Động, căn bản không cần lại sợ Thánh Thiên Phủ. Đến lúc đó, các ngươi có là chữa trị kết giới thời gian. Đây mới là Hắc Minh Tông sinh tồn con đường, nếu không, Thánh Thiên Phủ nhất thống Đông Hoàng cảnh ngày, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vũ Văn Thái Cực. Đối hai vị này tới nói, tuyệt đối đinh tai nhức óc. Minh Hoàng cùng Hắc Hậu, bọn họ không có khả năng nghĩ đến con đường này, bởi vì, Đông Hoàng Tông cùng Nam Thiên Tông, đều khó có khả năng mở ra vạn sơn kết giới dẫn sói vào nhà, để bọn hắn đi vào. Nhưng bây giờ, Vũ Văn Thái Cực cấp ra cái lựa chọn này. Vũ Văn Thái Cực, người ý nghĩ chỉ đại biểu chính ngươi, ta không tin ngươi toàn bộ Đông Hoàng Tông người,
những trưởng thượng kia biết, sẽ nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ mạo hiểm. Hắc hậu nói, cái kia lúc trước, Vũ Văn Thái Cực nhìn một chút trong tay Đông Hoàng Kiếm, cười lạnh nói. Hiện tại, chỉ có ta có thể để bọn hắn sống sót. Mà lại, Đông Hoàng Kiếm tại Đông Hoàng Tông, đại biểu là chí cao vô thượng quyền uy. Tốt a. Minh Hoàng cùng Hắc Hậu liếc nhau một cái. Sinh tử lộ, lựa chọn thế nào? Trước khi đến, bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra, Đông Hoàng Tông sẽ có dạng này một cái Vũ Văn Thái Cực. Vũ Văn Thái Cực, đã ngươi cũng không sợ chúng ta phản công, chúng ta đương nhiên không sợ. Có điều, chuyện lớn như vậy, chúng ta còn cần cùng toàn Tông Tông lão cùng một chỗ thương lượng. Hiện tại còn không nóng này, nếu như chúng ta có quyết định, như vậy thì muốn tìm một cái cơ hội, dẫn dụ Vân Tiêu Kiếm Phái. Lấy chúng ta hai đại tông môn lực lượng, tăng thêm vạn sơn kết giới, đầy đủ đem bọn hắn đổ giết sạch. Minh Hoàng nói, không có vấn đề, ta cũng cần thời gian, đi thuyết phục những cái kia ngoan cố lão gia hỏa. Bất quá ngươi nói đúng, một khi làm ra lựa chọn, liền muốn thiết lập một cái tốt nhất bẫy dập. Chỉ cần một lần, liền để Vân Tiêu Kiếm Phái, vạn kiếp bất phục. Vũ Văn Thái Cực một đôi mắt, quang mang quỷ dị. Vậy ta có thể hay không đi về trước? Hắc hậu cắn răng hỏi. Không thành, Vũ Văn Thái Cực nói. Đây là hắn để Hắc Minh Tông nhập vạn sơn kết giới căn bản yêu cầu. Minh Hoàng bất đắc dĩ, chỉ có thể đem cái kia Hắc hậu hai tay, để vào nàng tu di giới chỉ bên trong. Đem nàng hai tay nối liền, xem như ngươi liên minh thành ý. Minh Hoàng nói. Không có vấn đề, Vũ Văn Thái Cực cười. Tay gãy, tiếp nhận, nhìn như vô dụng công. Nhưng, không cho hạ mã uy. Sao có thể để bọn hắn, ở chỗ này ngoan ngoãn nghe chính mình nói chuyện đâu? Đại đa số người, giờ phút này cũng không biết bọn họ đang nói cái gì. Kết thúc về sau, Minh Hoàng mang theo Hắc Minh Quân, trực tiếp rút lui rời sân. Làm Vũ Văn Thái Cực mang người chất Hắc Hậu, cùng Vũ Văn Phụng Thiên các loại tông lão cùng một chỗ trở về thời khắc, vạn sơn kết giới bên trong, bạo phát ra oanh minh tiếng hoan hô âm. Từng tại Thái Nhất Tháp tranh phong khinh bỉ qua hắn Đông Hoàng Tông đệ tử. Giờ phút này, tin phục ở tại năng lực phía dưới. Mà lại, tâm phục khẩu phục. Thậm chí, Hoàng Phủ Phong Vân các loại tông lão, trưởng lão, toàn bộ ra nghênh tiếp, một cái so một cái thần sắc kích động. Lần này về sau, bọn họ tuyệt đối sẽ không cho rằng, Thượng Quan Tĩnh Thủ lần này đánh cược một lần, lại là một cái quyết định sai lầm. Vạn Sơn kết giới Trầm Uyên chiến trường bộ phận, tạm thời đã đóng lại. Máu chảy thành sông trên chiến trường, hơn vạn nhuốm máu Đông Hoàng vệ. Tự động vì Vũ Văn Thái Cực lóe ra một con đường, nối thẳng Thánh Sơn. Bọn họ cái kia nóng rực ánh mắt, rơi vào Vũ Văn Thái Cực trên thân, Đông Hoàng Kiếm phía trên. Tại sinh tử tồn vong thời điểm, bất kể hiềm khích lúc trước, đứng ra cứu vãn Đông Hoàng Tông người, liền là chân chính cái thế anh hùng hào kiệt. Không biết là người nào ngay từ đầu hô một câu. Cái kế tiếp, vạn chúng bắt đầu hô to. Đông Hoàng Tông chủ, Vũ Văn Thái Cực. Một khắc này, tiếng la chấn thiên. Cái này tám chữ, nói rõ mọi người trong lòng hết thảy. Chỉ có tại sinh tử chiến trường phía trên chém giết qua, mới biết được trận chiến đấu này đáng sợ đến cỡ nào. Mà lúc này ngăn cơn sóng giữ người kia, có tư cách đạt được hắn nghĩ ra được hết thảy. Làm Vũ Văn Thái Cực nhìn đến, vô số tuổi tác tương cận Đông Hoàng vệ đang vì mình hò hét thời điểm, hắn rốt cục cười ra tiếng âm. Cái này, chính là đời này của hắn, mơ ước một khắc. Chỉ tiếc. Không thể cùng thần đô, thánh thành chia sẻ. Làm trong đầu của hắn hiện lên, hai đứa bé kia sinh trưởng trên đường điểm điểm tích tích thời điểm, tên của hắn, vẫn vang vọng cả tòa Trầm Uyên chiến trường Đông Hoàng dãy núi. Thái Cực, tông môn bên kia, còn tại cùng Vân Tiêu Kiếm phái tử chiến. Hoàng Phủ Phong Vân lo lắng nói. Biết, Vũ Văn Thái Cực đem Hắc Hậu giao cho Vũ Văn Phụng Thiên, sau đó nhấc lên Đông Hoàng kiếm. Đông Hoàng vệ, theo ta giết địch. Vâng. Trong lúc nhất thời, tiếng hô giết rung trời. Trầm Uyên chiến trường bên này, chỉ cần lưu lại một số nhỏ người giám sát Hắc Minh Tông động tĩnh là được rồi. Hắc Hậu nơi tay, Vũ Văn Thái Cực ăn chắc Hắc Minh Tông. Cho nên, hiện tại Đông Hoàng vệ, cơ hồ có thể toàn bộ chuyển rời đến Viêm Hoàng Đại Lục bên kia, thậm chí, Tông Lão cùng các trưởng lão, đều có thể đi qua hơn phân nửa. Giết! Lúc này Tông Môn bên này vạn sơn kết giới bên trong, trên trăm loại linh tai tàn phá bừa bãi. Vân Tiêu vệ cùng Đông Hoàng vệ ở giữa chém giết, đã đến gay cấn giai đoạn. Bên này không có hung thú xông pha chiến đấu, còn có vô số quỷ dị linh tai trùng kích,
Vân Tiêu Vệ tổn thương so Hắc Minh quân muốn thảm trọng rất nhiều. Đương nhiên, Đông Hoàng Vệ cũng có rất nhiều chiến tử. Mênh mông trong sương mù trắng, khắp nơi đều là tàn khuyết thi thể. Hai đại tông môn, tại lúc này thời điểm đã giết đỏ cả mắt. Tư Không Kiếm Sinh cùng mấy cái tông lão, tạo thành đáng sợ nhất dao nhọn, chỗ đến, Đông Hoàng Vệ chỉ có thể bị tàn sát. Hắn vị trí này, đã mơ hồ có thể nhìn đến 33 thần phong phía trên kết giới linh tuyến. Đông Hoàng Tông đã không có cường giả, chúng ta trước xuyên qua kết giới, bước vào trong đó, giết đến tận Thánh Sơn, đem kết giới hạch hủy đi, Vạn Sơn kết giới tự sụp đổ. Tư Không Kiếm Sinh tay cầm trường kiếm, giết đến vô cùng phóng khoáng. Hắn toàn thân đã nhuốm máu, nhưng nhuộm cũng không là chính hắn huyết. Vâng, cái này yếu đuối Đông Hoàng Tông, ngay cả chúng ta bên này công sát đều nhịn không được, lại càng không cần phải nói Trầm Uyên chiến trường. Ta đoán chừng Hắc Minh Tông huynh đệ, không sai biệt lắm muốn đánh phá Vạn Sơn kết giới. Tư Không Kiếm Sinh nói. Tông chủ, không phải nói chỉ đánh vỡ một bên Vạn Sơn kết giới là có thể sao? Hai bên cùng một chỗ phá lời nói, Đông Hoàng Tông chẳng khác nào không có. Vậy trước tiên không phá kết giới hạch, trước đổ sát đệ tử trẻ tuổi đi. Tư Không Kiếm Sinh cười to nói. Tông chủ, kỳ thật chúng ta tổn thất cũng thật lớn, tốt nhiều Vân Tiêu Vệ chiến tử, số lượng chỉ sợ là đối phương gấp 2 trở lên. Thật sao, như vậy tùy ta cùng một chỗ, giết gấp 10 lần đệ tử trẻ tuổi xuất khí. Trận chiến đầu tiên, nhất định phải để Thánh Thiên Phủ cao hứng. Đồ sát Đông Hoàng Tông đệ tử trẻ tuổi, Thánh Thiên Phủ tuyệt đối sẽ cao hứng a. Hy vọng cái kia Lý Thiên Mệnh, cũng ở nơi đây. Hắn nghĩ là, nếu như có thể bắt được người này, công lao càng lớn a. Kết quả là, lấy Tư Không Kiếm Sinh cầm đầu, bên người mấy cái tông lão, căn bản không ai cản nổi ở. Mau đi ra, Tư Không Kiếm Sinh cơ hồ có thể nhìn đến, tại phía trước 33 thần phong phía trên, chính tụ tập đại lượng đệ tử trẻ tuổi. Những đệ tử trẻ tuổi này, chính nhiệt huyết ngút trời, cùng cộng sinh thú cùng một chỗ, đem thú nguyên quán thâu tại kết giới linh tuyến phía trên. Không biết tự lượng sức mình. Trở thành Đông Hoàng Tông đệ tử, liền là các ngươi lớn nhất bi ai. Trong lúc nói chuyện, Tư Không Kiếm Sinh đã xuyên qua Vạn Sơn kết giới, cái thứ nhất bước vào Đông Hoàng Tông nội địa. Đều đi chết đi. Hắn mang theo hắn cộng sinh thú, lục dực thần hỏa phượng, một lần vỗ cánh, phi hành ngàn mét. Trong tay, Vân Tiêu Thánh Kiếm, đã chỉ hướng một tòa biên giới thần phong, chính là Thanh Long Kiếm Phong. Thanh Long Kiếm Phong phía trên, Viên Hồn Thiên, Cốc Phú bọn người tại. Cái kia lục dực thần hỏa phượng phun ra nóng dực hỏa diễm, đã cuốn tới, ngàn vạn di chuyển tiến đến ngoại môn đệ tử, đờ đẫn nhìn lấy ngọn lửa này, hoàn toàn quên đi né tránh. Trong lúc nhất thời, Đông Hoàng Tông xôn xao. Hoảng sợ không khí, tại đệ tử trẻ tuổi ở giữa lan tràn. Rất nhiều người hoảng sợ ngã trên mặt đất. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên xông ra một đám người. Người cầm đầu, người mặc đen trắng trường bào, tay nắm một thanh kim trường kiếm màu đen, cực nhanh tiến tới đi ra, trong nháy mắt khóa chặt Tư Không Kiếm Sinh. Ai? Tư Không Kiếm Sinh còn không thấy rõ ràng, kiếm của đối phương, đã giết tới trước mắt tới. Muốn chết? Hắn trong nháy mắt xuất kiếm, kiếm khí tung hoành, trùng thượng Vân Tiêu. Đúng vào lúc này, hắn rốt cục thấy rõ ràng. Giết người tới, gọi là Vũ Văn Thái Cực. Hắn cầm kiếm, gọi là Đông Hoàng Kiếm. Đông Hoàng Kiếm tại trên tay ngươi. Tư Không Kiếm Sinh mộng một chút, hắn còn tưởng rằng Vũ Văn Thái Cực cùng Tông Lão Hội đã cắt đứt nữa nha. Đáp lại hắn, chính là Vũ Văn Thái Cực kinh thiên một chém. Làm. Một tiếng kinh thiên động địa giòn vang, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên tách ra, nhưng nói thật, lần này Tư Không Kiếm Sinh là bay ra ngoài. Hắn cơ hồ đập vào chính mình cộng sinh thú lục dực thần hỏa phượng trên thân. Mạnh như vậy, Tư Không Kiếm Sinh hoàn toàn không có đoán trước, chính mình vậy mà lại để Đông Hoàng Tông người, lấy kiếm bước lui. Hắn giận tím mặt. Có thể sau một khắc, hắn nhìn đến 20.000 trở lên Đông Hoàng Vệ, theo Trầm Uyên chiến trường phương hướng vọt ra. Đây là cái gì tình huống? Trầm Uyên chiến trường đã bị Hắc Minh Tông công hãm, hoàn toàn từ bỏ bên kia. Nhưng còn thừa lại nhiều như vậy sinh lực quân, không có khả năng bị công hãm a. Hắn không có suy nghĩ chỗ trống, bởi vì giờ khắc này, Vũ Văn Thái Cực mang theo 20.000 Đông Hoàng Vệ, trực tiếp lao đến. Hắn thì mấy cái tông lão, làm sao ngăn trở cái này thiên quân vạn mã. Kết quả là, Tư Không Kiếm Sinh khẽ run rẩy, vội vàng bắt chuyện lục dực thần hỏa phượng, xông về kết giới bên trong, bỏ trốn mất dạng.
Tư Không Kiếm Sinh có chút mộng. Hiện tại có hơn 40.000 Đông Hoàng vệ, tăng thêm Vạn Sơn kết giới, hiển nhiên, Vân Tiêu Kiếm phái Vân Tiêu vệ, rất có thể chịu không được a. Kết quả không ngoài hồ hắn sở liệu. Trầm Uyên chiến trường viện quân xuất hiện, tăng cường trên Thánh Sơn các cường giả quyết tâm. Một khắc này, kết giới hạch phía trên Thánh Chi cảnh giới cường giả, hội tụ bao nhiêu lực lượng, quán thâu tại Đông Hoàng Vạn Sơn kết giới phía trên. Kết giới linh tài uy lực, lần nữa tăng cường. Dục huyết phấn chiến Đông Hoàng vệ, tăng thêm rất nhiều hoàng sư, điện khanh, phong chủ, trưởng lão, thậm chí là tông lão, bắt đầu phản công. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Theo khai chiến giây phút đầu tiên, Lý Thiên Mệnh thì đứng tại sườn đồi phía trên, nhìn lấy cái kia Vạn Sơn kết giới bên trong sinh tử chém giết.